con kìa, không biết chuyện gì luôn. Thấy mấy cô chú đợi đây, đợi chú. Cây gánh đỏ đó Phi. Có một cây màu hôn Phi. Trần Nghiệp Phật yên tĩnh. Đây đây, mau qua đây, qua đây. Có chị á. Có chị đây, chị điện cưng. Trời. Cà hảo chết luôn. Lại chợ bệnh không ra hàng, đẩy qua đây chứ đâu. Làm em mình hơn là chị mình chửi. Nói ra tiếng đáp là 3 tiếng, chị thấy không? Ai cũng nói em hiền chứ, ai cũng nói em giữ, em ăn hiếp đó. Không có, tại chân lan, tại nói chân lanh. Chứ ngoại em đâu có nói gì đâu. Chị thấy không, chị đi nãy giờ, chị thấy đâu thấy em nói gì đâu. Ở ngoài thì đồng. Đừng có nói gì đâu, mà tới khi em nói là không ai nói lời em luôn. Hồi chưa ai thì tôi nói chuyện rồi. Rồi chưa, nói chuyện quá trời quá đất luôn rồi, nói gì trơn á. Là cái này sao mình để trong đây được ta? Nè, cái để cặp cái này nè. Để gì cái nhìn qua sau lưng đẹp ra. Thấy không? Thấy đỏ đỏ được chút. Hello mấy chị. Chứ không lẽ giờ hello ai? Hello Hương. Ờ, gì có được không? Vô rồi đó hả? Vô rồi. Để cho người ta biết cân giữ chút chứ chị tin. Chị nói chị hèn. Mà không ai tin hết trơn. Chị ai cũng nói khác. Yến không giữ hết trơn. Ở ngoài hiền hơn nè, đẹp gái hơn nè. Hello. Hello chị Thảo. Khách ơi, nay nhiều hàng đẹp, hàng su su sờ tầm lắm khách ơi. À, cái ba này hả? Bạn chủ lớn là 350 chậu. Đẹp lắm chị ơi. Mà cái giá này bây giờ nó hiếm không, mà bây giờ nó còn có cây cúc trúc không? Cái cây này chị biết không? Từ lúc em mới ra đây tìm là lúc đó em bắt nó đồng cho C20. Mà cây nó khúc ở đây là lúc đó bán ở điểm bán 350, mà giờ nó cao đó vậy. Là cái lô đó còn lại tới giờ. Là lô đó còn lại được cái giờ mà có mấy cây á. Giờ không còn nữa. Giờ nó chỉ có cây khoảng gan tay, một cây nó mới lai được không. Hello. Chào chị Thư Vùng. Chào anh Lê Phước Thành Thành, chào chị Sushi, chào Phong Lan, chào Trúc Giang. À, chào chị Thu Thảo Nguyễn. Hello chị Nghi Đông. À, chào chị Linh Lan, chào hết mấy chị. Mấy chị hôm nay rất là nhiều lăng đẹp nữa nè. Lai lai trễ một chút. Nay lai trễ một chút. Nay lai trễ một chút nhưng mà được con gái không biết được gì trơn mấy chị. Lăng đẹp. Nậu ơi, gãi cái bông của em nậu. Đắt lắm. Thằng sách nó có bán nhưng mà đắt lắm. Trăm mấy còn á. Chị ơi, cái này chị mua ra ngoài hồ tiệc hỷ á, mua thì nó rẻ, dụng cụ này nó rẻ, còn vô nhà sách rồi nó chém hả, chém bay đầu luôn. Mấy chị yêu dấu, mấy chị yêu dấu, mấy chị vào xem livestream của em hôm nay có rất là nhiều lan đẹp, phải rất là slide trễ một chút nhưng mà rất là nhiều lan đẹp. Quà của em đầu like là lên luôn nha, bây giờ lên thôi tặng luôn mấy chị đi. À, cái lên ấy luôn, cái cây này nằm đầu ta. Em đi vô like chút Vi, chị vô coi hàng Vi. Mấy chị ơi đợi xíu chị. Nói gì. Trời ơi. Trời ơi nè. Vừa đến nơi luôn. Hay luôn. Hay luôn, cái tay chị nó không có được. Sơ thấy Hương ra cắt ừng chị không? Anh Hương được. Ta cắt ừng chị đi. Tại trước giờ để rồi. Mà, nặng vía, em nặng vía lắm. Em coi hàng không được. Dao bọng hết rồi. Ủa, bởi chị đừng có đi ngủ với chị Vana. Em nặng vía lắm, em cui hàng không được. Nên là tụi nó cui không à. Mấy chị chia sẻ đi. Chia sẻ đi rồi cứ lên cái quạt em này cho mấy chị đọc lạ nè. Trời ơi, trễ rồi đi ngủ. Trời, chị Vana giờ này mấy giờ mà đi ngủ bà Vana. Mới có 8 giờ rưỡi luôn, tính ra sang Sài Gòn luôn. Trời ơi trời. Tính ra sang Sài Gòn mà 8 giờ đi ngủ, 8 giờ rưỡi đi ngủ. Thiệt nghe muốn não lòng. Sài Gòn mà 8 giờ rưỡi đi nhậu. Đi ngủ chứ quên. Trời ơi. Giờ này chị nghe chị nói đi nhậu còn được á, chứ giờ là 8 rưỡi đi ngủ. Khủng khiếp luôn. Chào chị Văn Anh Khu. Trời, khách nhắn tin em sao giờ hôm nay không lại Yến. Thật sự mấy chị là biết sao không? Ráng đóng hết ba cái hàng qua cho mấy chị thôi, không có để tồn ra hết trơn á. Nên là trễ xíu. Giờ này nhiều khi có mấy đứa nó chưa ăn cơm nữa kìa. Đặc biệt Vi cái bên nó chưa ăn cơm, mấy Vi nó chưa ăn cơm nữa kìa. Hồi chúng nó xỉu tới không biết đầu năm rồi nữa. Có một em ăn cơm mấy chị. Được, có mình một em ăn cơm thì em nói ăn cơm trước. Hello
Hello chị Liên, chào chị Tư Bông, chào cô chị Nguyễn Thị. Trời mưa về ngủ với có con rồi. Trời mưa này mình thức bớt đi cho nó ốm bớt. Chứ em thấy là không có được đó chị. Dù nào mình thức đi, mình thức mình làm việc, mình vận động nhiều một chút, ốm thân thể body đẹp, gái một con trong mòn của mắt. Ngày nghỉ chơi hello chị bánh kem thuốc rinh, chào hết tất cả mấy chị nha, chứ không riêng chào mấy chị, chào hết tất cả mấy chị, chúc mấy chị có một buổi tối tốt lành. Hôm nay là ngày đầu tuần hả, 8:30 mới ra đường ăn nhậu hả, trời Sài Gòn 1-12 giờ đêm, 1-2 sáng nhậu được á chị Tư Bồng ơi. Sài Gòn sống vào đêm mà giờ này với chị, giờ này ở dưới quê mình ngủ hết trơn rồi. Nhiều khi cô chú lớn tuổi giờ đâu có thức nổi đâu, nên mấy chị cố gắng thức đêm săn đẹp nha. Cái này một năm, cái giống này là từ lúc cái cửa hàng, cái chỗ kho em thành lập tới bây giờ mới bán lại cho mấy chị khoảng hơn 1-1.5 năm gì đó. Đây là thằng ngọc điểm vàng, ngọc điểm vàng nghe khách ơi, đây là cái thằng ngọc điểm vàng hoa thơm, ngọc điểm vàng nghe, nhớ lưu ý giúp em nghe, ngọc điểm hồng gấm, ngọc điểm đen, ngọc điểm cái kiểu đỏ đỏ đen các kiểu, ít có nghe ngọc điểm vàng đúng không. Đây em lên cho mấy chị ngọc điểm vàng lên trước nha, tại vì cái phần mấy cây lan mà chỗ lớn lớn á đang ra hàng trên qua cho mấy chị. Hello anh Đạt, mấy chị nên chơi cái giống này nha. Thơm là một cái điều tiên quyết đầu tiên của ngọc điểm. Cái thứ hai này là ngọc điểm chuẩn chứ không phải là ngọc điểm lai nữa nghe mấy chị, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa cho mấy chị là thuần tại nhà vườn Việt Nam mình, thuần thang và trồng trong chậu cứu dừa rất là lâu, và điểm trồng của nó rất là lâu. Cái cây này là cái cây xe lớn của cái cây lô đợt trước, cách đây một năm, hơn một năm bán cho mấy chị. Là cái điều thứ ba. Điều thứ tư nữa, cái giống này cho hoa quanh năm và rất là thơm. Gần như cái thằng này rất là hiếm hoi có trên thị trường. Gái một mắt nhìn chỉ một con hả Nhi Đông? Người ta nói là gái một con trong mòn con mắt đó, đúng không mấy chị? Đúng không mấy anh chứ anh? Nói mấy chị thì không ai ấy trơn á, phải hỏi mấy anh mới đúng. Người ta nói là gái một con trong mòn con mắt đúng không mấy anh? Cây này là tôi có rồi. Cái này là lâu lắm luôn rồi, nó lâu lắc là có luôn mấy chị anh. Tôi không cho bé ăn cơm lát, nó không có người chốt đơn luôn em. Tú Hương Quang hả? Nè, nó còn xíu nó xỉu, em biết đường đâu trời luôn. Mấy chị chia sẻ giúp em nha. Nó chị thấy không, ở đây ai cũng ốm trơn á, không ai mập nổi luôn á. Có bà chủ được, bà chủ mập. Có bà chủ mập nổi chứ ở đây ai cũng ốm trơn. Bởi chị nói kêu tụi em đi lấy chồng bây giờ hết. Trời ơi, lấy gì nó bỏ chứ tám cưới gì ba bữa bỏ trơn. Đứa nào cũng đi làm tới 1-2 sáng, chồng con nhà gì, nó bỏ hết luôn á. Lên ngọc điểm cho mấy chị. Đứa nào có bò thành ế, đứa nào không ế cũng chưa, không làm có bò luôn. Làm cái nghiệp này cho mấy chị là vậy á. Đây cho mấy chị cái này là ngọc điểm vàng hoa thơm, khách ơi giá cực rẻ, giá cực kỳ rẻ và hàng rất là hiếm. Mà em nói thật sự mấy chị, bây giờ mấy chị vô Lazada Shopee đi, năm rồi nó còn bán thằng này cho mấy chị, năm rồi. Trai nhìn nghe trai một cách nghĩa của con hả? Cái năm rồi nha, năm rồi, nếu em đón không làm mấy chị trên một năm về trước, khi mà em bán ngọc điểm vàng là cho mấy chị vàng lại đón hoa thơm á, thì thị trường cái shop Lazada Shopee nó vẫn có bán mấy chị, nhưng mà cái giống để trồng cho mấy chị cây thế này thời mất từ 2.5 năm đến 3 năm cây nó mới cao thế này cho mấy chị, và rất là khỏe, cực kỳ bền. Cái lô ngọc điểm này khi Lazada Shopee nó bán cây giống cho mấy chị, thay vì gắn ngọc điểm bình thường của mình là giá 25.000 trên một cây bót cho mấy chị, là cây bót trồng chút xíu mấy chị, chút xíu nó khoảng 3 lá mấy chị, trồng có 2.5-3 năm nó mới lớn cái này, thì riêng cái cây bót này nó có giá 50.000 một cây, tại điểm 1-1.5 năm về trước, tại điểm 1-1.5 năm về trước cho mấy chị. Hello chị Phương Nguyễn, cười đó chị Phương Nguyễn, cười gì Phương Nguyễn, gái mấy con đây không biết, Phương Nguyễn gái 2 con ở chị Phương Nguyễn. Yến bán vui vẻ mà mới nói chuyện hấp cười lắm, cảm ơn chị Hạnh nhiều. Cảm ơn mấy chị. Nè chị coi cái cây của em đẹp không, nói chung là hàng này trồng thuần, trồng gối dừa, hàng này là hàng Việt Nam chất lượng cao cho mấy chị đó, biết sao không, trồng thuần lâu dữ lắm rồi khách nha, trồng thuần lâu dữ lắm rồi nha mấy chị. Em cũng nói luôn nha, cái giá này cách giá khoảng hơn 5-5.5 năm về trước nó chỉ có thêm 20.000 thôi chị, chứ không có nhiều, nhưng mà cũng so với giá thị trường rất là rẻ. Mà cái giá này em bán bằng giá năm thời điểm năm rồi luôn, dù em nhập cao hơn
dù em nhập cao hơn nha mấy chị, nhưng mà vẫn bán bằng giá thị trường cho mấy chị luôn. Năm tờ điểm năm rồi, năm trước đó mấy chị, trước dịch Covid rồi, rất là thơm. Thằng này hoa quanh năm mà cái màu bông nở thực tế của nó cho mấy chị coi luôn nè, không ngọt không lấy tiền. Cái màu bông của nó ngọt chất ngắt luôn mấy chị ơi. Đây là cho mấy coi cận cảnh nha, cận cảnh nha mấy chị, cái mặt bông của nó đây. Đây là cái mặt bông hình mẫu khi nhà vườn lai tạo ra cho mấy chị, ngọc điểm vàng, hoa thơm. Đây cây nở thực tế cho mấy chị cực kỳ đẹp. Một cái điều nữa, bông nở ra cho mấy chị rất là sáng luôn. Có cây hoa bói nó nở ra tại vườn này cho mấy coi nè. Cây hoa bói nở ra tại vườn cho mấy chị cũng rất là đẹp và chuẩn, cực kỳ chuẩn màu. Cực kỳ chuẩn màu và rất là thơm. Rất là thơm luôn, quay game nhanh luôn ngay trễ rồi. Tính là không có tặng game luôn mấy chị, tính là bán bớt là giá đồ ra, nhưng mà thôi. Mình chơi game cho mấy chị quen rồi. Quen cái trớn em rồi. Hôm nay nha. Kính thưa rất là nhiều đồ lan. Và kính thưa với mấy chị là những cây như thế này là tiểu sử tiền đề của nó trồng cũng phải tầm 3-4 năm. Và mấy chị ơi toàn là những cây lớn không. Mấy chị mua một cây đáng đồng tiền cây, và kể cả có những cây mà khoảng 3 năm về trước mà bây giờ nó cao thế này mấy chị. Rất hiếm lắm, nó mới có mấy cây hiếm. Anh Thư Nguyễn, Thư Nguyễn lại là anh Thư Nguyễn nữa. Giờ sao bán hàng cho em nói giờ cũng lấy giờ khách ơi nè, giờ không để chờ cầm cái cây lên. Chỉ đi mấy chị biết gì đâu nói. Chứ phải nói mấy chị, cái nghiệp của em đã nói chứ ngoài không nói được gì đâu. Cái nghiệp của em rồi. Cái nghiệp của em mà kể cả chị khách thì chị nói nè. Em vô like nó nhiều chứ ngoài chị đâu có nói được đâu. Ngoài đâu được nói được gì đâu mấy chị. Có trời luôn á. Hiện ngoài trầm tính dữ lắm luôn, ngoài dễ thương cực kỳ luôn mấy chị. Hiền là hiền lành dữ lắm luôn á. Ngoài dễ thương cực kỳ. Ngoài dễ thương cực kỳ. Chứ còn không phải là vô đây dù khi không giữ chửi khách đâu, có đâu, ngoài dễ thương cực kỳ. Ngoài dễ thương cực kỳ luôn á. Cái hương nó quá trời. Em quay quần em cho mấy chị là 99 giây. Chờ bà qua ra bà cười. Bà cười hết mức của bà luôn. Cười ra nước mắt. Mấy chị cứ, mấy chị thương em nè. Thương em mấy chị. Không thương em cũng được, thương cái cây lan rồi mấy chị. Nhớ là tặng quần em. Hít hết cho mấy chị. Nhiều khi sưu tầm, muốn sưu tầm cũng có đâu mấy chị ơi. Nhiều khi là muốn sưu tầm một điểm vàng trên trường cũng có ai có đâu nha. Nhớ là chia sẻ. Chia sẻ like. Có comment tương tác trong bài live stream. Tặng quần em. Chia sẻ nhiều chút nha mấy chị ơi. Ngại gì nút chia sẻ của em. Trời, cái thỏ trắng chỗ lớn của cô Chi Nguyễn Thị ơi. Con nói thiệt với cô, bốc cái chậu nó đẹp, hết sức đẹp luôn cô. Chắc nhà vườn nó giữ lại nó không bán rồi cô ơi. Chứ con là con có bốc cái chậu lớn cô mà nó cao, rất là cao luôn. Tại chắc người ta biết trời, con Tú nó vô cầm ít, Út vô cầm anh cơ Hưng. Cái trời. Nghe tới khúc hiền là hẹt ngoài dễ thương mấy chị, ngoài dễ thương hiền ngậu lắm. Chứ em không còn giữ như là lời đồng đón của tiếng ngạ đâu mấy chị. Quay game. Ở ngoài nó trắng mà đẹp gái lắm. Trên live stream nó không mặn ngoài đâu. Đâu rồi, cái gì đâu rồi. Cái gì đâu. Có ai chưa vợ thì bỏ gạo, rớt gạo đi. Gì đó mà nở lòng nào em có đứa em mấy chị. Nó lưu em trong tên danh sách Zalo mấy chị. Sư tử Hà Đông. Thiệt tình em hiền, hiền khó luôn. Hiền dễ thương. Ồ, dễ thương, hết mức dễ thương luôn. Mà nghĩ sao lòng nào nở lòng nào mấy chị. Hương nó lưu cho em trong danh bài Zalo mấy chị. Thiệt buồn, nhiều khi buồn khóc luôn. Sư tử ở đâu chị coi nó luôn. Chị giờ chị mở Zalo lên coi. Em muốn nói sai luôn á. Nhiều khi nó đơn giơ hình là chim cho khách coi. Nguyên một cái dòng Zalo trạng thái sư tử ở Long gửi hình vô. Thiệt luôn. Ôi em. Nói vui chứ lên bán mấy chị nha. Bữa nào đổi tên chị đi. Cứ cưng ghi là Yến Hiền Hậu, Yến Dễ Thương cũng được. Mà khách vô ta biết. Đấy chứ nói vui vui đầu lại cho mấy chị nha. Chứ thiệt mà ở ngoài dễ thương thiệt mấy chị. Ngoài dễ thương thiệt. Đấy chứ quay game cho mấy chị nha. À, ai tiếng ai vẫn nói đâu. Thiệt. Đây quay game nha. Tặng cho cây ngọc điểm vàng cho mấy chị nha. Cây này cây đồng đỏ đó chị. Đồng đỏ. Đồng đỏ chuẩn giống á. Ủa nó đâu có nhiều thân đâu. Trời, cái cây kia nó còn hai thân nữa. Hai thân, ba thân. Cây đồng đỏ là to không? Không luôn, đồng đỏ hiếm lắm. Tại vì một số nhà vườn cái cây huyết long là đăng cây đồng đỏ lên. Nên là một số anh chị lại nhầm. Giống như là cái cây huyết long này nè. Mà lại đăng đồng đỏ thì đồng đỏ giá nó cao hơn. Nên là đăng mặt hoa của huyết long nhưng mà lại kêu là đồng đỏ. Ừ. Mà bây giờ không có nữa, huyết long khen.
Bởi vì nó đặt cho cái tên Rồng Đỏ nên là cái giá Rồng Đỏ nó nâng lên cao, nhà vườn nó cước giá lên. Ai tin đến ngàn. Thiệt chị nên tin đi chị, gì Hậu Thanh đây, mình không có mắc mát gì hết trơn mấy chị. Mấy chị tin tưởng em là mấy chị không có mắc mát gì hết trơn á. Là mấy chị đem lại niềm vui cho mấy chị rồi đó. Chị đắng ngưa comment. Đắng ngưa. Thấy không? Khách chị tin tưởng chị mà. Đâu tin tưởng cưng đâu không? Cái đó 250. Chị nó sẽ tưởng là ông mệt. Ừ. Cái cây kia kìa, nó có 200.000 kìa. Bởi vì em nói chuyện người ta đăng cái hình huyết long lên mà kêu nó Rồng Đỏ đó là vậy đó. Để cước giá cây nó lên á. Em không nói là chị Tường Vy Vũ đi qua đâu nha. Em không nói là anh Vũ Dương trúng em luôn, anh Vũ Dương. Anh Vũ Dương trúng em nha. Có là có, em tính ra anh Vũ Dương là cũng may mắn lắm mà chứ. Mà trúng em anh em mấy lần luôn á. Anh Vũ Dương có là có giùm em nghe lên nhanh gọn lẹ cho mấy chị nè. Có ai như em không mấy chị? Lên trễ cho mấy chị còn chơi game nữa, 9 giờ còn chơi game nữa. Chơi cỡ đó chứ mấy chị luôn á. Anh Vũ Dương. Ừ, cái đó bông bói thôi. Vũ Dương em đếm từ 1 đến 10 cho anh Vũ Dương nha. 1 cho anh Vũ Dương ạ. Vũ Dương. 2 cho anh Vũ Dương. Vũ Dương. Vũ Dương. Chị yên tâm để nó ăn rồi đó chị. Một hộp cơm sườn chả bá lửa luôn á. Nó không cần rau, rau nhường em à. Nên là nói vậy đó. Nó thương em lắm. Thịt nó có nhường, mới nhường rau cho em không. Đây Vũ Dương có chia sẻ không? Đây có. 15 phút trước anh Vũ Dương có chia sẻ công khai 15 phút trước phía em hợp lệ. Anh ơi, mà chúng em mình giả bộ mà chia sẻ thêm dài hồi nhóm nó nha. Chứ chia sẻ không được, chia sẻ không được. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Rồi em lên luôn cho mấy chị, em cũng báo giá luôn nha. Anh chị nào mua cái này là cũng biết cái giá năm rồi em bán ra nhiều, năm nay em cũng bán nhiều cho mấy chị. Giá là 200.000 một cây ngọc điểm vàng. Ngọc điểm vàng này là cây ngọc điểm thuần, thuần tại nhà vườn Việt Nam của mình khoảng trên 2 năm đến 2 năm rưỡi cho mấy chị. Rất là siêu bông. Một điều nữa, cái dòng này cho hoa quanh năm và rất là thơm. Thay vì mấy chị mua những cái dòng ngọc điểm truyền thống của mình, một năm nó cho là một lần bông, thì những dòng này chu kỳ làm bông của nó cũng giống như những ngọc điểm lai, cho bông qua năm nhưng mà nó không phải là ngọc điểm lai. Nó là ngọc điểm chính gốc của cái thằng vàng lưỡi đỏ. Mà thị trường có những khách khoảng 100 trước mấy chị, khi mà mấy chị mua cái dòng ngọc điểm này á, cái mấy chị hỏi em á, Yến ơi em kiếm ngọc điểm vàng về bán. Em nói ủa, em cũng có nói khách luôn, ủa làm gì có ngọc điểm vàng. Nhiều khi mình cũng giật mình mấy chị. Em nói anh làm gì thị trường làm gì có ngọc điểm vàng, trắng hồng đớm tím các kiểu. Nhiều khi hồng, cái hồng kêu nó hồng gì ta, hồng gì, hồng sen, đúng rồi, hồng sen các kiểu cho mấy chị. Thời điểm đó là hồng sen mất nhất. Thì em nói cách em trả lời câu rất là tỉnh bơ mấy chị, anh làm gì có ngọc điểm vàng bác. Rồi là từ đó về sau là mấy chị ơi, là em vô em coi là Lazada nó có bán cây giống mấy chị, nhưng mà cây giống mấy chị ơi thời điểm nó rất gấp đôi, gần như gấp đôi lần cái cây ngọc điểm. Nhiều cây chỗ, nhiều chỗ nó bán cây ngọc điểm bót có 12.500 mà nhiều chỗ nó đang bán mấy chị là 25.000. Còn riêng cái cây này nha, mà cây bót có chút xíu khoảng 3 lá nha mấy chị, 3 lá thôi chứ không phải là 3 tầng lá nha, 50.000 một cây, 200.000 cây ngọc điểm. Mua hai năm không trúng game mấy chị. Hồ Văn Mây Trắng ơi yên tâm mấy chị, làm sao trúng game. Em cho mấy chị coi là ngọc điểm của ngọc điểm à này cho mấy chị nha, đây là ngọc điểm vàng lưỡi đỏ chuẩn luôn, nó không phải là lai, nó là ngọc điểm luôn của mình. Cây trồng bằng thuần chậu, chậu này kêu bằng chậu gì ta, chậu gối dừa thuần than rất là đẹp, có 200.000 cây à. Giá này em bán bằng giá năm trước, năm năm rưỡi về trước mấy chị, năm năm rưỡi về trước á. Tại vì chị có gọi điện rồi bên em, không có gì mai chị gọi lại giùm em nha chị Lương La ơi. Chiều bên em nhân viên không có kịp nghe máy cho mấy chị nữa. Có gì em mai Lương La coi gọi lên cái đơn hàng chị kìa. Có thiếu con cây rát mà gì bà bưu tá cầm hàng về kìa. Lương La, để có mai em cập nhật cho. Đây là mặt bông của ngọc điểm vàng lý vợ đỏ a thơm cho mấy chị. 200.000 một cây rất là khiếm và nó khang. Và giá em cũng nói chuẩn mấy chị luôn, rất là rẻ, mấy chị yên tâm đi. Cái giá của nó rất là mềm. Cái giá của ngọc điểm em lên cho mấy coi cái cây của ngọc điểm nè. Đây, thần rất là khỏe cho mấy chị, 200.000 một cây ngọc điểm vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Đây là ngọc điểm vàng chính hiệu nghe, có gì mai chị Lương La gọi là giúp em với chị Lương La. Tại chị biết sao không, chiều nhiều khi em gọi báo phí khách nhiều nhiều lắm, nhiều đơn lắm, nhiều khi không có kịp nghe máy của mấy chị. 200.000 một cây, em chốt ai không, Kim Liên một cây cho chị, Kim Liên một cây ngọc điểm vàng lưỡi đỏ hoa thơm cho mình nè, 200.000. Một cây này đẹp lắm khách ơi, mấy chị nên chơi đi thiệt á. Cái giống này rất là sang và gần như nắng mưa thoải mái. Nắng mưa thoải mái luôn mấy chị ơi. Thuần rất là khỏe cho mấy chị nha.
Diễm Nguyễn có chưa? Cái Diễm Nguyễn. Cho chị Diễm Nguyễn một cây ngọc điểm vàng lấy đỡ chị Diễm Nguyễn. 200 ngàn một cây nha. Dạ, em lên cho Thách Già Hánh Quân một cây ngọc điểm vàng lấy đỡ cho Thách Già Hánh Quân nè. Cây này đẹp ghê không mấy chị ơi. Trồng lâu lắm rồi, hơn 2 năm. Hơn 2 năm rưỡi rồi. Đợt cái cây này, cái đô đợt trước mấy chị mà dưỡng thêm hơn 1 năm nữa đó mấy chị ơi. Cây là cây hàng lá. Cây hàng lá nó cũng có bông bói mấy chị chứ không phải không có. 200 ngàn một cây ngọc điểm vàng lấy đỏ nha. 200. Có gì chị Lương La mai gọi lại giùm em ơi, chị Lương La ơi. Lương La mai gọi mua một lá hả? Là sao chị? À, cho Tùng Mai một cây ngọc điểm vàng lấy đỏ cho Tùng Mai nha. Ngọc điểm vàng lấy đỏ, Tùng Mai một cây nè. Cây hàng lá chứ không có nụ anh Tế Tài ơi. Nè 200 ngàn một cây vàng lấy đỏ. Cái ngọc điểm này là hoa thơm. Ngọc điểm chuẩn của mình. Ngọc điểm chuẩn của mình mà trồng cây bóp chút xíu mà trồng trong chậu gấu dừa cho mấy chị rất là lâu rồi. À, cho chị Lê Thi, ba cây cho chị Lê Thi nè. Ngọc điểm vàng lấy đỏ hoa thơm, không thơm lấy tiền. Màu chuẩn bông 100% và bảo hành mặt bông cho mấy chị về ngọc điểm vàng này. Cây là cây lớn hết cho mấy chị nha. 200 ngàn một cây. Lê Thi ba cây. Cho chị Thí Nguyễn hai cây cho mình nè. Thí Nguyễn hai cây nè. Thí Nguyễn hai cây ngọc điểm vàng lấy đỏ cho mình nha. 200. Giá này bán đồng giá với đợt vừa rồi mấy chị ơi. Anh chị nào đã chưa sưu tầm ngọc điểm thì nên có sưu tầm một cây ngọc điểm vàng ở trong nhà mình đi. Tại vì ngọc điểm vàng ra giá rất là khang. Kể cả cái giá nếu mà cây nó có bông nó ngang ngửa với ngọc điểm hồng sắc báo của mình, hồng sen của mình nó mới vậy. Khó là tìm một điểm vàng. Nhiều khi khách nói là nhiều khi mấy chị không biết đến ngọc điểm vàng luôn á. Nói làm gì có cây ngọc điểm vàng trên thị trường mấy chị. Em là người đầu tiên em không tin đó mấy chị. Chứ nói gì 200 ngàn một cây nha. Cho chị Trâm Nguyễn hai cây ngọc điểm vàng chị Trâm Nguyễn nè. Thuần, cái này về treo chậu trồng như thế này luôn nha. Nè mấy chị coi nè, trồng bằng chậu gấu dừa cho mấy chị thần rất là khỏe. Trâm Nguyễn hai cây, cho anh Nguyễn Tấn Lộc hai cây ngọc điểm vàng cho anh Nguyễn Tấn Lộc. 200 ngàn một cây ngọc điểm vàng. Nè, 200 ngàn một cây, hàng đẹp lắm luôn khách ơi. Nó, Nguyễn Tấn Lộc hai cây, cho chị Trích Ra Phạm một cây. Cái thằng này rất là dễ làm bông, nhanh bông cực kỳ, Trích Ra Phạm một cây và rất là khỏe, gần như mấy chị trồng trực tiếp ngoài nắng. Ngoài mưa cây của mấy chị không bị ảnh hưởng là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình có thể ghép gỗ cũng được nha mấy chị ơi. Đây cho cô Phương Hồng một cây ngọc điểm là bữa cô Phương Hồng. Cô có thấy là cái đợt là vừa rồi mà con về Tiền Giang con ra vườn con bóc á, là những cây nó sót lại á của năm trước á cô có thấy không. Con bán không có thể điểm đến đó mà cô mua không được đó. Cô Phương Hồng một cây ngọc điểm vàng để đỡ cho mình rất là cao. Cái lô này trồng cao không Thuần rất là khỏe cho mấy chị luôn. À, cho Bình Dương một cây ngọc điểm vàng để đỡ hoa thơm 12. Bình Dương một cây cho mình nè. Thuần bằng gỗ thang mà cái cây của mấy chị nè, để từ một cây bót lên như thế này nó rất là lâu nghe mấy chị. Này là khoảng từ 2 năm rưỡi ăn lên rồi đó mấy chị. Bình Dương một cây, cho chị Phương Phan một cây ngọc điểm vàng lấy đỏ. Tay Phương Phan một cây nè. Phương Phan một cây ngọc điểm vàng lấy đỏ hoa thơm 200 ngàn một cây. À, cho Khánh Bùi một cây ngọc điểm vàng lấy đỏ cho mình. Khánh Bùi một cây. Khánh Bùi một cây ngọc điểm vàng lấy đỏ cho mình nè. Cho Quốc Trung Trần một cây. Quốc Trung Trần lên số gọi địa chỉ giúp em nha. Quốc Trung Trần. Quốc Trung Trần một cây ngọc điểm vàng lấy đỏ giùm em ạ. À. Cho Trần Văn Tài một cây đẹp cho Trần Văn Tài. 200 ngàn một cây ngọc điểm nha. Cho mấy chị coi là mặt bông của ngọc điểm nè. Trần Văn Tài một cây ngọc điểm cho mình 200. Trần Văn Tài một cây ạ. À. À, cho chị Trinh Mai một cây. Chị Trinh Mai nè mấy chị nên chơi cái dòng này đi. Em nói thật sự mấy chị, mua những cái dòng ngọc điểm khác thì mấy chị một năm chỉ một lần bông. Còn riêng cái thằng này không phải là ngọc điểm lai. Nó là chuẩn gốc của ngọc điểm vàng của mình luôn. Còn giống như là ngọc điểm đỏ là những cái dòng ngọc điểm lai. Thì nó là lai, còn cái này là chuẩn gốc. Nhưng mà một năm của nó cho khoảng tầm từ 2 đến 3 lần bông cho mấy chị. Trinh Mai một cây, cho chị Thúy Thúy một cây ngọc điểm vàng để đỡ cho mình 200 ngàn đồng giá nha. À, Lê Thi có rồi, cho chị Nguyễn Duyên một cây ngọc điểm. Mà cái này mấy chị ơi, khí hậu nào mình trồng cũng được hết. Mà nó khỏe lắm mấy chị, nó khỏe lắm. Nguyễn Duyên một cây. Nguyễn Tấn Lộc có hai cây ạ. À. Có kèm móc luôn cho Bình Dương một cây lên đăng tin giúp em nè. Bình Dương một cây ngọc điểm vàng lấy đỏ cho em. Bình Dương có rồi. À, cái này cho chị Thí Nguyễn nha. Lá nó cô không phải là xếp giống đẹp giống như những kia mấy chị nó tương đối thôi. Thí Nguyễn có rồi. Thí Nguyễn có rồi cho Thí Thí nè. Thí Thí có rồi cho Khánh Bùi. À, cho La Trần đi. La Trần. Đây cho mấy chị coi mặt bông của ngọc điểm vàng lấy đỏ hoa thơm nè. Đây là mặt hoa của ngọc điểm vàng lấy đỏ hoa thơm. Thằng này cánh cứng, dày, bền, hoa thơm và rất là xiên bông. Một điều nữa, trồng rất là lâu nghe mấy chị. Trồng rất là lâu luôn. Kể cả cây bót mấy chị mua nó đắt gấp 2 lần so với những dòng cây bót ngọc điểm truyền thống trên thị trường. Cái giá nó gấp 2 lần luôn nha. Cái này em bán mấy chị có 200 ngàn một cây. Bằng
giá với thời điểm năm hôm về trước bán xong đợt này là cũng có còn cái cây nữa cho mấy chị. Là cần một cây vậy cho chị Ruby Nguyễn một cây một điểm vàng đi đó. Ruby Nguyễn một cây cho mình. Ruby Nguyễn một cây 200.000. Cái lá tương đối thế này, nhưng nhiều khi khách hỏi em lá ship á, cũng có lá ship mấy chị, tương đối à. Tương đối em mấy chị cũng có lá ship. Tại chị biết sao không? Bởi vì mấy chị nói mua cái bót về mấy chị trồng á, trồng tới lúc mà chị gả con lấy vợ luôn, thì cưới vợ cho con luôn rồi, thì gả con luôn rồi cũng chưa lớn nổi mấy chị, bởi mua cái lớn rồi về chơi đi chơi bông luôn. À, cho chị Châu Tâm một cây, chị Châu Tâm nha. Lá nó tương đối này, chứ ship cũng phải có ship mấy chị, nó tương đối thôi. Châu Tâm một cây ngọc điểm à, ngọc điểm vàng nha. Chanh Trung Châu Thành một cây, chanh Trung Châu Thành 200.000 một cây đồng giá. Trung Châu Thành nha. La Trần có rồi, lên thông tin giúp em. À, Lê Thi có rồi. Ba cây đó không được hả? Cây đứng thẳng hả chị? Lê Thi đỡ lên ba cây nè. Đứng thẳng nó cũng tương đối thôi chứ. Tại biết sao cái này trồng mình treo mấy chị, thì nó treo thôi, nó sẽ nghiêng theo nắng. Những cây này giống như là về mấy chị á, chỗ nào mà nó nắng nhiều thì nó sẽ nghiêng theo nắng cho mấy chị. Nghiêng theo nắng cho mấy chị nha. Thanh Văn vô kinh. Vô sách cảnh báo rồi anh ơi. Mai chuyển khoản, ok chuyển khoản thêm chốt cho. Nè Thanh Văn nè, mai vô sách cảnh báo. Vô sách cảnh báo nhớ chuyển khoản mới đi đơn được nha. Cho khoai lang một cây một điểm vàng, chanh khoai lang. Khoai lang một cây. Khoai lang một cây một điểm vàng cho khoai lang. 200.000 một cây. Cho bé Tư một cây một điểm vàng ly đỏ cho bé Tư. 200.000 một cây một điểm vàng ly đỏ nha. Mấy chị chốt hàng lên thông tin giúp em nha. Thằng này hoa tôm lắm. Bông của nó là vàng ly đỏ, cây hàng lá không có vòi nha chị Ngọc Kiên ơi. Trời, cây có vòi chứ cỡ 500.000 cây á chị. Cỡ 500.000 cây á. Cho chị Hiền Nguyễn có rồi. Hiền Nguyễn có rồi đúng không? Hiền Nguyễn hả? Hiền Nguyễn. Chưa. Hiền Nguyễn một cây chị Hiền Nguyễn nè. Hiền Nguyễn một cây một điểm vàng ly đỏ chị Hiền Nguyễn nè. Nó mà có bông chứ cỡ 500.000 chậu thế này mới chị vú cái vòi thôi nè. À cho chị Lan Phương một cây, chị Lan Phương. Lan Phương một cây một điểm vàng ly đỏ chị Lan Phương nha. 200.000. Lan Phương, Quảng Long có nha chị ơi, La Trần có rồi. À 200.000 một cây nha chị Tiên Trương ơi. À cho chị Như Ý Nguyễn. Như Ý Nguyễn một cây, chị Như Ý Nguyễn nha. 31. Như Ý Nguyễn một cây cho mình nè, 200.000. Như Ý Nguyễn một cây cho mình, 200.000 ngọc điểm vàng ly đỏ hoa thơm. Như Ý Nguyễn. Bé Nhị Nguyễn à. Nhị Nguyễn. Nhà bé Tư có chưa? Bé Tư có rồi. Đây là cái cây ngọc điểm vàng ly đỏ. Nó nở bông thực tế. Nó nở bông thực tế tại vườn cho mấy chị và nó chuẩn bông. Chuẩn bông cho mấy chị, đây là bông bói nó nở ra cho mấy chị. Màu vàng lưỡi đỏ đậm rất là đẹp. Thằng này thơm và khá là bền bông cho mấy chị. Xiên hoa, để một khi mấy chị nhắc đến ngọc điểm là nó thở thơm. Còn á mấy chị mà nói mà ngọc điểm mà không thơm thì không dám bán mấy chị. Ngọc điểm nó thơm, nó xiên bông và nó khá là bền. Đây mấy chị coi mặt bông của ngọc điểm vàng lưỡi đỏ nè. Vàng lưỡi đỏ nghe. Anh chị nào mà có mua lan hay khoảng 5 năm rưỡi về trước á mới có cái giống này. Còn như sau bán đợt cho mấy chị đó xong rồi không còn cây nào hết trơn á. Bán đợt cho mấy chị xong là hết cây luôn á, là thời điểm đó là bán xong là hết cây luôn. Không biết mấy giờ vườn nào khác có không, nhưng mà riêng là bán cái đợt đó cho mấy chị là sạch cây hết luôn nha mấy chị ơi. Thì vườn gửi gì vô gấp đi thật. Đây em cho mấy chị tiếp nè. 200.000. Những cây này là cái cây ngọc điểm thuần. Những cây là những cây ngọc điểm thuần bằng than hết. Cây của nó là cây cứng. Cây nó có nhảy con nha chị. Có nhảy con nha. Nó có nhảy con. Cho chị à. Nhật Nguyệt một cây cho mình nha. Nhật Nguyệt một cây. Nhật Nguyệt một cây nha. Ok bỏ 6 cảnh báo ơi chị, em xóa cho nhiều cây nữa. Nhân viên không xóa quên xóa. Nhân viên nhiều khi nhân viên bên xóa còn trong danh sách cảnh báo. Ê xóa ảnh kìa, ảnh là làng lên kìa. Xíu gì vậy nè. Có trung trần có thông tin. Không biết thiệt nó hiện lên thiệt mà. Có dụng gì mới vậy đó. Đây. Cái cây này là 200.000 nha. Anh chị nào chốt thì chốt 200.000 giúp em. 200.000 ngọc điểm vàng đi đỏ hoa thơm. Mấy chị coi nè, cái đằng tầng này trồng từ lúc mà cái cây bót nó có chút xíu mấy chị. À, cây bót nó có chút xíu mà bây giờ nó lớn như thế này rồi nè. 200.000 cây nha. Hello cho chị Tiếm Hoa. Có cái chậu thỏ trắng đó nhưng mà con nghĩ là nhà vườn nó giữ lại. Cô Chi Nguyễn Thị ơi, 200.000 cho Nguyễn Minh Châu cây này nha. Nguyễn Minh Châu cây ngọc điểm vàng đi đỏ 200.000. Giá thể thuần bằng than cho mấy chị rất là đẹp nè nha. Đây giá thể thuần than. Cái giống này nhớ giùm em, nó không giống những, tuy nó là
chuẩn của thằng Ngọc Điểm, nhưng mà nó không giống những thằng Ngọc Điểm truyền thống của mình, là nó một năm chục lần bông. Còn cái thằng này một năm nó cho từ 2 đến 3 lần bông nha. Cho Như Hoa một cây cho mình ạ. À, Như Hoa một cây Ngọc Điểm vàng đi, đỡ cho mình 200 ạ. 34 cho tôi. Hay hay nữa, để Thanh Văn ơi cho chị là Trần. Là Trần có rồi nghe. Là Trần em đổi cho là Trần cây này nha. Là Trần đổi cho là Trần cái cây Ngọc Điểm vàng đi, đổi hoa tôm cho mình nè. Rất là thơm nha mấy chị ơi. Không thơm này không phải là Ngọc Điểm đâu. Không thơm này không phải là Ngọc Điểm đâu. Cái giống này nó có nhảy con cho mấy chị chứ không phải là không nhảy nha. 200 ngàn một cây. Nói chung là mấy chị cái gì dục ngoài nắng cũng được, dục ngoài mưa cũng được. Cảm ơn chị Hồng Ngoại ơi. Hôm nay em lên hàng trễ cho mấy chị. Giờ mới lên. Giờ chưa có gì hết trơn mấy chị ơi. Tùm lum hết trơn á, chị nào thích hàng chậu lớn một xíu có hàng chậu lớn lên cho mấy chị. Hàng nắng lớn nhiều lắm. Cái chậu này là 200 nha. Chốt cái chậu này. Chốt cái chậu này chốt giùm em 200 ngàn giùm em nha. 200. Hello Ni Hoàng Nguyễn. Chào Ni Hoàng Nguyễn, cho coi lại mặt bông của cái Ngọc Điểm vàng lý đỏ cho mấy chị. Nhớ giùm em à, cái dòng Ngọc Điểm vàng lý đỏ này nè. Mấy chị để ngoài nắng cũng được, mưa cũng được, không nhất thiết là mấy chị vậy cưng chiều nó quá nha. Đen đâu nắng một xíu không có lên nhanh thành công em MC ơi. Xíu em lên cho. Đây là mặt bông của Ngọc Điểm vàng lý đỏ cho mấy chị, vàng đậm, cánh cứng dày và nó khá là bền. Rất là thơm. Xiên bông cho mấy chị nha. Đây. Đây. Mấy chị coi mặt bông của nó nè. Mặt bông của Ngọc Điểm vàng lý đỏ nè. Mấy cây lận mà. Hoa thơm, Ngọc Điểm vàng lý đỏ hoa thơm cho mấy chị nè. Đó. 200 ngàn cây. 200 cho nó một cái cây Ngọc Điểm nha. Đây tiếp tục cái cây này cho mấy chị. 200. Đổi chị em đổi cái này cho chị Lan Phương, cái cây này chị Lan Phương nha. 30 đổi. Lan Phương đổi cây này chị Lan Phương nha. Như Y Nguyễn nó tương đối thôi mấy chị ơi, chứ nó cũng phải là cái dòng này không phải là dòng lá xếp mấy chị. Không phải là Ngọc Điểm lá xếp nha. Nếu mà cây lá xếp thì người ta lựa ra người ta bán cái giá rất là cao nha mấy chị nha. Cái này đổi là cái này cho chị Như Liên Nguyễn cây này nha. Em lên cho Hoài Trung một cây nè. Như Liên Nguyễn. Ừ. 31 đổi không ơi. Cho Hoài Trung một cây cho mình nè. Hoài Trung một cây. 200 ngàn một cây nha. Nó không phải giống những dòng Ngọc Điểm kia mà mấy chị đòi lá xếp cho mấy chị ơi. Cái này là Ngọc Điểm nha mấy chị, Vanda không phải. Vanda là cái khác nữa. Chốt cái này cho chị anh Hoài Trung một cái cây Ngọc Điểm vàng cho mình nha. Ngọc Điểm vàng cho anh Hoài Trung ạ. À. Thuốc kích hồng thì khoảng tầm 15 đến 25 ngày có bông. Nhanh nhất là 15 ngày và trễ nhất là khoảng 25 ngày cho mấy chị. Đây mấy chị coi nè. 200 ngàn một cây Ngọc Điểm vàng lại đỏ, cây rất là lớn mấy chị, trồng lâu lắm. Trồng lâu dữ lắm nha khách ơi. Cái giống này nè. Trời, trồng được cái cây Ngọc Điểm như thế này rất là lâu rồi. Lấy lá thẳng hả chị Kim Liên ơi, đổi như thế này được em đổi nha. Lá thẳng em cũng có nữa nha chị. Lá thẳng cũng có, cái giống này nó không phải giống như những dòng Ngọc Điểm truyền thống của mình. Mà mấy chị rồi nó xếp nha. Cho Tím Hoa một cây nè. Đây Tím Hoa cây lớn này, cho Tím Hoa Ngọc Điểm vàng cho mình 200 ngàn. Cho chị Văn Ly một cây Ngọc Điểm vàng để đỏ chị Văn Ly nè. Văn Ly nè, Văn Ly một cây nha. Dòng này cực kỳ thơm và rất là bền bông. Gần như anh chị nào có mua livestream của em á 5 năm rưỡi về trước á mấy chị sẽ biết đến cái giống này. Và giá em cũng bán mấy chị là 200 ngàn. Cái đặc tính này là cây trưởng thành. Về mấy chị có thể kích hoa thoải mái. Nhà vườn không kích hoa. Riêng những cái nhà vườn của em trồng một điểm là không kích hoa. Tại vì mấy chị nhà vườn của em là chỉ chăm và dọn bộ lá cho khách. Còn mình về kích hoa bình thường. Còn mình là về kích hoa bình thường, cái thẳng không có cái thẳng nha chị Như Hoa ơi. Không có chíp lật chỉ trơn á, nhưng mà có nhiều dòng lan đẹp cho mấy chị lắm. Cây này là 200 ngàn. Nó không giống như Ngọc Điểm vàng này, nó đâu phải giống như những Ngọc Điểm kia của mình. Ngọc Điểm kia của mình cũng đâu phải là là Trần thích mới. Là Trần lên thông tin giúp em nha, cho chị Thu Hà một cây nè. Thu Hà một cây nha. Cho chị Trình Ánh Mai nè. Trình Ánh Mai một cây Ngọc Điểm vàng này, đỡ chị Trình Ánh Mai nha. Trình Ánh Mai một cây, chị Trình Ánh Mai 200 nè. 200 nó không phải là lá xếp mấy chị. Lá xếp là không có cái giá 200 ngàn cho mấy chị đâu, nên yên tâm nha. Cho chị Nguyễn Văn một cây cho mình nè. Nó không phải là lá xếp. Nó không phải là lá xếp nha. Lưu ý giúp em. Nó không phải là lá xếp nha mấy chị. Nếu mà cây của mình bị ngãi hồng hoa thì inbox vào Messenger cơ. Nhân viên chụp hình. Mình chụp hình cho nhân viên trừ tiền cho mình nha. Tại vì cái hàng cây gửi đi cho mấy chị không tránh khỏi những trường hợp rủi ro cho mấy chị gãy dập lá. Tại vì cái hàng này á, hàng cây mà không phải giống như hàng hoa giả tươi mấy chị.
cũng mấy chị thấy không, đóng hàng cũng gịch dây cũng cột thùng này cho mấy chị, chỉ là nó nằm trong thùng cho mấy chị ở cái mức độ an toàn tuyệt đối nhất có thể cho mấy chị thôi. Còn riêng mà mấy chị muốn 100% không hư hỏng, không gãy bong bong thì không có mấy chị. Mấy chị mà để ý đúng không, một số nhà shop, một số nhà vườn người ta bán cho mấy chị, người ta đâu bảo hành vò hoa đâu, người ta bán cho mấy chị vòi, người ta có thể là cắt vòi luôn trước khi gửi đi, là người ta bán hàng lá cho mấy chị, người ta đâu có hành vò hoa đâu mấy chị. Còn em gửi đi cho mấy chị luôn cả vò hoa như thế đó, là trước giờ là vậy cho mấy chị là may rồi. Chứ thật sự một số nhà vườn mấy chị coi đi, người ta bán hàng lá người ta nói thẳng luôn, tôi không bảo hành hoa, tôi chỉ bán cây hàng lá cho mấy chị thôi, không bảo hành vò hoa. Kể cả mấy chị sẽ thấy là rất là nhiều nhà vườn họ bán hàng lá cho mấy chị, chứ người ta không có bán bông cho mấy chị đâu. Tại gửi bông đi, cả cái cây nó lời trên cái cây chứ người ta không có lời trên cái bông. Nếu mà tính luôn cái bông cho mấy chị, gửi tới mấy chị đòi trừ tiền này kia thì nó rất là lãi. Nhưng mà nhà vườn em vẫn giữ cái vò không cho mấy chị luôn. Anh chị nào muốn chụp hình lại cây thì inbox vào Messenger, nhân viên chụp hình lại cho coi nha. Bây giờ em có đi lên cây cho mấy chị mà chụp hình nha mấy chị. Lưu ý giúp em là cây em lên không có chụp hình. Mấy chị nào muốn chụp hình mai inbox nhân viên chụp hình trực tiếp gửi vào Messenger cho mấy chị coi. Trực tiếp luôn, không khỏi cần phải chụp hình gì hết trơn. Khỏi cần cực mấy chị. Đó. Cho mấy chị coi lại mặt bông của vàng lý đỏ nha. Đây là mặt bông của ngọc điểm vàng cho mấy chị. Hoa thơm, cánh cứng, dày và rất là bền. Cái giống này khá siêng bông. Thường trung bình ngọc điểm của mình một năm, đối với nó cũng giống như những ngọc điểm lai của mình mấy chị, một năm nó ra từ 1 đến 2 lần hoa. Ngọc điểm của kia của mình một năm ra từ 1 đến 2 lần bông. Còn dòng ngọc điểm này một năm nó từ 2 đến 3 lần hoa cho mấy chị. 2 đến 3 lần hoa cho mấy chị nha. Cực bền. Xin hoa lắm. Em mới về xuống hàng cho mấy chị lên luôn á. Mới về xuống hàng lên cho mấy chị luôn á. À cho chị Thanh Tuyền một cây nha. Thanh Tuyền một cây ngọc điểm vàng cho mình nè. Thanh Tuyền một cây 200 ngàn. Dư sức chị Tina ơi. Tại em nói với sao mấy chị, nhà vườn khi họ chăm á là người ta chỉ dưỡng bộ lá thôi, chứ người ta không có dưỡng bông mấy chị. Tại vì người ta muốn giữ cho nó lên tận lá nhiều. Còn mấy chị về xịt kích bông vẫn ra bông bình thường. Xịt cứ bông vẫn ra bông bình thường. Tại vì trồng rất là lâu rồi khách. Trồng rất là lâu rồi nha. 200 ngàn một cây ngọc điểm vàng. Chốt cho em 200 nha. 200 giùm em. Sau xíu lên mấy có một cây đang rất là hot trend cho mấy chị. Đen. Cho cái đen đi. Cho đen đi, rất là hot trend. 200 ngàn cây ngọc điểm đây nha. Có chốt không em. Cái này nó không phải là lá xếp nhưng mà đòi lá xếp mấy chị. Đặc tính của thằng này nó bình thường giống như những dòng ngọc điểm kia của mình. Nó không phải lá xếp nghe mà đòi lá xếp mấy chị. Quy đồng với cái mức giá 200 ngàn mà đòi lá xếp khó lắm mấy chị nha. Này là thuần trồng vỏ thang. Thuần trồng chầu rối dừa cho mấy chị nó rất là lâu. Rất là lâu. Có nhiều mặt hàng lắm mình Khánh Bùi, yên tâm đi. Mấy chị nghĩ sao để giờ có online mà lên cho mấy chị mặt hàng. Yên tâm đi, có rất là nhiều mặt hàng. Anh chị đâu có chốt cái này, chốt 200 ngàn giúp em nha. Đây còn được mấy cây đây nữa, em bóc lên cho nó hết cho mấy chị. 200 ngàn một cây. Bên em bán hàng không có bao ship nha. Bán hàng là bán giá cây, không có bao ship. Không bao ship tất cả đơn hàng nào hết. Dù cho mấy chị là khách hàng VIP, bên em cũng có bao ship nên là mấy chị lưu ý giúp em. Nên là tránh trường hợp khách mua hàng rồi em nói ủa em nói trên live bao ship mà làm gì có mấy chị. Nghe ở đâu đó thì làm gì có. Bên em bán hàng quy tắc nhà vườn, bên em bán hàng trước giờ không có bao ship. Nên là mấy chị lưu ý giúp em nghe, thông cảm. Giá của em bán giá trước giờ luôn là như vậy. Không có bao ship từ trước đến giờ luôn. Dù khách VIP cỡ nào VIP cũng bao ship với vậy. Nhiều khi khách nói Yến ơi chị mua được hàng nhiều quá, em miễn ship chị đi. Không là không. Không là không. Không có miễn ship gì trơn á. Cho một cây ngọc điểm vàng cho chị bụi cát cái gì. Nào cái chậu cỡ chừa này mấy chị mua, mấy chị biết bao nhiêu không mấy chị? Cái chậu cỡ chừa nó cũng mười mấy ngàn. Chậu cỡ chừa nó cũng mười mấy ngàn. Đây, mấy chị thấy ngọc điểm vàng của mình nè. À, cho chị Hoa Châu một cây ngọc điểm vàng, chị Hoa Châu nghe. Cảm ơn chị Hoa Châu nhiều. Có 200 ngàn cây ngọc điểm mấy chị ơi. Ngọc điểm vàng của mình nha. Chứ... đây cái này lên cho anh Nguyễn Tấn Lộc cây này, cho Nguyễn Tấn Lộc cây này nha. Nguyễn Tấn Lộc cộp đơn nè. Nguyễn Tấn Lộc cộp đơn nha. 200 ngàn cho chị Xuân Nguyễn một cây ngọc điểm vàng, chị Xuân Nguyễn nè. Xuân Nguyễn một cây. Xuân Nguyễn một cây ngọc điểm vàng chị Xuân Nguyễn nha. Khá là đẹp với chị, phần lâu rồi. Phần lâu dữ lắm, lâu rồi chứ có nói ít gì với chị. Xuân Nguyễn một cây nha. Lại thông tin giúp em ơi chị Xuân Nguyễn ơi. Hello chị Hoa Mai Xanh. Ship con ký cái tiền giống như cây này gửi đi cho mấy chị một đơn hàng thấp nhất là khoảng 35 ngàn. Khoảng 35 ngàn tiền ship cho mấy chị là thấp nhất, mức thấp nhất cho mấy chị. Đối với một cái đơn hàng. Đối với một cái đơn hàng cho mấy chị nha. 35. À có quán long mấy chị, có quán long. Có quán long cho mấy chị, có cây đang vòi nụ có. Em có nha, chị có được khoảng 3-4 cây quán long đỏ thơm mấy chị thôi. Giá nó cũng khá là mềm. Ok chị Thúy yên tâm nha. Đó, anh chị nào muốn coi lại cây thì mai inbox của Messenger.
cái giống này nó có nhảy con nè mấy chị thấy không, thân này đang nhảy nè, giống này nó có nhảy con nha, chứ không phải là không nhảy như mấy chị, nó dễ nhảy con cực kỳ. Nè, cây nó rất là khỏe cho mấy chị nè. Đây, thuần bằng bỏ tông mà trồng từ chỗ bót rất là lâu rồi, mấy chị nhìn là biết liền, mấy chị nhìn là biết liền. Anh chị nào có chốt thì chốt giúp em 200 nha, 200.000 cho một cây ngọc điểm vàng hoa thơm, chốt cái này chị trăm quyển 200. Nó mấy chị thấy không, nó đâu có phải là lá xếp đâu, giống này nó không phải là lá xếp. Bò bà lu hôm nay em có hàng ạ à. Em không có bà lu. Đúng rồi, không. Chị Trâm Nguyễn là tổng 3 cây đó nha. Chị Trâm Nguyễn là tổng 3 cây đó. Anh Nguyễn Tấn Lộc cũng tổng 3 cây luôn. Nguyễn Tấn Lộc là được 3 cây đó nha. Nguyễn Tấn Lộc là được 3 cây đó. Cây này là 200.000. Chứ cái này cho chị Thu Lý một cây ngọc điểm vàng hoa thơm. Chị Thu Lý cảm ơn. Cảm ơn chị Thu Lý nha. Trời cái cây đẹp quá. 200.000 một cây ngọc điểm vàng hoa thơm nha. 200 khách ơi. 200 giúp em nhỉ, có gì số không? Không, có nghĩa số 1, số 22. Ừ. 200.000 xong rồi lên ngọc điểm đen hả? À trời, chị Trình đến mai cây đang cầm. Cái cây này nó tương đối với chị ở, chứ nhiều khi khách kêu em lựa mà lá xếp đều đẹp hết là khổ tâm em dữ lắm luôn. Cây này cho cô Châu Tâm, chị Châu Tâm thêm cây đẹp cho Châu Tâm nè. Châu Tâm thêm cây gặp đơn nè. Cho Nguyễn Tòng ba cây ngọc điểm vàng, cho Nguyễn Tòng ngọc điểm vàng hoa thơm. Đây, cho Nguyễn Tòng ba cây. Nguyễn Tòng ba cây ngọc điểm vàng cho mình nè mấy chị không? Cây nó có nhảy con mà chúng bao nhảy con không nhảy con luôn mấy chị. Nguyễn Tòng ba cây nè. Đây. Cho anh Nguyễn Tòng ba cây ngọc điểm cho mình nè. 200.000. 200.000 một cây ngọc điểm vàng. 200.000 một cây nha. 200.000 một cây ngọc điểm vàng cho mấy chị. Thần rất là lâu khỏe lắm, cực kỳ khỏe luôn. Bền bông và xiên hoa. Xiên hoa, ngọc điểm vàng mấy chị, một khi để chơi ngọc điểm là nên sưu tầm thêm nha. Nên sưu tầm ngọc điểm về chơi mấy chị. Ngọc điểm vàng nha, cây này là 200.000. Anh chị nào có chốt, chốt ngọc điểm vàng giúp em. Còn đây mấy cây nữa. Còn đây mấy cây nữa mấy chị nè. 200 nha. 200.000 giùm em cái chậu ngọc điểm vàng này cho mấy chị, có chốt, chốt em 200.000. Cây đẹp cho mấy chị nè. Nó khá là bền bông. Với lại một điều nữa là thơm, thơm lắm. Màu nó ngọt. 200.000 cái này xong. Em sẽ lên cái này cho mấy chị. Em sẽ lên một cái loại này cho mấy chị. Có một cây nè mấy chị. Có một cây này là cái cây hai thân. Đây. À cái cây là cái cây hai thân. Anh chị nào có chốt cái cây này, chốt giúp em cái cây này giùm em là 250 giùm em. 250 giùm em nha. Có chậu thân công quá hả? Dạ em đổi cái này cho Nguyễn Tấn Lộc nha. Có cây nào cây công đổi cái này cho Nguyễn Tấn Lộc nha. 250. Chốt gộp đơn chị Lê Thi nè. Lê Thi là số 6. 24. Dạ. Này chốt thêm gộp đơn mà em nghe, đừng có đổi mấy chị ơi. Em không có cho đổi đó nha. À, cho chị Trâm Nguyễn thêm cây thân đôi cho chị Trâm Nguyễn nè. 250. Có cây nào thân đôi không? Đây nè, cho chị Bích Ngọc cây này 250, chị Bích Ngọc nha. Bích Ngọc 250. Cho chị Khánh Ngọc cái cây này 250, chị Khánh Ngọc luôn. Khánh Ngọc cái cây này một bẹ bằng ba con nha, Khánh Ngọc ơi. 250 chị Khánh Ngọc nha. Bích Ngọc. 47. Khánh Ngọc 48. Cho anh Tùng Mai cây này 250 cho Tùng Mai nha. Tùng Mai 250 nè. Tùng Mai 250. Số 5 gặp đơn. Gặp đơn nha, không có cho đổi nha khách. Chú ý giúp em nha. Này cho chị Trang Châu Tệ một mẹ bồng hai con nha chị Trang Châu Tệ ơi. 250 chị Trang Châu Tệ nha. Đây chị Phương Bích Nguyễn ơi. Cô Phương Bích Nguyễn ơi. Ai cho cây này. Phương Bích Nguyễn đồ cái đẹp quá ta. Mẹ bồng ba con luôn. Phương Bích Nguyễn cây này 250 cho Phương Bích Nguyễn nha. 250. Trang Châu Tệ là 49. Phương Nguyễn 50. Còn cây thân đôi hết nè. Này chị Nhà Mai Thuận cây này đi 250 chị Nhà Mai Thuận nha. Nhà Mai Thuận cây này 250. Nhà Mai Thuận cây này 250 giúp em nha. Nhà Mai Thuận 250. Hết rồi. Đây chị Hồ Bác cây này 250 chị Hồ Bác nha. Hồ Bác cây này 250. Rồi lá đẹp ghê ta. Hồ Bác 250. Cái gì?
cái gì á. Hả? Cây này cho chị Thu Hà cây nè. Thu Hà cây một mẹ bồng hai con hai bữa nha. Chị Thu Hà. Cho Chiến Hữu Lưu cái cây này cho Chiến Hữu Lưu hai rưỡi Chiến Hữu Lưu nha. Chiến Hữu Lưu lên thông tin giúp em với Chiến Hữu Chiến Hữu Nguyễn à, Chiến Chiến Nguyễn Hữu. Chiến Nguyễn Hữu nha. Hết rồi khách ơi. Chiến Nguyễn Hữu là 53. Chiến Nguyễn Hữu là hết mới. Xong. Chị em ơi thử không lấy cái đó xả ra đi. Cái này chị Thúy Nguyễn, cây này 2,5 chị Thúy Nguyễn nha. Thúy Nguyễn 2,5. Thúy Nguyễn 2,5 cây này. Lấy của chị nhà Mai Thuận coi đi. Nhà Mai Thuận số mấy ta? Nhà Mai Thuận là số 51 xã. Số mấy? Của ai đây? Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn, Thúy Nguyễn số 7. Hết rồi đó. Đây cây này là 250 nè. 250 nha. Chốt cho 7 trần, cái cây này 250 cho 7 trần luôn nha. 7 trần 250. Đây. Cây này nè. Một mẹ bồng hai con 250 luôn, chốt 250 giùm em nghe, chốt cặp đôi em mấy chị ơi. 250.000. Còn cây thân không hết. Còn cây 200 thôi. Em còn cây 200 thôi. Hai trăm rưỡi cái này chốt cho 250 cho Nguyễn Tấn Lộc nha. Số 9 là tổng 4 hết rồi hết rồi. Cây đẹp quá mấy chị, cây lớn không mấy chị ơi, cây lớn nè. Cây này tuy nó có một thân nhưng mà cây lớn nha mấy chị. Cây này lá giá 220.000 nè. Chốt cái này chốt 20 giúp em nha. 20 giùm em mấy cây ngọc điểm đi. Xong em sẽ lên cái một cái mặt hàng nắng đen cho mấy chị. 20. Xong em sẽ lên cái mặt hàng nắng đen cho mấy chị. Nắng đen này đẹp lắm. Mấy chị có tin được trên cái một thân của nó nước cần trục của bông không mấy chị ơi, nó khủng khiếp lắm. Trời ơi, cái này là không có xài kích gì luôn nha nghe. Không có xài kích gì luôn á. Em không còn cây hai thân bằng nhau nữa chị Trang Châu Tệ ơi. Giờ chỉ còn cây cao với mẹ một con thôi. Đó. Chị Diễm Nguyễn xã cây của chị Diễm Nguyễn số 3. Cây này là 220 nha. Chị đâu có chốt 220 giúp em. 220 giùm em mấy cây này, cây lớn nha mấy chị. Cây là cây lớn nha. Lớn hơn cây này rất là nhiều luôn. Đây, cây là cây lớn nha, 220. 220 Nguyễn Minh Châu gặp đơn. Số 2 xã. Số 3 xã. Hết rồi. Còn cây 200 nữa. Cây đẹp quá trời luôn mấy chị, 200.000. Nó có dãy con mà dãy con nhỏ xíu à. 200.000. Anh chị nào có chốt thì chốt 200.000 em. Mấy chị chốt bằng chí xã giùm em, xã em không nhận đơn xã đâu mấy chị. Giờ tối không có ai hết trơn á. Hôm qua còn có người, còn nay cũng có người khách. Không có người là xã là tới sáng luôn mấy chị, em muốn qua được cây khác luôn á. Cây là cây 200.000. Cây Lan Nguyễn 200. Cây 200. Xã 200. Cây này là 200.000 luôn giùm em nè. 200.000 cây này cho Nhân Nguyễn nha. Nhân Nguyễn 200.000. Nhân Nguyễn 56. Anh Ba Ngọc Điểm vàng 200.000 xã. Cây là cây cao mà cây lớn luôn nghe mấy chị, 200.000 cây này. Anh chị nào có chốt thì chốt 200 giúp em đi. Rồi em sờ cái nắng đen, em lên cái nắng đen cho mấy chị rất là đẹp. Nắng đen hôm nay rất là đẹp luôn. Trời lâu lắm em mới săn lại được cái lô nắng đen cho mấy chị chứ. Ui lâu lắm luôn. Mày xíu em cầm mấy cây lên cho mấy chị nha. Coi mấy chị nhìn là hết hồn liền nè. Mấy chị nhìn là hết hồn liền. Cây là cây lớn cho mấy chị, cao nha, 200.000. Ngọc điểm vàng cho mấy chị. 200 cây này, cây lớn lắm nghe khách ơi. Cây này cây lớn lắm nè. 200.000 giùm em cây này nha. Có chốt em 200. Ngọc điểm vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Mà chuẩn là ngọc điểm chứ không phải là ngọc điểm lai nữa nghe mấy chị.
cái gì? Nhân Nguyễn ơi, khách mới là số ngồi này chỉ giùm em luôn anh. Nhân Nguyễn ơi, chuẩn một bông cho mấy chị, hàng này em bảo hành một bông nha. Ngọc điểm vàng cho mấy chị hiếm hiếm bán nhưng mà bảo hành một bông mấy chị, rất là siêu bông. 200.000 một cây ngọc điểm vàng, 200 một cây nha, 200 một cây ngọc điểm vàng, 200.000 cho lan ngọc điểm ạ. Lên thông tin giúp em nha. Như vàng lai ben đi coi còn không biết nữa. Để em kiểm tra coi nha. Kiếm cho cây ngọc điểm nữa rồi. Gì? Đây. Cây ngọc điểm này là 200.000 nha mấy chị. Vậy chị Lan Ngọc Điểm ơi, khoảng chụp hình chị. Bên em muốn dơ cây cho khách chụp hình. Chị muốn yêu cầu nhân viên chụp hình thì ngày mai nhân viên bên em chụp hình cho mình. Không cần phải dơ cây đâu, lên cho mình chụp hình nữa chị. Muốn coi là cây em bốc mấy người nhân viên chụp cho chị coi. Em xuống em muốn dơ lại nữa cho mấy chị, không có thời gian. Nhưng mà mấy chị chụp hình với inbox sớm đó, bên em biết chụp hình sớm mấy chị nha. Trước 9 giờ sáng em mới chụp hình được cho mấy chị. Chị Thi Trung Nguyễn cái 200.000, chị Thi Trung Nguyễn cảm ơn chị Thi Trung Nguyễn. 200.000 một cây kia rất là lớn nha. Cây là cây lớn lắm nè. 200. Mấy chị coi cái cây em dơ lên cho mấy chị nè. Chưa bao giờ. Và chỉ trước giờ chị cứ có bán cái dòng này thôi. Không có cần phải kích bông, không có cần phải kích cây, không có cần phải bôi kích hoa gì hết trơn á. Đặc thù của cái thằng này nó nhảy rất là nhiều màu bông. Mấy chị có thể tin là trên cùng một căn nó nhảy lâu điếm thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 giờ bông. 13 giờ bông. Tương đối, cỡ tương đối cho mấy chị. Khoảng 10 bông cũng có, 10, 13 bông cũng có nha mấy chị. Dạ xíu dàn cánh mai gì đó, xíu lên sao cho nha. Giờ không biết nó nằm cây đâu nữa. Dạ cây nó như thế này nè chị Tâm La Thị Ngọc ơi, chị Trung Nguyễn ơi. Có ok thì ok nha. Đây lên cho mấy chị coi nè. Đây. Ui cái cây này còn hơn 13 bông nữa chứ mấy. Em điếm cây cho mấy chị là em không có bán vòi, điếm vòi. Nhưng mà em nói luôn cho mấy chị đặc tính thằng này. Vòi bông nó dặn như là cánh hoa nhỏ, không quá to. Nhưng mà được cái vòi bông nó dài cỡ 1 mét cho mấy chị. Dài cỡ 1 mét nha. Hoa bền, không có thơm. Nhưng một bọc bông rất là sắc sảo. Mấy chị muốn đen ra đen, muốn đỏ ra đỏ. Và gần như trên một vòi bông của nó từ khoảng 60 đến 80 bông trên cùng một vòi hoa. 60 đến 80 bông cho mấy chị. Rất là dài bông. Này mấy chị coi nè. Hàng này không có kích kỳ, không có xài kích kỳ, kích bông hay là bất kỳ một cái loại thuốc kích hoa nào hết. Đặc tính của thằng này nó không quá nhiều thân, nhưng mà bù lại cho mấy chị trên cùng một thân nó làm bông rất là nhiều, kể cả khi cái vòi bông của mấy chị cho bông mấy chị cắt đi nữa, rồi nó tiếp tục trên cái cây này nó nhảy tiếp tục vòi cho mấy chị nữa nè. Nó lạ một điều là vậy nè, mấy chị có thấy một cái dòng lan nào mà trên cái vòi bông mà này mấy chị cắt mà nó nhảy tiếp tục vòi nó không mấy chị? Nó dạ có trầm đại lon á nghe chị Vi Thảo, em lên cho mấy chị coi nha. Hàng này đẹp cực kỳ, hàng này rất là đẹp, có mấy cây khách ơi, không có nhiều. Hàng này đẹp lắm, 230.000 một cây, 230.000 một cây ngọc điểm, sorry mấy chị là nắng đen, 230.000 một cây nắng đen cho mấy chị. Nó làm nhiều bầu bông đến mức độ gì cho mấy chị á, nó làm nhiều bầu bông đến mức độ thế này, cánh hoa chụp dưới mưa nè. Mấy chị coi là đen đỏ và nó bóng rất là đẹp. Thằng này rất là hiếm. Nó có một cái tên tiếng Anh mà lúc hởm em vô hồi nước ngoài có tên. Em không có lưu lại. Thằng này thị trường nước ngoài nó rất là hot. Mà nó chưa có thằng dòng nắng nào mà làm bông nhiều đến mức độ như cái thằng này. Nè, em cho mấy chị coi nè, bông nó đẹp lắm. Em cho mấy chị coi một cái video của nó. Em cho mấy chị coi cái video của nó nè. Khoan lại một xíu nghe, em cho mấy chị coi cái video của nó. Chị cứ thích kích hoa ra mắt u rỉ hả? Chưa được nửa tháng nữa, nó nhanh lắm chị. Nó nhanh lắm. Mấy chị coi đường kính bông của nó như gì. Đây cho mấy chị coi nè. Ủa nó nghĩ ra đó. Đây cho mấy chị coi cái cây bông. Vòi dài lắm khách ơi, nó vòi dài rất là dài. 230.000 một cây nha. 230, đẹp một xíu nghe mấy chị. Cái điện thoại sao tự nhiên dạo này á, lai cái tự nhiên nó xuống đẹp, xuống ánh sáng ta. Xuống ánh sáng ta. Đây là mặt bông của nó nha, đây. 230.000 một cây nắng đen. Nhớ giùm em, vòi bông nó dài, nó kéo dài hơn 1 mét nha mấy chị nha.
Trước em có bán cho mấy chị rồi, nhưng mà lâu lắm rồi mới có lại được cái giống này cho mấy chị. Nó không quá nhiều thân nhưng mà được cái bù lại cái cho mấy chị nha. Làm bông rất là nhiều. Làm bông rất là nhiều, 230.000 một cây nắng đen. 230 một cây nắng đen nha. À, cho chị Hiền Nguyễn một cây nắng đen, chị Hiền Nguyễn nè. Hiền Nguyễn một cây nè. Em mấy chị coi nè, nó làm bông nhiều đến mức độ thế này cho mấy chị nha. Cho Hoài Trung một cây nắng đen, gặp đơn cho Hoài Trung. Hoài Trung một cây nắng đen cho mình. Mấy chị kéo vàng lên xuống và để chị giúp em nha. Đây. Hoài Trung một cây nắng đen cho anh Hoài Trung nè. Rồi cái cây thân càng cao nó càng làm màu dữ dội cho mấy chị. Hàng này không có kích bông nha mấy chị, lưu ý giúp em. Bên đây bù lại cho mình, nó gãy cái ngọn xíu nhưng bù lại cho mình, nó có mầm, có kia đang lên nha anh ơi. Bù lại cái cây này rất là nhiều vòi nha. Đây, Hoài Trung với cây nắng đen này cho mình nè. Cho chị Tiết Ngô cây nắng đen cho mình. Tiết Ngô cây nắng đen lên thông tin giúp em với chị Tiết Ngô ơi nè, coi nè. Mấy chị coi nè, nó nhảy rất là nhiều bông, cực kỳ nhiều bông luôn nha mấy chị ơi. Tiết Ngô cây nắng đen 230.000 một cây nắng đen. Cái chị Heo Mập, Heo Mập một cây nắng đen, chị Heo Mập nè. Điếp mập, em không thì không có điếp vòi, nhưng mà phải nói mấy chị nó làm bông dữ lắm. Vò bông này là vậy, nứt nhảy nó nứt như thế này rồi mấy chị hỏi em còn kích gì nữa không, khỏi cần kích nha mấy chị, chỉ gì dưỡng ra chậu dưỡng thân nữa thôi. Heo Mập một cây, Đỗ Việt hai cây nắng đen lên xuống và chỉ cho em Đỗ Việt ơi. 61 đây, Đỗ Việt hai cây nắng đen giúp em. Hàng này về mấy chị ra chậu trồng, ra chậu lớn giúp em mấy chị ơi nè, coi nè. Đỗ Việt hai cây nắng đen cho Đỗ Việt nha, quá rồi, nó nhảy đến mức độ thế này nữa chị ơi. Đỗ Việt hai cây nắng đen cho mình, 230.000 một chậu nắng đen. Đây, Đỗ Việt hai cây nắng đen cho mình. Rồi nó nhảy vào bông khủng khiếp, giả măng rợn luôn nha. Hàng này hoàn toàn không kích. Em nói thật sự mấy chị mà nó bôi kích hoa của em là cái gây chịu không nổi đâu. À, cho chị Bích Ngọc một cây 230.000 chị Bích Ngọc ạ. À. Bích Ngọc một cây 230.000 chị Bích Ngọc nè, coi nè, khủng khiếp luôn. Em cố tình lựa cho mấy chị những cây cao thì cây càng cao càng làm bông nhiều. À, Ruby Nguyễn xả cây ngọc điểm đến nắng đen, hạn chế xả đơn mà mấy chị. 21 xả ngọc. Tối thì mà xả bây giờ là tối thì mà xả là em cũng xả luôn mấy chị. Đây, cây này em để cho chị Ruby Nguyễn nha. Cho chị Thúy Nguyễn một cây nắng đen, chị Thúy Nguyễn nè. Thúy Nguyễn một cây nắng đen, chị Thúy Nguyễn nha. Thúy Nguyễn một cây nắng đen gộp đơn cho mình 230.000. Thúy Nguyễn một cây à, quá trời vội với chị. Thúy Nguyễn một cây nắng đen 230 à. Thúy Nguyễn một cây. À, còn dòng thơm nghe chứ. Em đây cho chị Liễu một cây, cho chị Liễu nè. 62. Đây, em đây cho chị Liễu nè, Liễu gì nè. Trần Thị Liễu một cây nắng đen cho mình. Trần Liễu một cây nắng đen cho mình nha. Cây lùng á, cây lùm nhiều thân thì nó ít vòi nhưng mà không, cũng không ít mấy đâu mấy chị ơi. Không ít đâu, nứt dữ lắm, nứt luôn nha. Đây chị Liễu một cây nắng đen cho mình nè, 230.000. Heo Mập có rồi. Cho anh Nguyễn Tấn Lộc một cây nắng đen, cho Nguyễn Tấn Lộc. Số 9. Vậy là phải ra chậu lớn hết nha mấy chị ơi nè. Nguyễn Tấn Lộc một cây nữa mấy chị coi nè. Nó tự mà nó nhảy vô bông thế này chứ không phải là nhiều bằng kích bông nữa chị. Tụi em không có rảnh đâu ăn kích bông đến mức độ thế này cho mấy chị. Này thấy ghê không? Khủng khiếp không? Đây Nguyễn Tấn Lộc một cây nắng đen cho mình 230.000. À, cho chị Văn Anh Khu một cây nắng đen, chị Văn Anh Khu. Đây Văn Anh Khu cây nắng đen, chị Văn Anh Khu này sắc quá trời. Văn Anh Khu một cây nắng đen cho mình 230.000 nha Văn Anh Khu. 230 Văn Anh Khu nha. Bạn Anh Ba xíu lên hàng, bạn Anh Ba em hết hàng rồi. À, bạn Anh Ba em hết hàng rồi nha chị ơi. Đây, em lấy cái cây này cho chị Diễm Phúc một cây nắng đen nè. Diễm Phúc một cây nắng đen, chị Diễm Phúc nè. Cây này này về á, những cái cây nào trên thân chị cắt ra chị trồng lại bình thường á chị Diễm Phúc ơi. Cây nào trên thân là cắt ra trồng lại bình thường. Diễm Phúc một cây nắng đen cho mình nè. Cho chị Đặng Hoàng Ngọc Khôn một cây nắng đen, chị Đặng Hoàng Ngọc Khôn ạ. À. Ok chị Đặng Hoàng Ngọc Khôn. Đây cái này á, nó có kỳ nha mấy chị. Hàng này nó có kỳ, giống như là những cái kỳ trên thân này nè mấy chị, tích tách ra giùm em nha. Tách ra trồng bình thường cũng được giùm em quá trời luôn. Ủa sao nó đẹp luôn. Đây, Đặng Hoàng Ngọc Hân. Một cây nắng đen chị Đặng Hoàng Ngọc Hân nè. À, cho chị 6 cây trầm đài loan sơ sơ bắt vừa nở vừa nụ cây chị Vi Thảo. Đợi xíu chị Vi Thảo ơi. Ờ, cho Từ Hiển mà, Từ Hiển một cây nắng đen cho Từ Hiển nè, 230.000. Cho Lan Nguyễn Bích một cây nắng đen. 67. Đây, Lo Nguyễn Bích một cây nắng đen cho mình nè. Sức sắc quá trời không mấy chị. Đây, Lo Nguyễn Bích một cây nắng đen 230.000 ạ. À. À, cho Tiếng Hoa một cây nắng đen ạ. À. Lên địa chỉ cho em nha, Tiếng Hoa ơi. Tiếng Hoa một cây nắng đen cho mình. Quá trời, nó nhảy gì khủng khiếp luôn mấy chị ơi. Tiếng Hoa một cây nắng đen cho mình 230. 6 cái trầm này Lo, có nở có nụ chị Vi Thảo. 6. Cái này nở xong chị Vi Thảo ơi. Nở
không à, chính cái mầm thôi. Cho chị Khánh Ngọc một cây nấm đen nha. Khánh Ngọc một cây nấm đen, này là về bắt buộc phải thay chậu luôn á chị Khánh Ngọc ơi. Đây, Khánh Ngọc một cây nấm đen. Chị Khánh Ngọc cái chậu này 250 giùm em ơi, chị Khánh Ngọc ơi, cái nó làm bán 230 nó kỳ quá. Nha, chị Khánh Ngọc cây này 250 giùm em nha chị Khánh Ngọc ơi. Nguyễn Tấn Lộc có một chậu đúng không? Đúng rồi. Thêm chậu nữa cho Nguyễn Tấn Lộc nè. Anh Tấn Lộc về hai cây ghép lại vô chậu anh Tấn Lộc ơi. Văn Kim Trương một cây nấm đen. Tay Văn Kim Trương lấy cây này đi. Nè quá trời luôn nè. Có đủ lớn cho mình luôn nha. Văn Kim Trương một cây nấm đen cho mình lại thông tin giúp em nha. Văn Kim Trương. Cho chị anh Trương Quốc Bảo có nấm đen chưa vậy? Trương Quốc Bảo chưa. Cho anh Trương Quốc Bảo một cây nấm đen cho anh Trương Quốc Bảo nè. Trương Quốc Bảo một cây nấm đen cho mình. Nhiều. 70. Đi có được không? Trương Quốc Bảo một cây nấm đen cho mình 200 ngàn. Trương Quốc Bảo hết hả? Có nấm đen rồi. Bích Ngọc hết chưa? Bích Ngọc 47 có rồi. Cho chị Nguyễn Thị Lệ một cây nấm đen nè. Nguyễn Thị Lệ một cây nấm đen, chị Nguyễn Thị Lệ nha. Nguyễn Thị Lệ một cây nấm đen 230 ngàn. Mày đi làm một cây nắng đen cho mình nghe. Trời ơi, chứ kêu xấu mai ai kiếm nắng chịu. Cho cái lông này. Dạ nãy em có nói rồi, cái cây nó nhiều thân nhưng bù lại nó có gãy xíu trên đợt ngọn, anh thích lấy cái đó lấy không kiểm xả ra anh Trung ơi. Em có nói mà. Cho anh Nguyễn Tòng hai nắng đen hả? Em mới nắng đen còn chậu lớn, còn cái cây chậu lớn mấy chị. Cái chậu lớn là giờ em mới có được hai chậu vậy. Tay nắng đen chậu lớn cho đẹp xíu với chị em kiếm cho. Hôm nay có cái thằng xinh này rất là đẹp luôn. Đây. Đem ra cái chậu lớn cho mấy chị coi nè. Đây, anh Tòng ơi có gì anh lựa lấy chậu lớn giúp em nha. Em hết chậu nhỏ lấy chậu lớn. Chậu lớn là trồng bài bản mấy chị luôn. Mấy chị về không cần ra trồng. Không có ra chậu trồng. Mấy chị coi nè, mắc u nó nhiều vòi cực kỳ nhiều vò bông luôn, cứ gần như không có thể phải cao với có vò bông á chị, thân thấp nó cũng vò bông luôn cho mấy chị. Chậu lớn này, cái chậu lớn này cho mấy chị nha, anh chị nào có chốt chậu lớn chốt em 390 ngàn, có được 1, 2, 3 chậu, 4 chậu rồi đó, 390. Ai vậy ta? Nè cho chị Trâm Nguyễn một cây nè, mặt bông của nó đen nè mấy chị ơi. Hàng này hiếm lắm, hàng chậu lớn này là tại mấy chị biết đắt lắm cái gì không, mấy chị đắt cái chậu á chứ không phải đắt cái đâu. Tại vì ra chậu nó đắt hơn mà chậu lầm nữa luôn cho mấy chị. Mặt bông của nắng đen nè mấy chị nên mua. Sưu tầm giùm em 390 ngàn của chị. Cực kỳ nhiều bông mà mấy chị thấy không? Một em dơ lên cho mấy chị một cái cây gì mà nó nhiều bông đến mức độ vậy. Gần như là nó không có cái này là không có kích hoa mấy chị, thiệt sự luôn không có kích hoa. Kích hoa là nó không có đến mức độ như này đâu. 390. Nè em lấy cái chậu lớn cho chị Duyên Nguyễn, cho chị chậu Duyên Nguyễn nha. Duyên Nguyễn cái chậu này cho mình nè. 20. Nguyễn Duyên chứ quên. Văn Anh Khu nè, Văn Anh Khu đổi chậu này, lười sang chậu nè. Văn Anh Khu nè. Văn Anh Khu một cây nè. Văn Anh Khu một cây cho mình nè, Văn Anh Khu một cây nè. Để có một cây. Đổi. Đổi hả? Sao ba đổi? Nè cho chị Đẹp Ngô, cây chị Đẹp Ngô nè. Nè, Đẹp Ngô cây, chị Đẹp Ngô mắc u quá, lấy chị thông. Nó cái cây nó còn cao càng là mong dữ nữa, cái cây nó còn lùng nữa nghe mấy chị. Cao giống như cây 230 nãy em bán mấy chị nha. Nó làm phun từ ở dưới gốc làm phun lên luôn. Mấy chị thấy cái dòng lan nào mỗi bồ bông nhiều đến mức độ gì không? Chị Đẹp Ngô cây, chị Đẹp Ngô nha. 290 ngàn. Đổi cho nhỏ luôn nữa. Đúng rồi. 390. Còn chỗ nhỏ chị, họ đào ấy, còn chị là khách đổi rồi, còn chỗ nhỏ đó nha. Chú Ti Lê một cây 390 nè. Chú Ti Lê 390. Chú Ti Lê hả? Chú Ti Lê. Chú Ti Lê. À chị đi Đặng Hoàng Ngọc Hân là chú lớn nha. Ok chị Đặng Hoàng Ngọc Hân. Đây chị Đặng Hoàng Ngọc Hân, bởi chị Đặng Hoàng Ngọc Hân cái lớn chị Đặng Hoàng Ngọc Hân nha, lấy đồ giùm em chị Hân ơi, không có đồ lớn nha. Chị thông cảm với em ơi, chị Đặng Hoàng Ngọc Hân không có đồ lớn nên làm đổi cố gắng đổi cái này cho mình nha. Đây chị Đặng Hoàng Ngọc Hân cái này nè, chậu lớn chị Đặng Hoàng Ngọc Hân nha. 39. Từ từ. Văn Kiệm Trương một cây chậu lớn cực đơn. Văn Kiệm Trương một cây nè, quá trời bông luôn mấy chị ơi. Văn Kiệm Trương một cây 390 ngàn. Hôm nay chậu lớn nhiều đẹp lắm mấy chị, em xin Nguyễn một cây chậu lớn cho em xin Nguyễn hết luôn nè. Ủa ai?
29 là dành đến mai mà. Ngọc 29. Đặng Hoàng Ngọc Hăng là 65 đổi. Chị Yến là 390.000. 65, 65. Cây này cho chị em Siêu Nguyễn nha. Em Siêu Nguyễn, cây này chị em Siêu Nguyễn nè. Em Siêu Nguyễn nè, nó làm bông dữ lắm. Khách ơi, làm bông dữ lắm mấy chị. Nàng này là tụi em không có kích bông, kích hoa gì hết trơn. Mấy chị này là cũng cái cây này của vậy. Rồi còn được cây 230 nè. Hết luôn đúng không? Văn Kiệm Trương. Văn Kiệm Trương. Đó là của Văn Kiệm Trương. Cái này là của em Siêu Nguyễn. Em Siêu Nguyễn 75. Văn Kiệm Trương là mới. Thêm. Cái này là 75. Rồi. Hết chậu lớn rồi, còn chậu nhỏ thôi. Nè. Nè mấy chị coi nè, cái bông nó nhảy từ đây lên nè, cái kỳ về mấy chị có tách thể tách ra nhân kỳ thoải mái nha. 230 nghe mấy chị ơi. Hết rồi, hết luôn rồi đó nghe, còn cây 230 thôi. Thấy chị Tu Hiền. Anh chị nào ghi 230 chút là 230 giúp em không biết mấy chị thích cái gì mấy chị. Thông cảm em nha. Tại vì giờ cũng tối á, nên là nhiều khi á, giờ cũng trễ rồi. Nên là nhiều khi giờ nó đổi nó cũng khá là mệt. Nên hôm nay cũng không có người nữa, ghi là 230 giúp em nha. Hậu thiện cái 230. Còn cái 230 nữa đúng không? Còn cây nữa. Còn cái cây nữa này, còn được cây 230 nữa nè. Cho chị Dung Phạm, cây 230 chị Dung Phạm nha, 76 nè. Bông nhiều lắm. Tay 230.000 nha. 230. Này có cái cây nữa mấy chị, về lấy cây trồng cỏ máy nha mấy chị ơi. 230 Dung Phạm một cây. Chị Thu Huyền ơi, hết vô tới thì chị Thu Huyền là hết á, chứ không phải làm chốt đâu. Anh Hoàng Dũng cũng không có nữa kìa. Đây này là lên quấn lông đỏ cho lớn đẹp cho mấy chị nè. Đây cái này là cái kỳ về trồng được ở máy mấy chị ơi nè, cái kỳ của nó nè. Anh chị nào có đơn tặng cho hai cái kỳ. Rồi chia sẻ người cái kỳ về trồng nha, tặng cái kỳ nè, về trồng thoải mái mấy chị. Hàng này trồng kỳ được, hàng này trồng kỳ được nha. Nè, anh chị nào tặng là ghi tặng đi, em tặng kèm cho. Chốt cho dư cho cô Hai Châu chậu đi hơn. Chúc dư chị Phạm Đào chậu. Tặng cây có được 2 cây. Tặng cho mấy chị là tặng tiếp tặng tặng. Tặng cho chị Trâm Nguyễn 1 cây. Còn cây nữa. Dạ công ty không thấy luôn, chị Thu Huyền thấy em chốt rồi. Có thấy Hồ Bác tặng cây rồi. Em lấy cái này cho mấy chị nè. Cây này em có được mấy cây và siêu đẹp luôn khách ơi. Hồ Bác số mấy cây? Siêu đẹp luôn. Mà chậu lớn nè. Mấy chị coi chậu lớn nè nghe. Đọc số Hồ Bác luôn đi. Đây. Nè coi nè, chậu lớn này là hiếm hoi lắm luôn. Cái này là quán lông đỏ. Quán lông đỏ này là 380 nè mấy chị. Chốt giùm em đi, có hai chậu cái gì à. 380 giúp em nha. Nè quán lông đỏ nè. Rồi cái giờ mà kiếm cái này cho mấy chị hơi khó. Cái thằng quán lông đỏ này, anh chị nào có nhớ một điều á, là khoảng 3 năm về trước em bán cho mấy chị chậu nhỏ. Mà cái này là giờ ra chậu lớn cho mấy chị á. Nó rất là thơm. 380 chốt chị Đặng Hoàng Ngọc Thân. À, cho chú Tí Lê được cây, cho chú Tí Lê nha. Quán Long, chú Tí Lê lấy cây này nha, chú Tí Lê cây cao rồi nè. Chú Tí Lê một cây, chú Lê nha, cây rất là cao, làm bông nước bốc ô quá trời luôn. Chị Vi Thảo chưa có lên cây trầm, chị Vi Thảo đây xíu em, chị Vi Thảo ơi. Chú Tí Lê 74. Còn được cây này cho mấy chị nè, cây này là cây 350, chốt cái quán Long 350 chốt em. 350.000 giùm em nha. 350.000 rồi hết quán Long luôn rồi đó khách ơi. Em mới rồi đó, mọi thứ của nó có mấy chậu thôi. Quấn lông. Trột xíu lên cái hàng này cho mấy chị nha. Nó đẹp ha mấy chị ơi. Ba trăm rưỡi. Cái này là 350 nha, ghi là 350. 350 Trần Thủy nha, Trần Thủy. Rồi em còn chậu nhỏ nè mấy chị. 19. Còn được chậu nhỏ nè. Chậu nhỏ mềm lắm, giá mềm. Chậu nhỏ là giá của nó là 170 chậu. Hình như có được chậu hả? Hết rồi. 170 bên kia còn không sao đó. Cây là 170 chậu này nha. Quán Long chậu nhỏ cho mấy chị. Có bông luôn á mấy chị. Lô là xưa, xưa lắc xưa lơ rồi đó nha. Xưa lắc xưa lơ rồi đó mấy chị. Nè, từ thời mà trồng cái chậu này cho mấy chị mà ra chậu lớn đó cho mấy chị á. Cây là 170 cây này nha. 170. 170 chốt chị Bích Ngọc à. Em cảm ơn. Ở đâu đó? Bây giờ hôm nay có mấy cây xinh sưu tầm. Mà xinh là xinh Indo nha. Đúng chất sưu tầm chị nó, chị có giá là 500 ngàn thôi. Nhưng mà là đúng chất sưu tầm cho mấy chị luôn. Rồi, lấy còn được cây quấn lông này cho mấy chị này. Cây này 150. Cây là 150 giúp em mấy chị ơi. 150.
150 giùm em cây này nha. 150 giùm em nha. Chị Long Nguyễn Bích, để chị Long Nguyễn Bích 150 luôn nha. Chị Long Nguyễn Bích ơi, hết sưu tầm giống em, chị Long Nguyễn Bích. Rồi. Cây này đẹp lắm nè mấy chị ơi, cho mấy chị coi mặt bông của nó nè. Ghiền luôn nha. Cái này là hơi bị ghiền luôn, rất là thơm. Mà cái này đúng chuẩn của nó luôn nha, đúng cái tên của nó và chuẩn 100% về cái tên của nó, chuẩn 100% về giống cho mấy chị luôn. Không sai là về tên, về giống gì hết. Còn nhà vườn nào đăng lên mà nói cây này nó tên khác là mặt hoa sai nha. Em nói là cho mấy chị đó, một số nhà vườn đăng lên với là để cái tên khác cho mấy chị á. Đó. Đây em cho mấy chị coi nè nghe, từ từ. Đẹp lắm khách ơi. Đẹp lắm luôn. Ok chị Long Nguyễn Bích nè. Cái này là quán lông đỏ cho mấy chị. Lô này á. Đẹp lắm, nói chung là nhìn đi, nhìn hoa đi. Nhìn hoa đi rồi lại nói tiếp. Cái này em đợi lâu dữ lắm rồi. Bông rất là to và rất là thơm. Nó chính là huyết lông đỏ của mình nha mấy chị. Huyết lông đỏ chuẩn tên 100% cho mấy chị, không sai lệch về tên, chuẩn về giống và chuẩn về bông luôn cho mấy chị luôn. Cây này là hàng trụ lớn cho mấy chị sưu tầm nè. Cái cây có bông ở trên luôn đi. Cái cây cái trên luôn. Nè, em lên luôn cho mấy chị coi cái cây luôn. Đẹp lắm khách. Có mấy cây à? Không có nhiều đâu. Yên tâm đi. 380 một cây huyết lông đỏ hoa thơm. Thì có 380 một cây mà hàng này nha, không có không còn giống nữa nha mấy chị. Không phải không còn giống nữa chứ nói gì. Đây còn được cây huyết lông rồi. Nè. Cái chậu này là 380.000 nha. Mấy chị coi cái bông của nó nè. Cây rất là thơm. Và xiên bông cực kỳ và rất là bền. Mặt bông chuẩn như thế này cho mấy chị. Mặt bông chuẩn nha. Cây này là 380.000 một chậu. Cây này không quá nhiều thân nhưng mà được cái là cây rất là đẹp. Chú Tí Lê một cây nè. Nè đẹp lắm, 380.000. Huyết lông. Cầm. 380.000 nha. Đây. Đây. Anh chị ở xa lấy cây này nó cao giúp em, cây cao mắc u giùm em mới chơi. Cây là cây cao mắc u luôn. Cao mắc u rất là nhiều, cây là cũng 380 cao mắc u nha. Cây nãy thì nó lùn hơn, nó cũng giá, cái này là cũng giá hết mấy chị. Cây là cây cao. Chốt cây cao chốt 380 giùm em cây mắc u nè. 380 giùm em mấy chị Thủy chốt lại. 380 chị Vi Thảo nè, cây này nhanh bông nghe mấy chị, thì nó nước hết rồi. Vi Thảo một cây 380 nè. Tiếp tục cây cao nữa cho mấy chị nè. Cây rất là đẹp, cây thân lớn cho mấy chị 380.000. Cái này cho chị Trần Thủy cây này luôn nha chị Thủy ơi. Đẹp lắm, hàng lớn nha. Tay có nè. Tay em còn được hai cây này mấy chị ơi. Đây. Đây. Cây này nha. Cái cây là cái cây lầm cho mấy chị. Hàng cây lầm này chị nào chốt cây lầm này chốt giùm em 400.000 giùm em nha. 400.000 có được hai cây thôi. Đây là 400.000 giúp em, cây nữa lầm hơn một chút cho mấy chị nha. Thêm có 20.000 à. Còn được hai cây đó là hết. Này giờ khá là hiếm cũng có còn cây nữa nè. 400 chị Trâm Nguyễn gặp đơn. Nè còn cây này chị đẹp ngô 400.000 chị đẹp ngô luôn nha. Có bông chị chơi luôn nè. Bền lắm. Em còn được cây nè mấy chị, cây này là cây 380 nè, có vò luôn nè mấy chị. Cây này có vò luôn nè, 380.000. Có vò hai luôn nha. Cây này có vò 380 nè, để cái cây này cho chị Nguyễn Duyên luôn nha. Chị Nguyễn Duyên ơi, 380 giúp em ơi, chị Duyên lấy vò nụ nha. Cho chị Nguyễn Duyên cây vò nụ này cho mình 380 nha. Rồi hết không mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị cái cây xanh này. Là cái cây nó khá đặc biệt mà trước giờ chưa có một nhà vườn nào dám bán cái, chưa có một nhà vườn nào có giống này để bán ra. Chưa có một nhà vườn, nếu mà có bán ra cho mấy chị thì gần là sưu tầm và hàng tích ti. Mình còn cây quýt lông đỏ đâu ta, quýt lông đỏ đâu ta. Đây, em còn được cây quán lông đỏ này 170 nè mấy chị. Chốt cây này chốt 170 giùm em nha. Cây 170 nè, cái cây mà cái mặt bông này. À bữa giờ mà hôm qua giờ em đăng lên cho mấy chị á. Trời ơi. Bữa giờ em đăng lên cho mấy chị mà mấy chị nói em xinh tím á mấy chị. Nói chuẩn của nó là xinh Indo. Cực đẹp luôn. 170 cho chị Giao Yên Trần. Đây. Nè nó đẹp lắm, em chế cho mấy chị coi nè. Cho mấy chị coi cái xinh tím này nó đẹp cực kỳ. Mà cái xinh này á nó chuyển màu đẹp lắm khách ơi. Nó chuyển màu cực đẹp luôn. Này cho mấy chị coi cái cây nè.
đẹp lắm mà nó sắn. Cái này là Senindo, ít có nhà vườn nào bán ra cho mấy chị lắm. Với lại một điều nghe, hàng này nếu mà bán cho mấy chị thì toàn ít cây, giá là 500 ngàn chậu, nói luôn. Và cái này là khá là hiếm mấy chị, khá là hiếm nha. Đúng chuẩn hiếm cho mấy chị, chứ không phải là cái giá đầy trà, mà cũng chung là nhập giá rất là cao mấy chị. Mà đúng là nhập giá cao là chất lượng giá mấy chị ơi. Đúng rồi, nhập vô cái giá này bán mấy chị ra năm. Em nếu mà em nhà vườn em mà trồng mấy chị em bán, em không có thể nào ba cầm mấy cây này em bán mấy chị giá 500 ngàn đâu. Thiệt. Là cái giống này nha, khó tìm lắm. Cây Thái không có đâu. Việc thằng Thái Lan của mình không có đâu nghe mấy chị. Kể cả anh chị nào có đi sưu tầm cái biết qua Indo hoặc là xin mấy chị mua xin Indo hoặc là xin Thái Lan nó mới xin Indo hoặc là xin của thằng Singapore thì nó mới có được những mặt bông này thôi. Còn như xin Thái Lan nó không có được những mặt bông thế này. Đây. Em cho mấy chị coi cái mặt bông của nó nè. Cây này nó mắc u nhiều vô số kể. Anh chị nào mà về cái bôi thằng cây nó như thế này. Hello, là hàng sưu tầm cho mấy chị á. Còn anh chị nào muốn mua đi bán lại về, mấy chị xài cái gì để cho nó nhảy mầm mà tách kia ra. Tách kia ra rồi bán lại cho người ta. Hàng này người ta bán kỳ không chứ người ta không có bán chậu mấy chị. Cái này là nguyên một bụi nguyên thủy của nó. Nguyên một bụi nguyên thủy của nó nha, nhà vườn không có tách ra. Nguyên nên cái giá của nó là 500 ngàn cho mấy chị. Chứ tách ra người ta tách từng kỳ bán cho mấy chị. Nè cháu cái chậu xinh này cho cô Thoảng nè, 500 ngàn cho cô Thoảng nha. Em mà nhà vườn em trồng với cái này cũng bán mấy chị đâu thiệt á. Thằng này khó tầm giống cực kỳ mấy chị. Em nói cái này là bền bất trị nha, cái này bông này bền bất trị nha mấy chị. Đừng nghĩ nó thân mà chơi nó nha, kiếm giống khó lắm. Kiếm giống nó khó, rất khó luôn. Đây. Mấy chị coi cái này cái cây của nó nè. Bông của nó như thế này nè mấy chị. Nó sắn đến mức độ thế này cho mấy chị nè. Nè. Cái này cho chị Thu Hiền, cái cây này chị Thu Hiền nghe nó sắn mắc u hết luôn, toàn hàng toàn hết cho mấy chị. Những thân này mắc u hết cho mấy chị, nó sắn như thế nè. Coi nữa chị coi nè. Bông của nó nè. Cái này lâu tàn cực kỳ, lâu tàn cực kỳ nha. Chậu xinh này 500 ngàn. Em lên cho Trung Quốc Bảo, một chậu xinh cho Trung Quốc Bảo. 4 cây hồng đào, 2 ngày hồng đẹp không lỗi lá nha chị, làm quà tặng. Tương đối với em nghe chứ bây giờ không lỗi lá cũng không có đâu mấy chị ơi. Bán có 170 ngàn rồi không lỗi lá cũng không có nữa, tương đối cho mình nha. Nè, cho cái này cho Trung Quốc Bảo một cây nè. Cho Châu Long Đời một chậu 500 ngàn. Châu Long Đời cây này 500 trời nè. Mấy chị coi cái mắt u nó khủng khiếp không? Châu Long Đời một cây cho mình nè, 500 nha. Nè, thằng này là chuẩn nguyên chậu, không có tích kỳ hết trơn mấy chị. Cũng chưa kích tích ra kỳ cho mấy chị. Để nguyên chậu nha. Đó, Châu Long Đời lên thông tin giúp em, số này chỉ giùm em nha. Em cho chị Hồ Bác cái cây này, chị Hồ Bác nè, chị Hồ Bác ơi. Đây, Hồ Bác cái cây này, chị Hồ Bác nha. Và mắc u tuyệt đối cho chị, ở xa vận chuyển an toàn. Chị Hồ Bác cái cây này 500 ngàn, chị Hồ Bác nha. Đây, cho Nguyễn Chí Hải một chậu 500 ngàn ạ. Nguyễn Chí Hải lên thông tin giúp em nha, đây. Cây này thân rất là to. Tay tiền nào của đó nghe mấy chị ơi, chứ không phải là cầm cái cây mà coi coi không có giá trị mà em bán mấy chị 500 ngàn chúng đập em á. Đây Nguyễn Chí Hải, cây này 500 ngàn cho Nguyễn Chí Hải nè. Đây thông tin giúp em luôn. Đây là 5 cây hồng đào cho chị gì quên mất tiêu à. Ôi chú Nguyễn Tấn Lộc, cây chậu xinh Indo nữa. 5 cây hồng đào cho chị Thúy Linh Võ. Cũng tương đối giúp em một cái đồ đẹp nhất có thể chị thôi. Nè Thúy Linh Võ nè. 4 cây à. 4 cây hồng đào cho mình. Cái cây này nó mới ấy à. Thí Linh Võ nè, 4 cây cho mình nha. Thí Linh Võ 4 cây hồng đào. Một cây Thí Linh Võ nè. Một cây. Hai cây chị Thí Linh Võ. Hai cây hồng đào cho mình. Nè cây nó cũng đẹp lắm chị yêu ơi. Hai ngọng hết nha. Ba cây chị Thí Linh Võ nè. Ba cây. Xả cây của chị Hồ Bác ra đi. 52 xả cây xin Linh Đô. 4 cây chị Thí Linh Võ nè, 4 cây 170 ngàn một cây nha. 4 cây chị Thí Linh Võ. Cho Nguyễn Tấn Lộc một chậu xinh đô, lấy cây của chị Hồ Bác đây. 9. Đây cái này cho anh Nguyễn Tấn Lộc cây này nè. Nguyễn Tấn Lộc nè, anh mấy chị nào muốn về kia á, muốn về cho nó nhân kia nhiều á, cứ xịt cái gì cho nó ra kia nha. Còn cái này em để nguyên bản của nó, nguyên thủy của nó, chưa có xịt cái gì hết cho mấy chị luôn. Đó, Nguyễn Tấn, cái này Nguyễn Tấn Lộc một chậu nha. Cho chị Trương Văn một chậu xinh đô, chị Trương Văn. Trương Văn một chậu xinh đô cho mình nè. Trương Văn này là thông tin giùm em mấy chị. Trương Văn ơi nè, rất là to nha, mắc u này về nước liền cho mấy chị liền á. Trương Văn một chậu xin Indo cho mình 500 ngàn. Cây đẹp quá chị Trương Văn. Em gọi chiều để bóc phí. Anh Quang Hảo có thấy anh Quang Hảo không ta? Không có nào comment gì ta? Đây, em lên cái chậu này cho mấy chị đưa cái chậu này đi. Hết luôn hả? Thank you.
Cái chị coi nè, cái chậu này là 520 ngàn. Anh chị nào có chốt cái chậu này chốt 520 giúp em. Coi nè, quá trời đẹp luôn khách ơi, thiệt muốn xỉu luôn mấy chị. Cây này là muốn xỉu luôn, tại sao chốt mà không được, chốt thì không được, biết sao vậy, chốt sao tao biết không được, biết sao vậy chị. Chị biết thể nó đẹp khủng khiếp mấy chị ơi, nhìn đừng có nhìn nó, đây em lật mấy chị ở ngoài nhìn mê luôn mấy chị. 520 chị Trâm Nguyễn nè. Ủa cái bông đẹp quá. Dạ để em kiểm tra là em báo cho chị tại đăng like á, xíu em trả lời cho chị liền. Dạ. A đồng tiền hoa không có thơm. Cái này cho chị nấm ương, cái cây này chị nấm ương 520 ngàn nha. Nụ lớn nè, mấy chị coi nè. Mấy chị nói em mắc u này về có nứt hay không Yến? Nó thật sự mấy chị, mà cái này mấy chị muốn để tự nhiên nó nứt tự nhiên mấy chị. Còn mấy chị muốn mà kích hoa như thế này á, mấy chị bôi cái hồ kích hoa hồng lên nè, nó nứt tới tối đa maximum cho mấy chị luôn nè. Nè coi nè, đang nứt cho mấy chị nè. Cây này cho chị nấm ương, cây xinh này cho chị nấm ương nha, 520 ngàn. Còn được cái chậu này nè. Đây, cái chậu này á là cái chậu lùm luôn, cũng giá là 520 ngàn. Em để lại cho chị hồ bác nha. Ok thì ok luôn, còn bây giờ hết luôn rồi đó. 520 chị hồ bác ok thì ok nha. Nè, nó cây lùm luôn cho mấy chị luôn á, nó không cao một cây kia nhưng mà nó lùm. Nè coi nè. Đó. Quân Trần một cây hồ đẹp bờ, hồng đào 170 ngàn. Quân Trần là mới 89. Quân Trần cây hồng đào 170 cho Quân Trần, 2 ngồng cho mình nè. Thằng này này mới về. Chị hồ bác ok, chị hồ bác ơi. Bác ok rồi. Ok đúng không? Ừ. Còn được cây này. Cây này luôn nè, nó hàng Sinindo có tem có mặt đầu vàng mấy chị nè. Cây này nè, em dơ lên nè. Cây này nè. Anh chị nào có chốt, chốt cho em 520 luôn nha. 520 ngàn. Chốt cho Nhật Nguyệt, cây này 520 ngàn cho chị Nhật Nguyệt luôn nè. Nhật Nguyệt 520, hết luôn rồi. Gọi lên cái hàng cũng đẹp cho mấy chị đó nè. Hồ bác là phải chụp hình. Cho em lên một vài chậu lớn đầu tiên, cái xíu em lên cho cái chậu nhỏ kia nha. À, kể chị nhảy cái nó ai, chị chụp hình gửi Messenger mà chị Tiên Đoan ở đây, em đâu có giải quyết đơn hàng mà chị ở đây đang bán hàng mà. Tiên Đoan chụp hình gửi Messenger em nha. Xã Trung Quốc bảo không có cây nắng đen là 260, chỉ có cây nắng đen 230, xã cây 230 đó. Không có đồng tiền hoa thơm nha, đồng tiền là tiền tím, tiền vàng thôi chứ không có tiền hoa thơm. Cây bao vàng này là 350 nè mấy chị. Chậu bao vàng là 350 là bông siêu to rất là đẹp cho mấy chị luôn, cực kỳ cao. Cực kỳ cao và khá là lầm bông lớn, chữ lắm lớn nha. Bò vàng mấy chị như vậy mới đúng chất chơi bò vàng nè. Trồng để được bao lâu để được cái cây bò vàng như thế này cho mấy chị với mức giá là 350 ngàn. Với mức giá mấy chị là 350 ngàn chậu bò vàng này. Đây. Cái này của ai? Xả đó, mới xả ra của anh gì đó anh bảo. Xả là xả cây nắng đen. Lộn. 350 chốt cho chị Huỳnh Thị Tỏn. 82. Đây. Cái chậu bò vàng này tuy ít thân hơn chút nhưng mà nó cao nha. Cái này em chốt chị Lê Thi nha, chị Lê Thi ơi. Mấy chị coi bò vàng nó đẹp đến mức độ thế này nè mấy chị. Rụng bông bớt thôi chứ. Yên tâm đi, đẹp khủng khiếp giả mang luôn cho chị luôn nè. Nè tuy ít thân hơn cây nãy nhưng mà nó rất là cao. Chốt này cho chị Lê Thi 350 nha. Em còn được cây nắng đen 230 ngàn mấy chị. Nắng đen này có chốt chưa ai không? Nắng đen hả? Ừ. Nắng đen này chốt chưa lớn. Nắng đen, cây nắng đen này là 230 ngàn. Có được một cái cây bên đây nữa cho mấy chị, là cái cây này về mấy chị trồng được bình thường nha. Nắng đen này 230. Em có chậu màu vàng là lùm lắm nè. Đây cây rất đen, cây bò vàng rất là lùm cho mấy chị, đẹp lắm nghe mấy chị ơi. Tuy một bò nhưng rất là lùm. Cái chậu bò vàng này nè là từ ghép từ hai cây với nhau nên là cái giá nó hơi cao một xíu. Cây bò vàng này là 380 ngàn. À, 230 chốt cho chiếc tia ra phạm. Đây, có một cái kỳ về trồng lại luôn cái gì biết tư phạm. Cây này á, là 380 giúp em nha. Tại cái này là hai trồng hai cây là với nhau mà thêm có 30 ngàn à. Đây, tuy nó không có bông nở nhiều giống kia nhưng mà nó nụ, nụ cho mấy chị và cây rất là lầm. Cây này á, là cây là 380 chốt cho chị bò Thu Huyền. Thu Huyền 380 ngàn. Còn được cây 380 em để cho Thu Huyền. À đây, cho chị Trần Thị Liễu một cây bò vàng luôn. Trần Thị Liễu cây bò vàng luôn nè. Cây cao cho mình luôn nha. Trần Thị Liễu cây bò vàng luôn, Trần Thị Liễu luôn nha. 380 hết luôn. Rồi lấy cây đẹp sức tàu nữa chị. Cây này hôm nay đẹp hôm qua luôn nè. Cây này này hôm nay ngày hôm nay đẹp hơn hôm qua, đảm bảo mấy chị chơi 4 tháng tư tàn. Và em có kêu nó được mệnh danh nó là cái cây hoa nhựa cho mấy chị.
Đây chính là cái cây ăn ban. Được hai dậu không? Cái gì? Sao? Hả? Nắng đen, nắng đen. Có dồi. Đây. Mấy chị coi nè, bông của anten chơi bao giờ nó mới tàn. Cây này nó nhiều bông hơn cây hôm qua nữa nha. Cây là cây 380 ngàn cây anten này. Chơi, nó em kêu nó là dòng hoa nhựa cho mấy chị. Chơi không biết bao giờ mới tàn. Em kêu nó là hoa giả mấy chị. Chớp chị Thu Hèn 380 luôn nè. Thu Hèn 380 chị Thu Hèn anten luôn nè. Còn được cây này. Cây này nhiều thân nhưng mà nó đang đi bông thôi chứ không phải là bông nở, cái bông cái kia nó đang nước vòi nhiều. Mấy chị đang nhảy vòi thế này nè. Chào này rất là cao. Chào này là 360 ngàn. Ghi là 360 giúp em cái anten này. Ghi là 360, cây đẹp lắm nha. Còn hết rồi đó. 360. Chốt trai ta. Cho chị Nguyễn Duyên. Nguyễn Duyên 360 gặp đơn. Rồi lên cái đồng tiền vàng ngày hôm nay cho mấy chị mà đồng tiền vàng chậu lớn rồi này rất là mềm. Giá đồng tiền vàng này mềm lắm. Với lại nè, coi mấy chị coi nè. Cho mấy chị coi mặt bông của đồng tiền vàng. Hôm qua là chậu nhỏ đúng không? Nói gì mà hôm nay là chậu lớn chơi là sướng luôn. Đồng tiền vàng này không cần phải ghép gì hết luôn mấy chị, trồng vô chậu luôn. Không có cần phải ghép gì hết trơn á mà đẹp lắm luôn. Đồng tiền vàng mấy chị hỏi em Yến, này là đồng tiền vàng hay đồng tiền trắng? Em cũng nói xin thưa mấy chị luôn, đây là đồng tiền đổi màu. Nên là mấy chị chơi được hai mặt hoa và hai tông màu bông của nó nha. Mấy chị coi mặt bông đồng tiền. Đẹp lắm, có được mấy chậu đồng tiền vàng vàng cái mấy gì nè. Cái gì rô fan nè. Em không có xử lý nào đơn canh đi phạm hết trơn. Ừ, không nghe luôn. Em bóc phí dài, có mình một em bóc phí à. Chị nó có 3 cục rồi. Cái đơn đó thì chị thấy lên T-Bot hôm qua thì nó bị rớt. Hiểu chắc là đơn hôm qua chứ không phải đơn hôm nay. Mà rớt cái này rồi. À, cái đơn này đúng rồi, tới rồi. À, bưu tá gọi hàng, gọi không nghe máy. À. Bưu tá gọi không nghe máy. Hồi chưa chị gọi, đúng rồi, chưa chị gọi. À, bưu tá gọi không muốn nghe máy. Gửi rồi, bộ quá trời gọi không muốn nghe máy. Đây là đồng tiền vàng. Có 350 con chậu mấy chị. Đồng tiền vàng là chậu lớn ăn 350. Có mấy chậu à. Hàng chậu lớn này là về không có cần phải thay chậu gì đó, để nguyên luôn giùm em nha. Để nguyên giùm em treo luôn mà chơi mà làm bông dữ lắm, làm bông luôn. Hàng lớn giùm em mấy chị, hàng selfie 35 hết đó. Ok Quân Trần cho em cái địa chỉ luôn nha Quân Trần ơi. Đây, cây đồng tiền vàng này là 350 nha. Hàng lớn cho mấy chị và đang có bông selfie 35. Ba trăm rưỡi giùm em cái đồng tiền vàng này, lấy nụ hả? Đồng tiền vàng lấy nụ hả? Ok chị. Có vòi nở giùm em được không? Có vòi nở giùm em được không chị Thu Huyền ơi? Thu Huyền ơi lấy có vòi nở giùm em nha. Đồng tiền vàng chị Thu Huyền nè, có vòi nở nè. Chứ đa phần nó có nở hết. Nè đồng tiền vàng chị nè, 350 cho mình nha. 350. Đẹp lắm khách ơi. Nè đồng tiền vàng 350 ngàn giùm em một chậu nè nha. Đây 350 giùm em một chậu đồng tiền vàng để coi được mấy chậu nè. Chung là cái hàng này nó có nở có nụ hết trơn mấy chị. Nó là đồng tiền đổi màu nha, chứ không phải là đồng tiền trắng hoặc là vàng cùng một tông. Nó là đổi màu mấy chị, nên là mình chơi được hai tông màu. Mặt bông nó sắc sảo lắm. Đây là nói chung là gọi là bông bói thôi chứ không phải là chưa trưởng thành của nó nữa. Bông nó rất là dài, tới nỗi mà mấy chị cứ hiểu đi, nó là ba mấy bông trở lên không. Ok Nguyễn Tấn Lộc, phải bốc rất sáng, buổi sáng mới được, còn buổi chiều là chị giống nhận cũng được. Ok Nguyễn Tấn Lộc chưa giao đơn. Cây là 350 giúp em nha. Nè anh chị nào có chốt cho đồng tiền vàng này chốt 350 giúp em. Hàng lớn nha mấy chị. Hàng qua 150 là 160 là nó thân hơn chút. À chốt 350 cho Quân Trần gặp đơn. Dạ có bán anh Trung Quốc Bảo ở đây xíu lên luôn cho nha. Đây cây đẹp quá ơi. Cây là 350 giùm em nha. 350.000. 350.000 giùm em cái chậu đồng tiền vàng này. Anh chị nào có chốt em 350 nha. Đồng tiền vàng còn được 3 chậu đồng tiền vàng nữa. Xong. Em sẽ lên cái thằng này khá là sưu tầm cho mấy chị luôn nè. Hơi bị lâu rồi. Cái giống này á, lúc trước khoảng 3 năm về trước em có nói mấy chị, lúc đó thời điểm đó em báo mấy chị 150 thôi. Mà bây giờ cây nó cao cỡ này đó chị. Cây nó cao rất là cao, còn sót lại. Chốt 350 trên vỏ quốc đạt này, cảm ơn vỏ quốc đạt.
Đây tiếp tục cái dầu này 350 nó đẹp ghê luôn khách ơi. 350.000. Đồng tiền hòa này nó xuyên bông cực kỳ, ra một bông rồi cắt rồi tiếp tục nhảy vào bông nữa cho mấy chị không bao giờ ngứt bông. Đây cho chị My Trần một cây hồng đào đẹp, chị My Trần ok chị 570.000. Đây, My Trần một cây hồng đào đẹp cho chị nè, 170.000 chị My Trần nha. Cảm ơn chị. Hai ngàn hoa luôn nha, 170 hồng đào đẹp quá rồi, với chị có 170 cây à. Có 170 cây sướng chết. Dạ mà cây hồng đào hôm nay là về lô đẹp không à. Cho Quốc Tấn một cây, cây này nè Quốc Tấn ơi, lấy có nổi có nụ đi Quốc Tấn ơi chứ nụ cũng có. Lấy có nổi đi chị ơi, yên tâm về không có tàn đâu. Quốc Tấn cây nè. Đây, tiếp tục cái cây đồng tiền vàng này cho mấy chị nữa. Cây này là 350 giùm em nha. Cây 350 giùm em đồng tiền vàng này, 350.000. Chốt này chốt 350 giùm em nè. Đang có bông chơi đẹp ghê luôn á. 350 đồng tiền vàng, giá cũng khá là mềm cho mấy chị. 350.000. Anh chị nào có chốt chỗ này chốt 350 giùm em. Chậu lớn rồi chứ sao nó có được 2 chậu. Đặng Hoàng Ngọc Hân 65. Chị Đặng Hoàng Ngọc Hân cây. Cây này á tuy nít vòi nhưng mà bù lại mấy chị biết sao không? Thân nó lùm. Thân nó lùm dữ lắm, lùm luôn mấy chị coi nè, cây nó cây trưởng thành. Nè, cái chậu này em để cho chị Khánh Ngọc, cho chị Khánh Ngọc ơi. Cây nước nước mô nhiều. Hàng thân cao làm nhanh nhanh bông cho chị nữa nè. Cây chậu lớn cho chị Khánh Ngọc nha. 48. Khánh Ngọc 350 nè. Cho Châu Châu Long Đồi 4 cây hồng đào đẹp đều một đơn. Mình là khách mới nhớ chị chốt đơn cho 1 triệu nhớ chị Hoàng Ngọc giúp em nha. Tiền cọc sẽ được trực tiếp qua đơn hàng chị nhận hàng cho mấy chị. Đây, Châu Long Đồi 4 cây hồng đào lên địa chỉ giùm em luôn nha. Hai cây cho mình nè. Hàng đẹp không mà khách ơi. Còn nữa hai à. Bên cửa hàng còn đào ta. Ba cây nè. Chốt cho chốt trước ba cây cho mình nha, còn cây mai qua cửa hàng lấy mớ hồng đào rồi. Hết hồng đào rồi. Hả? Cây này hả? Cây này nó bị gãy cành rồi. Chị em đổi cho chị Khánh Ngọc cái chậu này, chị Khánh Ngọc ơi. Khánh Ngọc thích nhiều hoa đúng không? Em đổi cái chậu này chị Khánh Ngọc nha. Này kia Khánh Ngọc thích nhiều hoa đổi cây ra. Đồng tiền đó chị 48 đổi. Đồng tiền. Còn em đưa cái cây này cho mấy chị nè. Còn được chậu đồng tiền nè. Xíu lên cho. Đây. Cây là còn được cây đồng tiền này cho mấy chị lầm nhiều thân. Hai mầm gốc đang bật lên nữa nha. Chậu đồng tiền này là 350 giúp em đồng tiền vàng. 350.000 cái chậu này. Chốt rồi chốt 350 giúp em nè. 350 giùm em cái chậu đồng tiền này nha mấy chị. Đó. 350.000. Để em lên cho cái chậu luôn cho mấy chị nè. Này có đựng cây. Bên nào? Bên nào này có đựng cây cho mấy chị và hàng sưu tầm. Bên nào này có đường cây và hàng sưu tầm, có một cây một và có vòng chất lượng cho mấy chị. Tới đâu là tính tới đó luôn cho mấy chị nè. Cây bên hồng này nè. Anh chị nào chốt bên hồng thì chốt của em là 360.000, có một cây bên hồng thôi. 360 hàng cây lớn nha. Cây này không quá nhiều thân. Nhưng mà bù lại cho mấy chị nó là cái cây xưa cũ rồi. Chú Út bảo cái bên hồng gặp đơn 360. Chú chốt ai đâu Nguyễn Thư Thu Mai. Ai đâu Nguyễn Thư Thu Mai cô nương. Bên em bán hàng có bao ship nha. À cho chị Thu Mai, chúc cho chị Thu Mai một cây hồng đào đi. Rồi chúc cho một cây mãng đẹp cho chị Thu Mai nha. Nè một cây mãng cho chị Thu Mai trước nè. Rồi cây hồng đào đẹp, tự chọn mà em tự chọn đẹp cho. Tại cây này nó gãy ngồng rồi. Cây này nó gãy ngồng rồi nên là em không ấy. Ai trời. Chú Bảo là 60.000. Rồi thay vì cái màu hồng này nghe, đây là cái màu trắng quốc dân nữa nè. Nè cái này là cái giống của nó luôn nhưng mà cái tông màu khác thôi. Y chang luôn, vòi bông dài hơn, mặt cái thằng này dài hơn nè. Cho mấy chị coi nè. Xe xe bên hồng. Đây, em sẽ cho mấy chị coi nè. Cái thằng này nó còn dài hơn nữa nè. Thằng này nó lên cho mấy chị là xe xe bên trắng. Ẳng hay sao mà chốt không được hả chị Nấm Hương hả? Chị chốt sao chị Nấm Hương thấy chị nhưng mà chị chốt sao? Các bạn bên mình nó chậm mấy chị yêu ơi. Mấy chị coi nè. Nó dài lắm, bộ bông nó lớn lắm nghe mấy chị coi nè, bộ bông nó dài như thế này nè. Cái này là xe xe bên trắng hồng tím nha, xe xe bên trắng hồng tím cây này. Rồi để cái đi cây để lầm.
đây là cái cây bên nắng trắng tím, cho mấy chị cây là cây lầm luôn. 360. Đây là cây 360 giúp em nha. Bên trắng hồng tím cho mấy chị 360 ngàn. Cây nãy là cây bên nào nít thân hơn cây này. Nít thân hơn nữa. Đó, tuy nó nhiều bông nhưng mà nít thân hơn. Cho chị Thu Huyền 360 nè. Còn được cây bên trắng nè mấy chị. Cây bên trắng này đang nhú vòi, lấy nhú vòi giùm em nha. Chạy qua YouTube đọc tên chị Hương. Nặng comment mất tiêu hết trơn à. Nè đang nhú hai vòi cho mấy chị nè. Cây đang nhú vòi. Cây làm luôn. Hả? Ti lê nè, chú ti lê 360 nè. Rồi mấy chị, em có cây binh nhưng mà cây chậu nhỏ rất là cao lên luôn. Nằm dắt đó đó. Có mấy cây? 1, 2, 3, 4, 3, 4 cây vậy. Em để xíu mấy chị em lấy cái này cho. Của nó là 200 ngàn. Có được 2 cây 4 cây nha mấy chị ơi. Giá của nó là 200 ngàn bên trắng. Nhưng mà cao lắm cao. Về mấy chị ra chậu dùm em. Ăn đứt là cái cây cao của mấy chị. Hồi xưa báo mấy chị cỡ như thế này thôi. Cũng 3 năm về trước như thế này thôi. Mà giờ nó cao tới như nước mức độ này cho mấy chị đó. Mà nhờ còn sót được có mấy cây cái lô này. Bây giờ nếu mà có bán cho mấy chị này, khách vô cũng có nói đó. Cái này là có bán mấy chị là cũng lâu dữ lắm. Lâu dữ lắm mới có cái giống này. Như là rất là lâu luôn. Cây bên trắng nha, 200 ngàn chị Liễu. 62. Bên hồng hết rồi. Bên hồng hết rồi chị ơi. Bên hồng có 1 cây à. Chị Thu Huyền được bên trắng á chị Thu Huyền. Đây nè, tiếp tục cây này nè. Có nhú vòi cho mấy chị này rất là cao luôn nha. Cây này là 200 ngàn. Cây là cây 200 ngàn cho mấy chị. Nó giống như là bông nó bền. Giống như là cerat của mình. Nó không khác là chút nào hết trơn á. Cho chị Nguyễn Hằng Anna cây 200 lên thông tin giúp em nha. Chính cơ Nguyễn Hằng Anna. Cái bên hồng. Tiếp tục mỗi cây cao rồi cho mấy chị nè. Của chị Liễu là cây có vòi mà. Của chị Liễu là cây có vòi mà. Đây cây đang nhú 3 ngồng, 4 ngồng luôn. Đang nứt thêm một cái ngồng nữa nè mấy chị ơi. Cây này nha, anh chị nào có chốt cái này chốt 200 ngàn giùm em nè. 200 ngàn giùm em. 1 ngồng, 2 ngồng, 3 ngồng, 4 ngồng rồi. Đang nứt nữa nè. Chỗ này có nhiều bông dữ lắm nha. Đây nè, 200 ngàn giùm em cái bên này giùm em nha, bên trắng. Cây sabin là bên trắng nha. Cây nhiều bông phân nhánh với sao em là cái đen đét á. Cây đen đét này là cái cây đen đét mà như tiền quên mất tiêu trời. 280-300 gì đó hàng. Tại biết sao mấy cây nữa cao giả mang rồi. 28. Cây nè 200 ngàn giúp em cây này nha. Nó chốt là chốt 280 giùm em nè. Ý 200 ngàn chứ quên em. À, Văn Thí Trần 200 ngàn. Quên. Bình trắng đúng không? Bình trắng 95. Em còn được một cái cây này là cái cây cái này em lên luôn cho mấy chị nghe. Cái cây là cái cây bên Lai. Bên lai cây cao. Đây là cây bên lai nè. Hoa rất là thơm, hoa vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Mà cây cao. Hả? Em còn cây bên trắng nè. Bên trắng em để cho anh Phạm Văn Hải Thanh đi. Một cây đẹp quá luôn Phạm Văn Hải Thanh đây. Nè. Còn được cây này cho Phạm Văn Hải Thanh nha. Đó. Trầm Đài Loan là em đang bán với chị. Giờ xíu mắng kỳ cho Trầm Đài Loan xíu mắng kỳ đâu. Cây là cây bên soda lai. Hoa thơm cho mấy chị, qua nói mấy chị là hàng này em bán từng trên 200 ngàn đó lên đó mấy chị. Còn qua bán 180 ngàn nè. Đây là đẹp, cực đẹp luôn nha. Cây là cây bên lai cho mấy chị đang u hoa thơm vàng lưỡi nâu á. Thay bên của mình là bên xưa của mình là cũng vàng lưỡi nâu luôn. Nhưng mà bên lai nè cái nó cứng lên lớn lớn hơn một chút mấy chị. 180 có được 3 chậu. Mà cây cao thế này nè. Mấy chị mà khoảng 2 cây về mấy chị ghép vô chậu đẹp tuyệt vời. Ai mà cầm cây bên lai cho mấy chị bán như thế này 180 mấy chị coi nè. Cây là hàng đẹp không nha. 180 ngàn và rất là cao. Cây này nó chưa có nhú vòi nhưng mà mắc u hết trơn rồi. Chuẩn bị đi bông. Chuẩn bị đi bông cho mấy chị nha.
180 không gian hãy thanh gặp đơn. Để xíu lợi chứ anh sao? Nguyễn Lợi ơi, 180 cây bên lai. À, cây trắng tinh hả chị Dung Võ? À, cái xe 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 quay mất vàng đúng không? Hình như để cơm còn không nghe chú Ti Lê một cây cho mình nè. 74. Quá là đẹp luôn mấy chị ơi. Nè, cái cây bên lai này mấy chị coi nè, xuất sắc, đang nhú ngồng luôn nè. Chốt cái cây này cho chị Hồ Thanh luôn nha. Hồ Thanh cây này luôn cho chị Hồ Thanh luôn nè, 180 cho Hồ Thanh nè, hết luôn. Nè, cái còn cái cây xe xe quay mất vàng hoa thơm nè. Xe xe quay còn được mấy cây à? Xe xe quay hôm qua em có đăng lên cho mấy chị á. Cái này là em biết sao, chiều khách hỏi em gặp đơn mà em cũng nó báo hết luôn. Mà tới cuối ngày em kiểm tra lại gọi khách không có ma nghe máy. Nên là còn được hai cây, ba chậu xe xe quay mất vàng hoa thơm. Em cho mấy chị coi mặt bông của thằng xe xe quay mất vàng hoa thơm đẹp lắm nghe khách. Cái này hơi bị hiếm và cực kỳ thơm, là một bông cực kỳ nhiều cho mấy chị. 200 ngàn vẫn giữ giá cũ cho mấy chị, còn được 3 cây. Đem lên luôn cho nè. Thơm bền cho mấy chị và rất là xuyên bông. Cực kỳ xuyên bông mà cái màu nó quá là ngọt đấy khách ơi. Nè em không có giới thiệu nữa. Mấy chị nào có theo dõi hôm qua mấy chị biết liền. Không, khách không có chớp. 200 ngàn. Cây xe xe quay mất vàng hoa thơm cho mấy chị. Mắt u của nó nè. Làm một bông cực kỳ nhiều. Hai, rất là thơm. Cho chị Thu Huyền cây chiều chị Thu Huyền. Như em nhớ chị Thu Huyền hỏi em báo hết rồi chị Thu Huyền. Biết sao không chị? Gọi khách không có nghe máy nên làm xả ra, cuối ngày xả ra. À, cái này cho chị cho Trần Thị Liễu một cây. Trần Thị Liễu một cây. Cho chú Ti Lê một cây, chú Ti Lê nè. Chú Ti Lê một cây cho mình nè. Chú Ti Lê một cây nè. Đó, gọi không nghe máy chị báo xả ra nè chứ có cửa hàng nữa đâu mấy chị. À, cho chị Thu Huyền thêm cây nữa là hai cây hết luôn. Thu Huyền thêm cây nữa là hai cây nữa hết luôn, mầm đăng lên quá trời luôn chị Thu Huyền. Hai cây này của chị nãy em thấy là nó đều đó. Nên là chị ghép hai cây vô trồng nó đẹp. Hết luôn nha. 83. Còn cây bình hồng nữa hả? Mấy chị em còn được một cây bình hồng, cây lớn, cây này 350 nè. Cây bình hồng, cây lớn nha. Có một cây một. Hàng hiếm luôn mấy chị ơi. Hàng hiếm luôn nè. Cây là 350 giùm em nha. Có một cây bình hồng cho mấy chị nè, rồi hết luôn rồi đó. Còn sót được một cây đi kiếm nãy giờ mấy chị. Thằng bình hồng mấy chị thấy không? Bình hồng với bình trắng, còn bình hồng thì nó ít thân, còn bình trắng thì nó nhiều thân. Mấy chị thấy không? Em hết 200 ngàn rồi. Em lên cho mấy chị mấy cây thỏ hồng đẹp khủng khiếp, chốt 350 chị Thu Huyền nè. 83. Đây, mấy chị ơi, hôm nay em có được mấy cây thỏ hồng, mà thỏ hồng lớn, cây đẹp tuyệt vời luôn. Cây này mấy chị ơi, em bán mấy chị có nhiêu? 380 một cây. 380 một cây thỏ hồng được mấy cây, bày được mấy cây ta? 6 chậu thỏ hồng mà cây lầm đẹp thế này nè. Thỏ hồng là mấy chị chơi cực kỳ bền bông và rất là bền bông. Nè, mấy chị tới nổ mặt. Có, mà cái cây bữa em bán mấy chị nói nhập về bán thêm mấy chị mà nó lô giờ chưa. Bữa bán mấy chị 350. Bây giờ giá lên 30 ngàn một cây. Nè 380 nè, hôm bữa em bán mấy chị 350. Mà đợt sau này về nhập không còn được giá bán 350 nữa mấy chị. Giá vừa nó lên. Quốc Tấn sẽ cây đồng tiền chứ Quốc Tấn. Nè chú Ti Lê cây này 380, chú Ti Lê nè cây đẹp lắm. Chú Ti Lê là cây đẹp cực kỳ, không bị rớt lấy chân một miếng nào luôn nha. Chú Ti Lê 380 nè. Cho cây này giùm em cho chị Liễu ơi. 92 xã đơn. Nè cho chị Liễu một cây đồng tiền, cây thỏ vàng cho mình nè. À, thỏ thỏ hồng cho mình 380 nha. Cho anh Hoàng anh Dũng cái cây nè. Bền bông lắm khách. Đây, em lên cho anh Hoàng anh Dũng cái cây thỏ hồng này cho anh Hoàng anh Dũng nè nha. Hoàng Dũng cây thỏ hồng này cho mình 380 ngàn nè. 99. Đây. Ok chị Nấm Hương. Cảm ơn, có một cây rồi đó. Đây tiếp tục cây thỏ hồng này cho mấy chị. Cây thỏ hồng này không có bông nhưng mà nhú vòi. Cây thỏ hồng này không có bông nhưng mà nhú vòi cho mấy chị 380 ngàn nha. À, anh Khánh Bùi, anh muốn cái loại gì anh Khánh Bùi ơi? Em chốt cái này cho anh Phạm Trần Hải Thanh, cây này 380 nha. 96. Kiếm chị cây trắng vàng hả chị Dung Võ hả? Hết rồi chị Dung Võ ơi. Đây cho gốc phước một cây thỏ vàng cho gốc, cho thỏ hồng chú quên, gốc phước cây thỏ hồng cho gốc phước nha, gốc phước cây nè, còn đựng cây cuối cùng mấy chị, gốc cơ gốc phước cách mới là số nội em. Cái cây này á thì thắt ngọn nó chưa có đi bông cho mấy chị nhưng mà rất là khá là lầm, nó cùng một bức trái mấy chị cũng 380 luôn, nó làm hơn mấy cái kia nữa đó mấy chị, nó làm hơn mấy cái kia luôn á, nhưng mà cái này là chưa có bông nha, chưa có bông biết sao nó đang thắt ngọn mấy chị. 380 ngàn gốc phước lên thông tin giúp em nha. 380 chị Dung Võ kiếm cây xin xung quanh bắt vàng đến coi có còn không nha chị yêu ơi, cái coi lọc chọt còn không nha. Hồi chưa khách hỏi chốt rồi mấy xin coi em báo hết luôn mấy chị. Hết luôn á. Đâu Tâm cái thỏ hồng cho chị, cho Tâm
24. Còn lượt sót cây thứ hồng nữa nè mấy chị ơi, 38. Ok, ok anh Út Quốc. Đây là còn được cây thứ hồng đẹp nữa cho mấy chị nè. Cao ráo luôn. Là đẹp không bị rớt mấy chân luôn, hàng chân lớn đẹp nha. 380 giùm em cái chồng này. Nè, coi xịn sò nè. 380 giùm em nghe đợt trước có nói sao mấy chị, đợt trước về 350, đây 38. Rồi, mấy chị cho em lên cho có được 4 cây móng rồng khủng nha. Hàng sai khủng mà hàng này nha mấy chị. 38 chốt cho chị đẹp Trung Quốc Bảo, Trung Quốc Bảo 380 rồi hết luôn rồi. 70. Nè cái móng rồng này khủng nha mấy chị. Móng rồng này là phải nói là bữa mà cái giá ôi, tao còn được chị. Mấy chị, còn được một cây sisa bin nè. Cái sisa bin trắng nè mấy chị, bin trắng nè, đang có bông cho mấy chị luôn nè, đâu nè. Trời ơi, cái kiếm không có luôn mình, sốc vậy. Nè cái cây mọc một lùm luôn khách ơi. Chốt cây này chốt em 380 ngàn đi. Có bông cho mấy chị luôn nè, bin trắng dài bông lắm. Còn được cây nè. Cây này là ghép hai bộ, cái này là một bộ mới nhảy con nhiều nhiều hơn nãy giờ luôn á. Đây là bên trắng nè. Góc khúc chỉ có một cây thả hồng 380 ngàn thôi. Góc khúc có một cây một nha chị yêu ơi. Nó dài không? Khủng khiếp luôn. Tay sơ sơ bên trắng nha. Nè sơ sơ bên trắng nó dài dữ lắm, dài khách ơi. Cây là 380 giùm em nha mấy chị. Đó. Coi nè. Bông của nó to lắm. Dài nữa. Nó không có thơm, rất là bền bông. Trời này lầm quá nè. Cái giống này hiếm lắm rồi. Giờ cũng có bán mấy chị nhưng cây nhỏ xíu à. Mà trồng biết lâu, biết bao lâu mà được cao thế này mấy chị. Nhập nguyệt đây. Đúng rồi. Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt cây này cho Nhật Nguyệt 380 nha. Móng rồng hoa thơm. Rồi lên cho cái dòng móng rồng khủng khiếp luôn mấy chị coi nè. Trời ơi em đi lựa móng rồng cho mấy chị muốn xỉu luôn mấy chị yêu ơi. Có mấy cây à. Đây. Cũng bệnh luôn á mấy chị nè. Cây móng rồng này là cái chậu này là 800 ngàn nha. Trời ơi cái gì là rẻ nha mấy chị. Bữa ở dưới vườn có con chậu kia người ta bán 1,5 triệu như thế này luôn. Cái ghế là cây đồng tiền vàng hay sao? Ừ đó em bóc đó tại không biết sao. Cháu quỷ nhập em tới nữa. Đây cho mấy chị coi. Trời ơi mấy chị nên mua. Nên mua cái thằng này về chơi đi. Trời ơi em thấy nó mê lắm em ơi. Bữa giờ mà cái là cái màu bò vàng này nghe, không phải bò vàng xưa, nó là bò vàng ấy cho mấy chị á. Em mê nó bữa giờ mà. Ý quên, móng rồng. Nó lầm dữ lắm, lầm luôn mà mấy chị ơi, thiệt sự luôn, kiếm được cái chậu lớn như thế này cho mấy chị cũng khó. Chậu đó có 800 ngàn nha mấy chị, đừng có chơi đắt nha mấy chị. Trời cái chậu này là giá 1,5 triệu ăn lên nè. Đây, em cho mấy chị coi nè. Cái móng rồng nha, bông to cực kỳ to. Hàng nào chơi đáng tiền đó mấy chị bỏ ra 800 ngàn là chơi sức. Ui, chơi đi, mấy chị chơi đi rồi mấy chị cảm nhận. Bông lọc móng rồng, nó thơm nhẹ chứ nó cũng thơm nồng, mấy chị thơm nhẹ thôi à. Kiểu như nó đặt bông thì nó mới thơm. Còn giống như mà 1-2 lần bông đầu thì nó không thơm mấy chị. Rất là bền bông, cánh sắn mà khách của em năm rồi chơi móng rồng nè, cho xin hình bông nè mấy chị. Khách xin cái này là của ai tao quên mất tiêu rồi. À của chị. Chị quên mất tiêu rồi. Em cũng biết nữa, quên rồi. Đây nè. Cái chị gì ở dưới Tiền Giang này. Hồng gốc vàng. À, đúng rồi. Hồng gốc vàng. Đây. Đang có bông. Đang có bông. Đang có bông. Cái chậu là chậu 800 nghe mấy chị. Chậu 800 nè. Mấy chị coi nè. Một bụi đó nghe. Cái này là một bụi chứ không phải ghép hai bụi đâu. Mà nó nhảy ra bụi tới thể loại như thế này cho mấy chị nha. Cái bụi là bụi 800 nè. Mầm tơ dưới. Nói chung là thằng này khỏe lắm. Phải mấy chị khỏi phải chơi đâu hết trơn á. Móng rồng lừa nắng cực kỳ. Về treo ngoài nắng giùm em. Nè. Mấy chị coi nè, nó rất là khỏe luôn. Cái chậu móng rồng là 800 ngàn. Là cái chậu lùng nha. Cái này là cái chậu 800 ngàn là cái chậu lùng nè. Mấy chị coi nè nha. Móng rồng giá nó cũng không mềm mà rẻ cũng mà chắc cũng chắc. Giá này cũng tương đối khá là rẻ cho mấy chị. Mầm tơ dưới quá trời luôn. 800 ngàn chậu móng rồng thế này. Nè em dơ xa cho mấy chị coi nè, nó to cỡ như thế này nha. Nó to nha mấy chị, chứ không phải là nhỏ đâu. Cái chậu là 800 ngàn. Nè, em nói thật sự mấy chị mà để được trồng được một chậu rồng một từ một cây mà nó nhảy bụi như thế này cho mấy chị mất thời gian bao lâu. Hàng này là hàng bụi, không một bụi một cây thôi. Không có ghép 2 3 cây vào bụi. Nên là cái giá nó sẽ nhích ra một chút cho mấy chị, hàng chất luôn. Đó, cái chậu là 800 ngàn, có được cái chậu này cao nữa nè, thích cao lấy cái chậu này. Chậu này thì không có bông. Nó cao nhưng mà nó không có bông. Em mấy chị coi nè.
Cái chậu này là cái chậu 900. Nó cao nhưng mà nó không có bông nha. Nè dơ cho coi nè. Cho mấy chị nè, tại vì nó đang đi ngọn này chưa có bông cho mấy chị. Nó rất là cao. Nè mấy chị coi cái chậu của nó nè. Nó bự đến mức độ thế này cho mấy chị. Đây, cây rất là cao cho mấy chị nè, cái chậu bóng rồng nè. Trồng mới được cái bao lâu mà nó cũng như thế này mấy chị. Về không thích, mấy chị treo cũng được. Không thích treo thì mấy chị có thể ra chậu sứ cũng được, trồng trước nhà mình nghe mấy chị. Chậu này nó ưa nắng cực kỳ. Đây là cái chậu bóng rồng lớn, nói chung là hàng này nó lớn, giá nó cao chút mấy chị. Nhưng mà tại cái gì nó là size lớn nghe. Size lớn cho mấy chị chứ không phải là size nhỏ nghe mấy khách. Size nhỏ 3-400 ngàn thì không có luôn mấy chị, giờ không có. Size 3-400 ngàn mấy chị giờ biết sao không? Nó có khoảng 5-6 tăng nhưng mà cây nó lùng lắm. Để mấy chị bỏ ra 8-900 để chơi cái chậu này sướng hơn. Đó, nên là lấy giờ sao không có nhập chậu nhỏ cho mấy chị. Chậu nhỏ nó thân nhìn nó leo ngoe lắm khách ơi. Nó không có còn đẹp giống như ngày trước bán cho mấy chị mà hàng loại size 300-400 nữa. Hàng đó bây giờ không còn giá 400 nữa. Hàng đó giá từ 600 ăn lên một chậu. Hàng lúc khởi em bán mấy chị á. Đây, mấy chị coi cái chậu này nha. Nhìn ngắm nghía kỹ nữa cái gì. Hàng này em về được 4 chậu. Hàng này có được 4 chậu. Cây cao này giá là 900 ngàn. Còn cây lùng này là 800 ngàn. Là những cái cây cao thế này. Đây là cái móng rồng xưa. Xưa mà trồng lâu. Nói chung là không phải xưa thì mấy chị nói là Thái nhưng mà trồng rất là lâu. Những cây này 4-5 năm trên. 4-5 năm ăn lên hết trơn. Cây này có bông nè. Cây này 800 ngàn có bông nè mấy chị. Đứt gì vậy? Hết trà đá hả? Không ai uống trà đá mà chết luôn á. Cây là 800 ngàn nha. Đây nè, đang có bông cho mấy chị mà cây này đều. Cây này đều nha mấy chị. Chung là mua cây bằng mua mấy chị mua cây bằng mấy chị mua 2-3 cây ghép lại nó cũng vậy. Đây, em cho mấy chị coi cái móc rồng này đang có bông nha. Thích lấy có bông lấy cái này. Chậu này là 800 ngàn hàng lớn nha. Hàng sẽ lớn cho mấy chị. Có lấy giúp em nha. 800. Hàng 800 nè, mình còn hàng 700 ta. 700 đâu có đâu đúng không? 700 chỉ có 5 cái nấu chân mới có 700 thôi. Nè, lấy cái chậu thứ 3 chị Thu Huyền nè. 83. Thu Huyền chậu thứ 3 nè. Là chậu em đang cầm. Rồi cái chậu này đẹp nữa nè mấy chị ơi. Rồi nè. Sức thằng ôm không? Chậu này nó lùm nó cao hơn đó mấy chị. Cái chậu là 830 ngàn nha. 830 ngàn dùm em cái chậu này dùm em nè mấy chị coi nè. Nó bứt em hết trơn luôn. Để trồng được cái chậu lớn như này khó lắm nha mấy chị. Nè chứ không phải giỡn đâu. Đó, cái gốc nó khỏe cực kỳ. Mấy chị ơi nhìn cái gốc nó khỏe cực kỳ nha. Cái chậu là 830 ngàn dùm em cái chậu này. Tại vì chậu lớn nên em dơ chậm một xíu cho mấy chị nhìn ngắm nha. Nè coi nè. Cái này mấy chị chắc cỡ mấy chị mua cứ 5-6 chậu mà lớn mà loại mà hàng 250-300 ghép lại với nhau mấy chị. 300 á. Nó mơ 830 nè. Quá đẹp luôn á. Ui, cái cây này nè mấy chị chốt cho em cái này chưa. Cái cây này á mấy chị đã có vòi được cắt bông bói rồi. Nhưng mà nó đang đi bông thôi, nó chưa có nhú vòi cho mấy chị giống như chậu nhú kia. Nhưng mấy chị coi nè, nó bít em luôn nè. Tay cái chậu này là chốt em, cái chậu này 850 giùm em. Chậu này mấy chị đẹp quá trời đẹp luôn á. Một bụi đó mấy chị, về mấy chị nhìn gốc giùm em nha. Xin thưa mấy chị là hàng này không bao giờ có hai cây ghép lại. Một cây một bụi mà nó lớn đến mức độ thế này mà nó tốt đến mức độ thế này cho mấy chị nha. Chứ không phải là 2-3 bụi mà ghép lại vô được cái này đâu. Mấy chị cứ nghĩ đi. Mình nhiều khi mình ghép 3 bụi mà vô một chậu thế này còn không bằng một cây như thế này, nó tự lớn tự cao thế này cho mấy chị. Là mấy chị nghĩ là trồng thời gian biết bao lâu cho mấy chị một cây bóng rồng lớn thế này nha. Đây là cái chậu là 850, cây thân cao và vừa cao và vừa lùm nữa nghe mấy chị. Vừa cao và vừa lùm nữa nghe. Đây nè. Em vô quý sao mấy chị coi nè. Nắm ương đợi 8,5. Chị nắm ương đợi 8,5 vậy cái chốt 8,3 để cho chị dưa hấu nha. Để 830 ngàn chị dưa hấu nha. 8,8 đợi cái cây chị đó. Trời ơi cái đẹp nước đồ. Cái này là của 88. Chị 88 kia chuyển qua 101. Đây. Xuất sắc mấy chị ơi. Cây này thì nó cũng đi ngọn cũng chưa có bông. Đây cây này rất là cao nha. Mấy chị ơi. Mà đẹp dữ trời. Tay chị nào có chốt cho này chốt em 8,5 luôn đi. Để cho mấy chị 8,5 luôn cho. Quá là đẹp luôn. Em với mấy chị hàng này 1,5 triệu ăn lên không nè. Xin thưa mấy chị luôn á.
có sao nó vậy, 2,5 triệu lên luôn mà. Có mấy chậu này trồng mới cầm mới lâu mới vậy nè. Đó, suy nghĩ chốt đi, có mấy cây mà được đẹp thế này nha, giá nó mềm lắm nghe mấy chị. Giá nó mềm, nãy chị Dư Hấu để cho chị cái chậu này 8,3 này có vòi nha chị Dư Hấu. Đây nè, em Dư sai cho mấy chị một bụi lớn như này nha. Cũng là một bụi, một cây nhảy ra cho mấy chị một lùm. Chứ không có 2-3 cây mà ghép vô một lùm thế này cho mấy chị nha. Từ một cây nhảy ra lắm chị, cũng bấy vụt luôn. Cũng bấy vụt luôn mấy chị. Nhiều khi mình ghép 2-3 cây hàng bóng 100 ngàn vô cũng chưa được như thế này. Ghép vô thì chị nó bắt rễ rất là lâu. Được đẹp thế này cũng khó luôn nha mấy chị. Đó, chậu là 850 nha. Cái chậu móng rồng cho mấy chị 850 ngàn, móng rồng lớn. Này là hàng lớn nha. Hàng trên chậu đáng tiền chậu nè. 850. 850 cho Dư Hấu đổi lại lấy cái chậu này nè. Ui, nặng quá. Đây tiếp tục cái chậu này cho mấy chị nè. Cây lớn, một lùm luôn. Hàng đẹp luôn nè mấy chị. Có vòi luôn á. Cây này có vòi luôn, lấy đi em để luôn 850 cho. 850 luôn cho mấy chị móng rộng luôn nha. 850 ngàn. Anh chị nào có chốt chỗ này chốt 850 giùm em. Thân có thấp có lùm có cao giùm em. Thu Huyền cho coi lại cái chậu của chị Thu Huyền ạ. Thu Huyền có mấy chụp hình. Thu Huyền ơi, giờ mà chị yêu em mà giờ lại cho chị muốn xỉu á chị Thu Huyền. Xong em sẽ lên cái dòng này cho mấy chị nha. Thôi đó là mấy chị đợi em lâu. Thôi là đợi mấy chị, đợi em lâu mấy chị. Đợi em lâu, chậu lớn em dơ nhanh cho mấy chị thôi. 8,5 chị Thu Huyền. Thấy thêm đi. Có rẻ rồi. Chị đây, chị là chịu có chậu của chị đẹp ngô là cái chậu 50 đúng chân lớn ta. Đi rồi. Chị là thứ đẹp ngô rồi. Đây, em sẽ lên cho mấy chị một cái chậu bà liễu huyền thoại. Bà liễu này rất là lớn. Cho con chậu 900 rồi. Nắng rồng 900. 900 là cái cây thân cao hết. Thân cao hết từ đầu cuối luôn là cái thân đó. Đây nè, cây là cây cái chậu bà liễu huyền thoại đó mấy chị. Chậu bà liễu này là bà liễu 800 nè. Xả chậu nắng rồng 800 ngàn. Đây, cái cây này là cái cây bà liễu xưa huyền thoại nha. Bà liễu xưa huyền thoại cái chậu này 800 ngàn nha mấy chị. Nè bà liễu xưa huyền thoại này chậu lớn nè. Anh chị nào thích chơi chậu lớn lấy giùm em cái chậu này 800 ngàn giùm em bà liễu xưa huyền thoại. Còn xíu lên chậu nhỏ cho mấy chị nha. Hay nhiều khi mấy chị ngán. Đây cái cây bà liễu xưa huyền thoại. Cây này á là 800 ngàn chậu lớn nha. Size phi 50. Đây quá rẻ luôn. Này là hơi sức rồi hơi bị rẻ luôn cho mấy chị á. Đây mầm tơ đăng lên. Rồi bán 800 ngàn là còn rẻ hơn cái móng rồng nữa cho mấy chị rồi đó. Đây, bà liễu lớn như thế này đắt lắm khách ơi. Hàng này 1 triệu không, 1 triệu lên không, em cũng dám nhập về em bán mấy chị luôn á. Không dám nhập luôn mấy chị. Bà liễu đắt đến mức độ mà. Kể cả bây giờ nó chỉ xuất ra cho mấy chị vừa, chỉ xuất ra cái nhỏ không bán cái lớn luôn. Em không biết giữ là làm gì. Giữ lại nó ra chậu lớn giá nó cao hơn rất là nhiều. Anh chị nào có chốt thì chốt em nha, cái chậu bà liễu xưa 800 ngàn. Rất là rẻ nha, bà liễu xưa. Chậu 800 ngàn cho lê trăm ma anh coi. Là nó cao từ đầu nó cao lắm bên kia. 900. Cái chậu bà liễu 900 thôi. Thấy cái cây anh, muốn rồng chút không có số mà. Còn anh chị nào chơi với cái bà liễu này nè. Cái chậu này đáng bằng tiền bất gạo nè. Chậu liễu rất là cao luôn. Bà liễu này là 900 ngàn mấy chị. Thật sự mấy chị bỏ ra 900 ngàn mấy chị chưa mua được chậu bà liễu nào trên thị trường đâu. Đây nè, cây liễu này đang nhú vòi nữa nè mấy chị coi nè. Liễu này liễu chậu lớn luôn, trên chậu ra đáng chậu nha. Chậu liễu này 900 ngàn, liễu cao. Nè cái chậu này là chậu 900 nè. Tại sao bấm 900? Dù nó không có lùm nhiều mà cây 850 thì nó cao. Nó cao hết tất cả thân luôn. Nó cao hết tất cả thân và đi ra cái phía hai hướng. Từ một cây mà nó nhảy ra phía hai hướng cho mấy chị. Tạo thành một cái thế thân an. Cái thế này rất là đẹp luôn. Cái thế này cực đẹp nha. Nên là nó có mấy chị có giá 900 cho mấy chị. Dù nó mấy chị nhìn về bề ngoài nó không lầm. Nhưng mà cái thế cây rất là đẹp. Cây này càng trồng về sau càng đẹp giữ cái thế. Đẹp nhất từ nãy giờ đối với những cái chậu này cho em bán mấy chị. Trước mua lan mấy chị mua một cái thế lan của nó. Mấy chị coi nè. Thế này bung ra đều hết hai hướng cho mấy chị. Nó không gom về một giữa mà nó bung ra hết. Bung ra hết hai hướng cho mấy chị. Cái thế nó đẹp nè. Trên lan người ta cũng chưa thế đó nghe mấy chị chứ không có ấy đâu. Đó. Chậu là chậu 900 ngàn.
Rồi chốt 900 ngàn nha, có chốt chỗ này chốt 900. Nói chào Liễu, chào Liễu mà Liễu kia cũng 900 ngàn đó chị. Liễu đẹp. Lắm. Em không vùng luôn từ một bụi mà nó nhảy ra thế này em có gì. Rồi bắt đầu lên chỗ lớn. Lớn mà lớn giá rẻ tiền. Mệt đó. Báo cái chỗ lớn mệt. Lên cái này cho. À, cho em cái chậu bên xưa dưới đây đi. Bên này á, chậu bên này có ok lên trăm anh lấy chốt chậu 4900 chị nè. Đây là cái chậu bên xưa này hơi bị đẹp luôn mấy chị. Chậu bên xưa nè. Bên xưa này là 900 ngàn nha. Mấy chị đừng nói là trời ơi cái chậu gì mà 900 ngàn mà đó. Mấy chị cứ nghĩ đi. Đây, chậu là chậu 900 nha mấy chị. Benzura xưa. Mà cây này đẹp từ kể cả cái thân cái lá cho mấy chị. Rất là đẹp nha, chậu này 900 ngàn. Dạ nãy em có đổi chị Thu Hiền rồi. Cây này hiện tại là đang 6 ngàn bông mà nó lá nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đây, để được cái chậu ben là 900 ngàn cho mấy chị không phải dễ đâu nghe mấy chị ơi. Đây, cây rất là đẹp cho mấy chị. Gần như. Ok, có chậu đây bên nè. Có được chậu 900. Có được chậu Minh Châu ấy, có được cái chậu cái chậu Bà Liễu đó 900 ngàn là đắt nhất cái gì, có con cây Bà Liễu nè. Chị biết sao cao không? Tại vì nó cây bên xưa bắt buộc mình phải là nó cao mới chị, cao và nó cong. Chứ còn mà bên xưa mà bên xưa đáng ra là ít tăng lắm chứ không phải được nhiều tăng giống đó nha. Đây rất là cây tiễn đẹp mới được ghép chậu lớn á, chứ không phải là cái cây mà ít tăng mà được ghép chậu lớn đâu. Bên xưa của mình nó trứng cống á, chứ còn nếu mà tay quên cái Bà Liễu trứng cống mình á, chứ còn Bà Liễu nó không có thơm mà nó không có được nhiều tăng vậy đâu. Ăn lửa đó, ăn lửa mới vô chỗ lớn đó, chứ không phải ăn lửa không có vô chỗ lớn đâu. Cây này là cái chậu bên soda, chậu 900 ngàn nè. Có được chậu bên lớn duy nhất cho mấy chị. Bên lớn là bên 900 mấy chị, trên chậu đáng chậu nó thơm nứt nè. Cái chậu này mà treo nó nở bung ra hết cho mấy chị. Thơm từ đầu ngõ đến cuối ngõ luôn nè. Đây, đang bông cho mấy chị và rất là nhiều vòi cây đúng đẹp luôn á. Mấy chị coi nè. Đây là cây đúng đẹp luôn cho mấy chị luôn nha. Có được chậu bên 900. Chốt chậu bên này chốt 900 ngàn giùm em nha. Đó. Đang bông rất là đẹp luôn, 900. Nói cho coi là cái chậu Bà Liễu 900 nè. Ngứa. Đây. Nè, cái chậu Bà Liễu này, cái chậu 900 nè. Ui, cái cây này nó thân cao hết rồi chị ơi. Thân cao bắt u và có bờ bông nữa đó. Đó, chị lấy cái chậu này đi đẹp nè. Nhiều bông cũng khiếp luôn. Chậu Bà Liễu này 900 nha. Rẻ rồi. Em mấy chị đi, chờ mấy chị đi mua Bà Liễu đi. Không có được cái giá mềm cho mấy chị 900 ngàn đâu. Không phải nói gì mấy chị. Mấy chị vô hội hoa lan tháng xưa mấy chị vô đẩy gì. Mấy chị vô hội hoa lan mấy chị đầy biết chị biết giá liền. Biết giá liền. Đó. Anh chị nào có chốt cho này chốt em 900 nha. Chậu này rất là cao luôn. Liễu cao của mấy chị. Em nói thật sự mấy chị à. Cái Bà Liễu dưới vườn của cái Bà Liễu của chị. Chị Quyên chị Loan giờ mười mấy triệu á. Chị không bán. Chậu Bà Liễu xe phi 50. Chả mười mấy triệu mà chị không bán cho Bà Liễu đó. Đẹp quá trời. Giờ người ta đổ ra chậu lớn chứ là bán tiền triệu không bằng bán. Người ta ra chậu lớn người ta hết đâu mấy chị, không có để mà như thế này đâu. Anh chị nào có chốt chỗ này chốt em chị lên hàng nhỏ cho mấy chị nè. Rồi đó, lên hàng kia cho. Thôi chị đợi cái kia. Giờ em lên hoàng hậu. Lên hoàng, lên vũ nữ cho mấy chị nghe. Tại bữa giờ á, đăng vũ nữ 80 năm gì trước rồi. Nhưng mà chưa có cầm vũ nữ bán cho mấy chị. Giờ em lên vũ nữ cho mấy chị nha. Rất là rẻ cho mấy chị, chỉ có 150 ngàn cây thôi. Giá nó cũng y như cũ cho mấy chị là 150 cây vũ nữ hoàng hậu. Em bán với chị 150 ngàn vẫn giữ giá vườn cho mấy chị hết mức tối đa luôn. Và cũng luôn cam kết với khách hàng với một cái mức giá 150 ngàn thế này. Mấy chị mua ở nhà vườn nào mà được những chậu thế này được giá 150 nha. Em cho mấy chị coi mặt bông của vũ nữ hoàng hậu đây. Vũ nữ hoàng hậu em đang bán cho mấy chị là lô vũ nữ hoàng hậu xanh. Vỏ bông nó dài trên 1 mét. Hoa thơm và vắt bông thành chùm. Và thường vũ nữ hoàng hậu kia cho bông. Nó kéo dài khoảng 3 tháng. Xe hoa.
và bông của nó trên 100 bông. Nó khá là dài bông nha mấy chị. Hoàng hậu này được con gái nha. Củ to đẹp lắm mấy chị, vừa chơi lá vừa chơi bông. Người ta chơi cả một kiển của nó rồi mấy chị coi nè. Không em lúc nào khi mà cầm bán phụ nữ hoàng hậu nè, em nói mấy chị nhà vườn nào cầm được cây phụ nữ hoàng hậu này bán 150 rẻ hơn. Thật sự em sẽ không bán phụ nữ hoàng hậu nữa cho mấy chị. 150.000 một cây phụ nữ hoàng hậu. Bao nhiêu ta? Em cho mấy chị coi phụ nữ hoàng hậu nè. Nó làm bông cực đẹp, xiên bông lắm khách ơi, và chị chơi đi. Giá em bán ra khách hậu hoài gì. Mà lâu lắm rồi em ngưng hoàng hậu em dưỡng cho nó, tới giờ mới lên lại hoàng hậu cho mấy chị. Đây. Em cho mấy chị coi mặt bông của phụ nữ hoàng hậu đây. Phụ nữ hoàng hậu khi mà nó làm bông, nó vào bông nó kéo dài thế này cho mấy chị. Xiên hoa nha, khá là bền. Đây là cây phụ nữ hoàng hậu khách của em chăm nè. Mua ba cây về ghép vô chậu nhảy bụi lớn khủng khiếp như thế này cho mấy chị nè. Phụ nữ hoàng hậu dài bông nha, không phải đơn giản là phụ nữ hoàng hậu mà nó dài bông thế này đâu mấy chị. Bản chất của nó là dài bông. Bản chất của nó là dài bông. Em sẽ cho mấy chị coi mặt bông của phụ nữ hoàng hậu nâu. Nó cũng giống như thế này nhưng mà em không có màu nâu. Em không có màu nâu cho mấy chị, chỉ có màu vàng xanh thôi. Mấy chị coi nè. Cái chậu này được vinh danh trong triển lãm hoa lan quốc tế đâu mấy chị. Em cho mấy chị coi cái chậu phụ nữ hoàng hậu nâu. Đẹp tuyệt vời. Đây là màu nâu. Đây là màu nâu, nó cũng giống như là phụ nữ hoàng hậu xanh. Nhưng mà nó là màu nâu. Màu nâu này em chưa có giống. Màu nâu này chưa có giống. Nhưng mà giống trồng rất là lâu. Nên là cũng không có nhập được cho mấy chị. Đây là màu nâu nè. Màu xanh cũng như màu nâu nè. Mấy chị coi nè. Một chậu phụ nữ nè, nó dài bông thế này cho mấy chị nè. Mấy chị coi nha. Xanh hay nâu gì cũng vậy, nó đều dài bông như thế này hết cho mấy chị. Cực kỳ dài. Em nói nhiều khi nói khách muốn nhỏ này nó đều làm gì phụ nữ mà cho tới 100 bông. Mà làm gì phụ nữ mà dài trên mét cho mấy chị. Không có đâu nghe mấy chị ơi. Khách trồng vẫn trăm vào bông dài bình thường. Khách trồng vẫn trăm vào bông dài bình thường chứ không phải là lấy ảnh qua mạng gì đâu nha. Nó hoàng hậu 150 cây. Nào bán cái này cũng nói khách là em bán mấy chị 150 mà chị mua chỗ nào mà rẻ hơn 150 mấy chị kiếm em. Phụ nữ hoàng hậu á. Thiệt nhiều khi bán phụ nữ hoàng hậu rồi mấy chị với mức giá 150 nhiều khi thị trường không dám bán ra phụ nữ hoàng hậu, trừ khi người ta dưỡng cái lớn người ta bán mấy chị. Chứ người ta không dám bán cho mấy chị với mức giá là 150. Tại vì em bán cho mấy chị 150 hết rồi. Em bán mấy chị 150 là thị trường rất là khó bán cho mấy chị với mức giá sẽ cao hơn. 150 là rẻ lắm, hàng là thị trường từ 200.000 đó lên. Nếu họ không bán phụ nữ, chứ mà họ cầm cái cây này cho mấy chị về bán 150 là đảm bảo với mấy chị thà không bán. Đó, chốt cho chị. Chốt coi ba cây liễu 900.000 cho chị Minh Châu nha, chốt này chị Văn Anh Khu 150 nè. Coi nữa chị coi phụ nữ hoàng hậu nó đẹp đến mức độ nè. Củ lớn nha. Củ lớn nè. Cây lùm và rất là đẹp cho mấy chị. 150.000. Hàng này mấy chị muốn lùm khủng nó ghép về hai chậu với nhau. Hai chậu hoặc ba chậu với nhau về nó nhảy con rồi cho mấy chị khỏi nói. Chơi vụt chơi lá và chơi bông. Chơi được lá và chơi bông nha. 150.000. Nè. Mấy chị coi là 150 một cây phụ nữ hoàng hậu và củ lớn. Hàng này củ lớn cho mấy chị nha, trồng lâu lắm rồi. Trồng lâu lắm rồi mấy chị coi nè. Bông cái củ nó rất là to nha, không phải là còn là củ nhỏ nữa. 150 một chậu. 150 một chậu giá là khá là mềm nha mấy chị. Hàng này cây lớn hết trơn rồi. Cái này mà càng lùm càng đắt tiền. Cho Nguyễn Cao Minh Châu cây hoàng hậu cho mình 150. Nên bữa đi ra chậu nhìn thấy mê đúng không? Cây thật sự mấy chị bán giá mềm lắm, mấy chị cứ yên tâm đi, yên tâm đi. Không có mua được chỗ nào với mức giá mà 150 một cây nữa đâu. 150 một chậu phụ nữ hoàng hậu cho mấy chị và củ lớn nha. Mà nó thật sự mấy chị nó đẹp vừa cả cái lá đâu mấy chị, chứ nói gì. Đẹp về cái lá cái củ cho mấy chị nữa. 150.000. Nó phụ nữ hoàng hậu cho mình là 150. Mấy chị nên nhớ liền em chút phụ nữ hoàng hậu, chút kim đơn em nha. Nè bán tại vì bán mấy chị có 150 nha. Cho chị dưa hấu cây phụ nữ hoàng hậu, chị dưa hấu nè. Cảm ơn chị dưa hấu nha. Nè. Củ to cho mấy chị. Mà nó lùm như thế này nè. Mấy chị chơi sướng không? Có 150 một cây à. Giá rất là mềm nha. Cho chị Nguyễn Sơn Tuyết Hồng cây nha. Nguyễn Sơn Tuyết Hồng. À cho chị Amirum một cái củ to cho chị nè. Nó thì thấy không? Rất là đẹp nha. Bởi vì nhiều khi em bán 150 mấy chị sẽ thấy nhà vườn ít bán phụ nữ ra. Thì người ta bán mà cầm, thì em bán mấy chị với 150 rồi. Nên là nhà vườn họ cầm ra 150 rồi họ bán không được. À cho Nguyễn Hằng Anna một cây 150, chị Nguyễn Hằng Anna nè. Nguyễn Hằng Anna cây phụ nữ 150. 94. 150.000 một cây phụ nữ thôi nha. 150.000 một cây phụ nữ hoàng hậu cho mấy chị. À Amidum á, đôi á. Cây bà liễu 900 có ngồng em bán rồi, còn cây 800 thôi. Còn cây 800 thôi nghe mấy chị ơi. Cây 900 em bán mất tiêu rồi. Cho Tím Hoa cây phụ nữ gặp đơn cho Tím Hoa. Tím Hoa cây phụ nữ gặp đơn cho mình 150. Mấy chị coi nè.
đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Đây hiện tại em đang bán mấy chị không có cây có bông nha mấy chị ơi nè. Coi nè, cụ lớn cơ luôn, khủng khiếp luôn. 150.000 cây vũ nữ hoàng hậu nè. 150.000 một cây nha. Ok, tiếng Hoa nhớ lên địa chỉ giúp em nha. Nè, xuất sắc hơn mấy chị. Phụ nữ này hoa bền. Khi phụ nữ cho bông thì trên một cái vòi bông của nó, bông nó là dạng chùm. Một dạng chùm bông nó vậy, giống như là một chùm nó tỏa ra khoảng 3 đến 4 bông, xong rồi nó kéo dài. Khi bông hoàng hậu nó cho bông là khích bông. Hoa thơm, mùi thơm rất là ngọt và rất là bền bông. Ở cái này chị Nguyễn Xuân Tích Hồng đang cầm. Màu là 4 nổi. 150.000 một cây phụ nữ hoàng hậu. Giá bao rẻ nhất thị trường của mấy chị về phụ nữ hoàng hậu bán ra. Nếu mà thị trường có bán mấy chị từ khoảng từ 200.000 một cây đối với những cây thế này. Khoảng từ 200.000 một cây. Bán này cho mấy chị là bán giá sỉ ra đó. Bán giá sỉ ra cho mấy chị nghe. Chứ không phải là giá bán lẻ đâu. 150.000 một cây phụ nữ hoàng hậu nha. Anh chị nào có chốt thì chốt 150 giùm em. Trăm năm chục ngàn. Chốt này chốt 150 giùm em phụ nữ hoàng hậu. Cây nó làm giả mang rợ luôn á chứ. Xả cây nắng đen 230, lấy cây nắng đen 230 ra, lấy cái hoàng hậu đơn vân kim trung. Đây mấy chị coi nè. Nó rớt cái chậu, em bỏ chậu vô cho mấy chị nha. Bổ rễ cực kỳ xanh và mướt cho mấy chị. 150.000 một cây vũ nữ hoàng hậu nè. 150 nha. Chốt hoàng hậu, chốt 150 giúp em cây vũ nữ này. Cây nè. Cây rất là khỏe cho mấy chị nghe, 150. 150 cây vũ nữ hoàng hậu. 150. Chốt hoàng hậu, chốt 150 giùm em. Em còn được cây nắng đen 230 nha mấy chị. Chốt cây nắng đen cho chị Long Nguyễn Bích cây hoàng hậu nè. Đây, đây là cái cây nắng đen cho mấy chị 230.000, còn được một cây nè. Anh chị nào có chốt nắng đen chốt 230 giùm em, quá trời nước của bông luôn khách ơi. Quá trời nước luôn. Tiếp tục lên cho tiếp cho mấy cây phụ nữ hoàng hậu nè. Có 150 trên cây thế này. Giá nó khoảng rất là rẻ không mấy chị. Có 150 trên cây à. Trồng rất là lầm cho mấy chị cực đẹp, đảm bảo mấy chị hàng này về. Khi mấy chị trồng sẽ còn nhảy bụi nhiều hơn như thế này nữa. Nhảy bụi nhiều hơn như thế này nữa cho mấy chị nha. 150. Em còn liệu 800, không còn liệu 900 anh riêng công trứ ơi. Ở trong đây còn một mớ thôi nha, cho tiền đi luôn á. Dạ để nắng được nha mấy chị, hàng này để nắng được. Tại phụ nữ này nó là dòng cây ưa nắng mấy chị ơi. Phụ nữ này nó là dòng cây ưa nắng. Bò vàng em hết rồi. Nhưng mà để còn mấy cây nắng lớn này nè mấy chị, để em ra nắng lớn này cho. Cho chị Vi Thảo hai cây phụ nữ, chị Vi Thảo nè. Vi Thảo hai cây phụ nữ, chị Vi Thảo nè. Cây đẹp quá trời đẹp luôn á. 150 cây hoàng hậu nha. Em cho mấy cái cây là của khách chăm luôn mấy chị, chứ không phải là của em chăm gì đâu nha. Em cho mấy chị coi cây phụ nữ khách chăm luôn nè. Hình hồi nãy em đưa mấy chị là coi hình khách chăm á, chứ em cũng có lấy mặt mẫu đâu. Nè mấy chị coi nè. Về ra cái chậu lớn ở nhảy khủng khiếp luôn. Nó khách nào trồng chậu nè, khách cái này là của cái nè, trồng về ra trồng chậu xứ đó mấy chị coi nè. Bông nó cực kỳ dài, vỏ bông này là 1.2 nè. Hoa rất là thơm nha. Về nó nhảy bụi lắm mấy chị thấy gì, cái bụi này về nó nhảy bụi lớn lắm. Nó đây là phụ nữ hoàng hậu cho mấy chị nha. 150 cái chậu này. Anh chị nào chốt cái chậu này chốt 150 giùm em. 150 lan phụ nữ hoàng hậu nha, cái này là của Vi Thảo hai cây. Vi Thảo hai cây, 150 giùm em nha. Nó cây lớn cho mấy chị và rất là lầm. À, ok tiếng Hoa có địa chỉ, ok chị. 150.000 cây phụ nữ hoàng hậu rồi nha. Rồi em sẽ lên cho mấy chị mấy cây có hoa để chơi. Lên mấy cây có bông đi, mấy cây vàng, mấy cây đỏ, mấy cây tím á. Mấy cây cao cao á. À cây cao cao gốc ghi có bọt. Ê. Cao Minh Châu đã cây cầm. À em còn được bò ba màu, còn được hai cây mấy chị. Bò ba màu cái này là em bán hết rồi mà do khách gọi không nghe máy xả. Quá trời nó đẹp khách ơi. 150. Còn sót được cây bên cam nè. Còn được cây bên cam cho mấy chị chiều. Chiều bà Trang bà đó quá trời, bà ráng kiếm cho bà cây. Nè nó nằm trong góc không có, cái gì khách kiếm thì không có mà nó lẳng trong góc nè. Bezula cam hoa tơ 150. Đi là bên cam 150 nha. Chị Phương Phương chị chốt cái cây này cũng gạch ra luôn. Phương Phương.
Hương chuyển khoản luôn, cả cây bên cam luôn mà không có gặp ra luôn. Nè, cây này nghe, có cây bên cam cho mấy chị hoa thơm nè, 150.000 cây bên cam này. Chốt bên cam chốt 150 giúp em nha. Bên cam nè, bên cam 150 giùm em. Bensura cam này á, là dòng để đô nắng thơm. Còn sót được một cây bên cam cho mấy chị. Nó, bên cam này cắt vào bông mà sẽ nó ra nhảy tiếp vào bông khác nữa, cho mấy chị cứ cắt ra bông khác. Bên cam chốt chị Văn Ly. Em lên cây bò ba màu nè, bò ba màu như em còn được hai cây á, hai cây ba cây mấy chị là gọi khách cũng nghe máy á, rồi xả ra. Ở trên đây có một cây thì một trăm rưỡi, bò ba màu 150 một cây mấy chị. Nè cái chai liễu 800 nè, liễu 800 rất là lùm nha và thân cao đều hết trơn luôn. Đây chậu liễu 800 này cũng đang có bồ hai cho mấy chị chơi nha. Và thân cao đều rất là đẹp, mầm gốc đang bật rất là nhiều, mầm gốc đang dưới gốc luôn cho mấy chị. Chậu bà liễu là 800 nha, liễu 800 cực đẹp luôn, size phi 50. Hàng này chỉ về trồng thôi chứ không có cần phải ra chậu nữa. Đây, đây là cái cây bò ba màu cho mấy chị. Bò ba màu, bò ba màu là 150 nha. Hồi chiều khách chốt cũng có khách ơi thiệt. À cho Duy Vũ hai cây phụ nữ hoàng hậu nè, thì khách chốt cũng có, còn khách không có gáy thì còn nghe máy, không nghe máy. Chi Vũ hai cây phụ nữ hoàng hậu cho mình là quá đẹp luôn. Lên thông tin giúp em nha. Đây cái này là cái bò ba màu cho mấy chị cực đẹp. Bò ba màu hôm nay em có hàng chậu lớn cho mấy chị và có bông rõ ràng cho mấy chị nhìn luôn. Chỉ có 150.000 cây bò ba màu, đã chơi bò tím, bò hồng, bò vàng thì nên chơi bò ba màu nghe mấy chị ơi. Tại đây là cái mặt bông mà nó có hội tụ cỡ ba tông màu đẹp nhất trong tất cả các loại bò. Mà xiên bông cực kỳ. Bò ba màu chốt chị Bùi Cát một cây. Nhớ ngân hàng của chị có hai đơn tới cái gì là Bùi Cát ở trên thủ. Mai trên thủ nhà hàng em sớm nha. Bùi cục nó ra làng ở sớm đây kìa. Đây, tiếp tục cái cây bò ba màu này cho mấy chị nè. 150.000 một cây bò ba màu nha. Sắn rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Em mới cho mấy chị coi cái video để mấy chị nhìn cho nó rõ bò ba màu. Cho chị Văn Ly cái bò ba màu, chị Văn Ly 37. Em cho mấy chị coi cái bò ba màu đẹp lắm. Còn được cây nữa hả chị? Nhìn rõ cái kỹ cái bông nghe mấy chị. Mấy chị nhìn rõ vô cái bông. Qua em bán hết rồi mày gọi khách không có nghe máy á. Đây nè, đây là mặt bông của bò ba màu cho mấy chị coi nè. Nè cánh nó rõ rệt như thế này cho mấy chị, xuyên bông cực kỳ, xay hoa rất là dễ chơi. Mà cái dòng này là mới phát bông bối cho mấy chị nên là cây của mấy chị về phát những đợt bông sau là ok hết. Đó, nó khá là dài bông nha, đây là mặt bông nó nở tung té hết cho mấy chị nè. Nó chuẩn màu cho mình, lúc mới nở có bò ba màu là màu cam cho mấy chị, xong chuyển sang vàng cam, xong chuyển sang rõ rệt ba tông màu cho mình. Mấy chị coi bò ba màu nè, xuyên bông cực kỳ và cánh nó xoắn rất là đẹp luôn nha. Nó pha có chút vàng nghệ chút cho mấy chị. Nè, mấy chị coi cái cây bò ba màu nè. Đẹp ghê không? Đó, cánh bông rất là rõ đẹp cho mấy chị nè. 150 một cây nha. Di Vũ có hai cây phụ nữ hoàng hậu đó nghe. Em lên cho qua chị Quỳnh nghe hai cây bò ba màu chị Quỳnh nghe. Lấy cho em cái cây nụ bên kia. Ê cho chị Quỳnh nghe hai cây bò ba màu chị Quỳnh nghe nha. 150 một cây. 150 một cây chị Quỳnh nghe nè, hai cây chị Quỳnh nghe nè. Đẹp, này đẹp lắm. Hết luôn hả? Mê lắm chứ, bộ màu này em cũng mê dữ lắm. Tối qua lấy ba cây xinh kìa, thiệt là đau lòng ha. 150 nha, 150 cây bò ba màu cho mấy chị nè. Cây là có nở có rụ nghe mấy chị ơi. Ngọc Thúy hả? À? Ai nhớ rồi. Trời, cây thứ hai cây khác đây, cây lầm mà. Trời, cái cây đó mà anh còn chê nữa anh Duy Vũ. Duy Vũ ghé đúng không? Anh Duy Vũ ghé đúng không? Mai ghé là lựa. Mai ghé lựa. Cây 150 giùm em cây bò ba màu rồi nghe mấy chị. Cái này là có nở có nụ, nó chưa có lên hết bông nha. Nó lên nó còn đẹp dữ nữa đó mấy chị. Tầng bông của bò ba màu nó nhảy vào bông liên tục cho nó lá. Đổi chị cây lá hay vàng hả? Cây nào lá vàng trời? Không phải lá vàng đâu. Có cái lá của nó sập cân đó chị, chứ không phải lá vàng. Lấy cho chị coi. Đúng rồi, có con cây lá sập cân gân đó chị, xinh xanh đó. Tím Huế không có hàng chị ơi. Nè cái cây này không phải bị lá sập cân, đỡ cây này cho chị đi. Nè, chị thấy không? Nó đâu phải là bị bệnh gì đâu nghe nè. Chị biết sao cây là thiếu diệp lục? Do những cái cây cao
cái cây cao ở trên đó nó che nắng bớt nên là những cây này không có đủ xanh, không đủ xanh cho mấy chị, nhưng mà cây này lùm rất đẹp luôn nè. Đó, em có rõ chị rồi nghe. Thì chị shop ở Sài Gòn thì chị em có để trên livestream cho mấy chị. Cây đẹp lắm á, không phải bị gì đâu, yên tâm đi. Cho chị Văn Ly thêm cây này gộp đơn, chị Văn Ly 150 gộp đơn. Còn được hai cây nữa là em hết mấy chị ơi. Còn được hai cây bò ba màu nữa là em hết nè. 150 một cây luôn cho mấy chị nha. Xong lên vàng. Xong bây giờ lên màu vàng, màu tím ở các kiểu cho mấy chị nha. Đó. Trời tưởng gì anh Duy Vũ anh ghé lấy mình còn sợ gì nữa, Duy Lột Vũ. Đó. 150 giùm em cây bò ba màu được giùm em mấy chị ơi. 150. Còn được hai cây nữa nè, về mấy chị ghép với nhau mấy em mấy chị. 150.000 một cây bò ba màu nghe, còn được hai cây có 150 nha. Giá mềm cho mấy chị dễ chơi nha. 150.000. Đó. Cái này là chỉ là bông bối thôi nghe mấy chị, chứ mà đặt bông của nó còn đẹp dữ nữa kìa. Xiên bông mà khách bền á, thiệt công nhận nó bền. Nó công nhận nó bền. Rồi, lên cho mấy cây vàng ấy. Ừ, vàng đó cũng được. Em lên cho mấy chị mấy cái cây vàng. Vàng này hôm nay nó có giá rất là rẻ mấy chị, cũng không phải rẻ đâu. Mà tại tự cái này cho trà trần một cây à. Lên thông tin giúp em với trà trần ơi. Còn được cây bò ba màu cuối cùng cho mấy chị nha. 150 giúp em. Gói chiều đó mà chắc gọi không nghe máy nên tháo ra nè. Này là gói hàng luôn rồi nè. 150 giùm em cây này nha. Đó. Nè, gói luôn rồi. 150 giùm em. Tắng cái gốc nó hết rồi mấy chị, đang có nhú ngọc lên nữa nè, thân cao đẹp cho mấy chị nha. 150 bò ba màu. Rồi lên cái vàng này cho mấy chị nè. Chớp với chị Hiền Nguyễn gặp đơn, cảm ơn. Đây. Vàng để đổi trong tông. Hàng lúc nào về cũng 170, 180 cây hết, bán mấy chị 160 cây vàng để đổi trong thông nha. 160. Hàng mới về hàng đẹp cho mấy chị luôn nè. 160 vàng rực luôn. Trên đó có một cây có cái cây có bông mới cho mấy chị. 160.000 nha. Đó. Cây quá trời đẹp luôn chứ nói gì mấy chị. Nở ra cái là thấy không? Thấy mê man luôn mấy chị ơi. Nè. Rất giá rất là mềm cho mấy chị nghe, vàng lại đỏ trăm thông hoa thơm. Hàng này về toàn 170, 180 không nè. Anh chị nào hay coi like em mấy chị biết. Để mấy chị 160.000 một cây nha. 160 một cây vàng lại đỏ trăm thông. Em một khoảng hai cây này ghép vô chậu đẹp chị rồi. Lấy gặp đi mấy chị ơi. Về ghép vô chậu này nhìn mê luôn nè. Nhìn mê luôn á. 160.000 cây vàng lại đỏ trăm thông nha. Hàng chậu lớn luôn cho mấy chị hết rồi. Đang làm bông cái này là nở ra rực kìa. Cái màu này quá trời ngọt luôn rồi khách. Cái màu này là cái màu truyền thống ở chơi hoài chơi không chán. Lúc nào cũng có bông mà xiên bông cực kỳ luôn. 160.000 một cây vàng lưỡi đỏ trăm thông. Anh chị nào có chốt vàng lưỡi đỏ trăm thông chốt em nha. Hai ngồng hoa đó. Cây đang có hai ngồng bông á mấy chị. Chị trần lên thông tin giúp em nha. Có được hai cây bò và hai vòi thôi đó. À, chị chốt một cây rồi, cái chị Huyền Nguyễn chốt một cây nữa đó nha. Anh, cái này nó có nụ nữa. Anh chị muốn thích cái nụ lấy. Ok chị trần nè coi nè, mấy chị coi mặt bông của nó nha, thực tế luôn, khỏi lấy bông mẫu coi mấy chị ơi, bông mẫu còn đẹp hơn, bông mẫu chụp dưới nắng nó rực hơn mấy chị, nó vàng rực hơn một chút, vàng rực hơn. Thằng này nó bông bất trị lắm, dòng này thằng này những cái dòng này làm bông bất trị cho mấy chị lắm. Có 160.000 cây à, 160 mà dễ chơi nữa, hoa xiên hoa hoa quanh năm, vàng lưỡi đỏ trăm thông hoa thơm nha. 160 giúp em, có chốt vàng lưỡi đỏ chốt em nha. 160 em lên cho mấy chị mấy cây vàng thơm. Vàng thơm, vàng rực luôn. Cây này chiều chị Trang chứ không hỏi nữa nè. Cái này cho chị Văn Ly một cây, chị Văn Ly nè. Văn Ly một cây. Vàng lưỡi đỏ đang nụ đúng không? Ok Lê Trâm Anh. Lê Trâm Anh lấy cây đang nụ cho mình nè. 160 cho Lê Trâm Anh nha. Lê Trâm Anh 160.000 đang vào nụ cho anh nha. Đây đang nhú ngồng lên nữa nè. Lê Trâm Anh. Anh chị nào thích lấy nụ lấy, cũng có vào nụ cho mấy chị. Đó. Đang nụ cho mấy chị nghe, 160. Em cũng thích nở đó chị Vân Ly. Chị chứ nở em mê lắm. Nụ đợi chờ không không là hạnh phúc. Đây, cây là 160 nghe, vàng lưỡi đỏ trăm thông rồi. Còn được cây vàng thơm hay còn kêu mấy chị hay còn kêu nó là thông chay gon đó mấy chị, thông chay Zalo, đúng rồi thông chay Zalo cho mấy chị. Nhưng mà cái này còn rực hơn cả thông chay Zalo nữa. Cây này nó là 180.000 một cây. Em bán mấy chị 170 còn được hai chậu sót lại. 170 một cây vàng thơm nha.
em kêu nó vàng thơm, còn một số nhà vườn kêu nó là thông chai yellow, tại vì nó là vàng vàng, vừa thơm nồng vừa màu vàng rực cho mấy chị. Thằng này xuyên bông cực kỳ, chỗ bông nó rất là dài, chịu nắng tốt cho mấy chị, gần như là chế độ là cho bông qua năm, xuyên hoa rất là dễ chơi, kể cả anh chị nào miền Bắc, miền Trung, miền Nam mình chơi cái dòng này cũng rất là dễ. Thì cái này em bán hoài, bán cháo mấy chị, 170 chị Văn Ly nè, khách rất là chuộng và rất là dễ chơi, mà nó làm bông mà nó lên cái màu vàng rực cho mấy chị dữ lắm luôn nè. Cây này quá trời mập luôn nè mấy chị coi nè, cây nó mập nè, đang phát vòi nha, cây nó mập và thân nó nù thế này cho mấy chị, lá nó xếp rụt thế này cho mấy chị luôn nha. 170.000 cây này rất là cao, cây này trồng lâu lắm nè mấy chị ơi, thân thủ rất là mập luôn nè. 170.000 cây vàng thơm này, chốt này chốt 170 giùm em nha, 170.000 nè. Em cho mấy chị coi cái chậu tôm chay Zalo này, nó vàng, nó cũng không đến mức độ mà nó vàng giống cái cây của em, cây vàng của em là nó vàng hơn nữa. Nè mấy chị coi cái cây thông chai Zalo nè, đẹp lắm nè. Cái vàng của em cũng còn đậm hơn mấy chị, đậm hơn cái này một tông màu nữa, đậm hơn mà nó xiên bông lắm nè. Cây mấy chị trồng càng lâu càng làm bông dữ đó, đẹp lắm khách ơi, mà thơm cực kỳ chứ. Chốt cho chị Yên Nguyễn 170, em cảm ơn ạ. Đây còn được cây này nữa nè mấy chị ơi, cây đang nhú à, đang nhú mùa hoa cho mấy chị. 170.000 cây vàng thơm nha, 170. Cây đang nụ và lùm, cây trên đây nè. Đang nụ và lùm cho mấy chị 170 nha. 170.000. Em lên cho mấy chị cái cây này nè. Cái cây trắng này nè mấy chị, em có được một không? Đúng rồi chị Nguyễn, cây cao có để cho chị cây cao rồi nha. Anh chị nào có chốt cái này chốt 170.000 giùm em nha. Em cho mấy chị coi cây này được có một cây một cái gì à? Cái này là cái cây hả? Cái cây là cái cây trắng xưa, làm bông rất là nhiều. Có một cây một à, mà dạng như trắng xanh đó. Một số mấy chị còn kêu nó là nắng 4, nắng 5N mấy chị. Trắng 5N hoa thơm đó. Mà cái dòng này lâu lắm rồi nè. Mặt bông dục đâu không biết. Đẹp lắm. Nó đây. Đây nè. Kỹ ra còn kêu rất là nắng 5N rồi mấy chị. Nắng 5N có một cây một à. Cây này 170 cho mấy chị nè, 170. Mấy chị coi mặt bông của nó nè, sức thần. Mấy chị đừng có chơi màu trắng nghe, trắng hiện tại đang rất là hot trên thị trường đó mấy chị. Màu trắng đang rất là hot trên thị trường nè. Đây cây 170 có một cây một mấy chị. 170 giúp em cây trắng này nè. 170. Đang làm bông cho mấy chị nha, 170 có một cây một. 170.000. Có chốt cái trắng này chốt 170 giùm em. Nay cục kêu nó là trắng 5N cho mấy chị. Cho chị Thu Huyền một cái trắng nè. Em không biết chị ơi, ráp thu nhiêu là 170.000. Ráp thu nhiêu là chị trả nhiêu nghe, mai bút ráp mới biết được nha chị. Chứ giờ là không có biết được luôn á. Lấy cho cái cây xanh đây. Cây xanh này có bông nè. Đây. Đây. Cây xanh này là xanh bích quốc dân này là 100.000 mấy chị. 100.000 gặp đơn nha, xanh bích quốc dân. Chốt cái chậu này chốt 100.000 gặp giùm em nha. Dạ ship Vũng Tàu, ship có toàn quốc luôn nha mấy chị ơi. Vũng Tàu đâu cũng em cũng ship hết trơn á. Ship có toàn quốc cân ký tính tiền mấy chị ơi. Tùy theo đơn hàng mấy chị mua bao nhiêu tiền cân ký quy ra tiền phí ship. Chứ không biết được thấp nhất mà tiền phí ship thấp nhất của một đơn hàng là 35.000. Hấp nhất của một đơn hàng là 35.000. Cây xanh bích quốc dân này là 100.000 giùm em. Xanh bích quốc dân. Cái dòng này là bông huyền thoại cho mấy chị nè. Xanh bích.
Nè, cho mấy chị coi mặt hoa của xanh bích quốc dân nè. Thằng này là bông huyền thoại, còn nhiêu được mấy chậu á. Có 100.000 cây mấy chị nha. 100.000 cây xanh bích quốc dân nè. Đây, đi một cặp đi mấy chị cho nó rẻ. Về mấy chị ghép vô chậu lớn cho nó đẹp. Xanh bích quốc dân, cái mặt bông huyền thoại luôn, dễ chơi lắm. Có 100.000 cây luôn nha. Chậu sẽ lớn nè. Chốt cái này chốt 100.000 giùm em mấy chị. 100.000. 100.000 giúp em nha. Mấy chị nào muốn gửi gấp sơ sớm thì inbox vào Messenger em nghe chị. Nhiều khi nói em bên trai em cũng có nhớ được đâu. Mấy chị cần gì gấp á, nhắn tin vào Messenger để bên mai bên em hỗ trợ cho. Chứ còn mà nói đây thì em không có giải quyết được. Em không có nhớ được đơn hàng mấy chị đâu. Đây, 100.000 một cây xanh bích coi cho mấy chị luôn nha. Có chốt xanh bích chốt em, 100.000 cây. Đang có bông cho mấy chị chơi nè. Đang có bông cho mấy chị chơi nha, 100.000 một cây. Em lên cho mấy chị một cây tím, đậm lè đậm lép con cây một à. Con cây à, cây là cây tím sọc 150, cây tím sọc là 150 cây. À, màu này giờ cũng khang luôn. Cây tím sọc là 150 cây, hàng chậu lớn cho mấy chị nha, 150.000. Cây là cây lùm nhiều thân, tím sọc bông lớn cho mấy chị, 150 cái chậu này. Hay chị nào có chốt chậu này chốt 150 giùm em nè, 150. Đang phát vô hoa cho mấy chị luôn nha. Hai chậu 100.000 cho chị Lê Ngọc và Lan nè. 100.000 cây xanh bích quốc dân. Cây là 150 cây nha. Xanh bích quốc dân rẻ quá mấy chị ơi, có 100.000 cây à. Màu này chơi bông rất là dài cho mấy chị và xiên bông cực kỳ. Thích mới. Lê Ngọc Lan lên thông tin giúp em nha. Có 100.000 cây xanh bích nè. Dễ chơi lắm mấy chị ơi. Mà mấy chị coi bông bói của nó dài bông đến mức độ thế này nè. Rồi 150 chị Văn Ly gộp đơn cây tím sọc. 2 cây. 37 Văn Ly 1 cây. Đây. Xanh bích 100.000 một cây nha, chắc còn được có 3-2 bạc cặp gì đó mấy chị ơi, là hết luôn rồi đó. Văn Ly cây 150 trên đây. À, Văn Ly hả? 37. 37 là cây hồng sọc của Hồn. 150. Cặp này là 200.000 nha. Xanh bích quốc dân cặp này là 200.000. Cây chốt lên like sao thì em gửi trang gì cho chị. Chị có muốn nhu cầu coi là cây thì móc sớm vào Messenger trước 9 giờ để mai bên em chụp hình cho mình. Cặp này là 200.000 nha. Anh chị nào có chốt còn xin mấy quốc chân chốt 200.000 giùm em. Đang có bông về cho mấy chị chơi luôn. Thằng này về ghép chậu cho đẹp mà bông khá là bền. Có 100.000 cây xanh bích cho mấy chị nè. Nè bông mó mà nó dài ghê không. Rồi lên cho cái bông này nữa nè. Có mấy cây tím à, tím Huế kìa. Ờ đúng rồi. Tím Huế. Cây này bao nhiêu bông bông đây trời. Cái này là cái cây tím Huế nè mấy chị. Đây, đang phát vòi cho mấy chị, lên địa chỉ giùm em chị Ngọc Lan ơi. Đổi đi chị, đổi cây. Lên địa chỉ giùm em mấy chị. Đây, cây tím Huế xưa cho mấy chị nha. Cây này hiện tại đang có được 1, 2, 3, 4, 5 phải không? Có chốt cái này, anh chị nào có chốt cây tím Huế này chốt 150 gộp đơn nha. 150.000 gộp đơn tím Huế. Cây tím Huế là 150, nó sắn dữ lắm, sắn mấy chị ơi. Cái bông này gượng tàn là chưa có chuẩn nè. Bông này gần tàn nó gục cái bông lên cho mấy chị nè. Còn mấy cây đang nụ nha. Khách mới lên địa chỉ giùm em, tranh thủ giùm em mấy chị. Cây là 150 giùm em cây tím Huế. 150 chốt chị Thu Hèn. 83 tím Huế 150. Nè tiếp tục cái cây tím Huế này cho mấy chị nữa nè. Mầm tơ đang lên luôn 150. Em để chị Long Nguyễn Bích cái cây này cho chị Long Nguyễn Bích nha. 2 ngọn nhưng mà ngọn cao đều đẹp cho mình luôn nè. Còn được cây tím Huế thôi mấy chị coi nè, cây thân rất là đẹp nha. Thân cao đẹp mập cho mấy chị luôn 150. Chốt cái này chốt 150 giùm em nè. Đây Ngọc Lan có số điện thoại địa chỉ. Đây, 111. Cây nó mập như cây mía luôn nghe mấy chị ơi. 150.000 cây này lùm luôn nè. 150. Mặt hoa của tím Huế đây em còn được một cây cho mấy chị nha. 150 giùm em mấy cây này. Chốt tím Huế chốt em 150. Thằng này rất là bền bông và nó sắn. 150 cho chị Ngọc Thu. 112. Đây. Cái cây là cây bên trắng hồi nãy em bán mấy chị nè, cây này là 200.000 cây bên trắng nè mấy chị. Đây, cây là cây sơ bên trắng. Trắng là trắng nó tím cho mấy chị và bông cực kỳ dài. Cây này là 200.000. Còn cây được cho sót một cây cho mấy chị nè. Em hết tím Huế rồi. Long Nguyễn Bích xã Du Nữ, mấy chị chốt bằng chế xã đơn giùm em nghe mấy chị. 68 xã Du Nữ.
Đây có cây nắng đen quá trời giờ bao nhiêu. Cây này là 200 ngàn cho mấy chị nè. Cây Sisabin mà cây rất là cao. Cây là 200 ngàn dùm em nha. 200. Bên trắng cho mấy chị 200 nè. Em còn được một cây nắng đen này. Ở đây đang có phát bò bông cho mấy chị. Ở đây đang phát vòi. Và rất là nhiều vòi cho mình. Cây này là 230 ngàn cây nắng đen này. 230 giùm em cây nắng đen này nha. Nè cho mấy chị coi là mặt bông của nắng đen. Nhớ giùm em chịu khó cái thằng này bò bông nó làm rất là dài bông. Trên 1 mét cho mấy chị. Hoa của nó nhỏ nó không có lớn nhưng mà được cái là bông dài. Đây anh chị nào nãy hỏi em mặt bông của nắng đen này. Đây nó. Để cho Quốc Tấn cái cây nắng đen nó luôn nha. Cái gì coi một bông của nắng đen đẹp không? Còn được cây nắng đen nữa cho mấy chị nè. Đây. Đang phát triển về bông. Đây đang nước vòi cho mấy chị nè rất là nhiều nè. Mấy thấy mắt u không? Mắt u nè. Cây này là 230 ngàn cây nắng đen nghe còn được cây cuối cùng. Còn được cây nắng đen cuối cùng cho mấy chị 230. Ở bên đây đang có vòi cho mấy chị nữa nè. Vòi cao nữa đây đang nước quá trời nước luôn mấy chị coi nè. Khủng khiếp thiệt á. Cây này càng cao càng làm ông càng giữ cho mấy chị nữa. 230 giùm em cây nắng đen này nha. 230. Rồi để em lên cho cái cây này cho mấy chị luôn. Cây đồng xanh đó đúng không? Còn cây đồng xanh đúng không? Cây đồng xanh ngay chỗ gốc nè. 230 chị Tú Hèn gặp đơn. Đây em có được một cây nắng rồng xanh. Cây nắng rồng xanh hoa thơm. Cây 150 giùm em cây này luôn nha. Nắng rồng xanh hoa thơm. Đang có vô hoa. Đang có vô hoa cho mấy chị 150 ngàn. Rồng xanh đây khách ơi. Đây cho mấy chị coi mặt hoa của rồng xanh đây. Rồng xanh này 150 nha. Đó, rồng xanh nó khi làm bông cho mấy chị không hề bị rớt lá chân. Bông nó khá là bền và thơm. Em có được cây rồng xanh có bông này cho mấy chị thôi à. Còn cây kia cây hàng lá rồi nó gãy mất tiêu vào bông rồi. 150 giùm em cây rồng xanh này nghe mặt hoa của nó nè. Trồng càng làm càng lên lá xếp đẹp cho mấy chị. Gần như là không bị rớt lá bông. À không bị rớt bông, xiên hoa và thơm nữa. Cây 150 đang có nhú vòi cho mấy chị nha. 150.000 cây rồng xanh này. 150 nha. Còn cái cây nó bị gãy hoa rớt bông. Em bán cái cây này cho mấy chị 120 ngàn gặp đơn. Cây hàng lá 120. Còn cây hàng bông 150 nha. 150 trên Quốc Tấn à. 92. Cây là cây hàng lá 120. Quốc Tấn lấy luôn đi về ghép vô chậu cho đẹp. Nè rớt có mấy bông em tính hàng lá cho mấy chị. 120 ngàn. Cây là 120 nha. Cây lầm luôn nè. Hàng lá cây này là hàng lá 120. Anh chị nào có gặp đơn gặp em. Xuyên bông lắm mấy chị ơi, hoa thơm nữa. Cây là cái cây hai giống cho mấy chị. Vừa là cây chớp ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ hoa thơm. Vừa là cây đồng tiền tím cho mấy chị luôn. Chậu là 150. 150 giùm em luôn nha, cây hai giống. Vừa là đồng tiền tím, vừa là chớp ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ. Chậu này là 150 nè. 150 ngàn giùm em cái chậu này nha. Cây nào cũng có bông hết trơn á. Chớp ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ hoa thơm là cây ở dưới. Còn cây đồng tiền tím là phía trên cho mấy chị. 150 ngàn cái chậu này. 110. Chốt cho Yên Nguyễn nè, 150. Đến hai giống. Cây đồng tiền xanh nha mấy chị, đồng tiền à. Cây này là cái cây âm. Đồng xanh nha, 120 hàng lá, cây lầm. Có chốt là chốt 120 gặp đơn em. Đây có được mấy cây chốt ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ nè. Em lên cái cây này cho mấy chị là cái mặt bông của chớp ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ hoa thơm. Có được mấy cây em bán rẻ cho mấy chị nha. Hàng của nó từ 180 ăn lên luôn mà. Em bán cho mấy chị 160 cây nha. Tầm
Đây, đây là mặt hoa của thằng chớp ba ly vàng, ba ly đỏ cho mấy chị nè. Chớp ba ly đỏ hoa thơm. Nó tia cánh cái bông rất là đẹp cho mấy chị luôn. Bán mấy chị 56 luôn nha. Đây, có mấy cây rồi, em bán cho nó nấy đây. Hay là em chưa về, chưa cầm bán mấy chị cây nào hết trơn nè. Hay là 180 đó mấy chị. Nó là chớp chuẩn ba vàng ba đỏ cho mấy chị nha. 160 ngàn giùm em cây này. Đang có hồ hai cho mấy chị chơi nha. Cây hàng cây lớn luôn, không có còn là cây nhỏ nữa. Nên là về cái hàng này mấy chị chơi. Đồng tiền tím mấy chị, trời ơi đại trà. Dễ lắm chị Thu Hèn ơi. Cây là 160 ngàn nha. Chớp 3 lị vàng, 3 lị đỏ hoa thơm. Thằng này rất là xiên bông. Nó bền. Mà nó đột biến về cánh cho mấy chị. Nên là nó tia rất là đẹp luôn. Có 160 ngàn à. Hàng này mấy chị mua chuẩn giá mang báo bán 180 mấy chị. Đây còn có mấy cây, 4 cây vậy à. Hàng này mới về luôn á. Hôm qua em cũng chưa có kịp bán cái này cho mấy chị nè. 150 giùm em, 160 giùm em nha. Chớp 3 lị vàng, 3 lị đỏ hoa thơm. 160 ngàn. Đang có bông cho mấy chị chơi luôn nha. 160. Cái đó cái gì vậy? Em còn được cái cây rồng xanh này đẹp quá trời luôn mấy chơi. Cây rồng xanh này 40 bông nè. Cháu chị Nguyễn gặp đơn. Ừ. Đây cái cây rồng xanh này nè. Anh chị nào có chốt rồng xanh này chốt 170 cho em nè. Rồng xanh 170. Vậy làm em để cho Lê Tĩnh cái cây rồng, cái cây chớp ba vàng ba đỏ này cho Lê Tĩnh nha. 160 nè, lên thông tin giúp em đi. Cho cây chớp ba vàng ba đỏ cho Nguyễn Xuân Rồng luôn. Nè Nguyễn Xuân Rồng, cây ba vàng ba đỏ cho Nguyễn Xuân Rồng nha, 160. Yên tâm đi, hàng 180 không đó mấy chị. Bán 56 là rẻ lắm rồi. Chị Lê Tĩnh lên thông tin giúp em đi chị Lê Tĩnh ơi. Nguyễn Xuân Rồng 114. Đứa cây này không? Cây này xíu. Cây rồng xanh này là 170 nha, 4 ngồng hoa. Chốt rồng xanh hoa tôm chốt 170. Cho Hoàng Đức cái cây này nè. Cây chớp ba vàng ba đỏ đang nhú hoa bông cho mình nha Hoàng Đức ơi. Nè, đang nhú hoa bông nha. 160 ngàn. Còn được cái cây chớp ba vàng ba đỏ cho mấy chị nè. Đang hai vòi. Anh chị nào có chốt cái này chốt của em 180 nè. Mặt bông của chớp ba vàng ba đỏ chưa có bung hết cánh cho mấy chị nè. Hoàng Đức cho thông tin với Lê Tình. Hoàng Đức lên thông tin giùm em luôn nhanh Hoàng Đức ơi. Lê Trâm Anh lấy cây nụ này 180 giùm em nhanh Lê Trâm Anh ơi. Gặp đơn nè. 180 luôn hả? Còn đường cây 160 đang cho mấy chị đang hé bông. 160 chớp bao vàng ba đỏ hoa thơm đang hé bông mấy chị nè. Không có cây lầm hơn mấy chị. Tại vì nó là dòng chớp đột biến bài lưỡi. Nên là sẽ không có cây lầm cho mấy chị. Nếu là lầm thì không phải nó. Lầm muốn lầm mới ghép hai cây lên chậu cho mấy chị nó mới có lầm, chứ gần như là những cái dòng này nó không phải giống như những dòng khác mà nó nhảy con nhiều cho mấy chị. Đặc thù là cái dòng này nó không quá nhiều con. Thằng Đức lên thông tin giúp em nha. Em còn được cây chớp ba vàng ba đỏ nè. Cây này là đang có hé bông cho mấy chị nghe, 160 cây này luôn. Chốt này chốt 160 giùm em ạ. Có thiên nga không chị? Hết thiên nga. Còn cây vàng tia nè. Em có cây vàng tia này cho mấy chị nè. Vàng tia. Cây vàng tia này là 150, có 1 cây 1 à. Vàng tia đỏ cho mấy chị 150 ngàn nha. Vàng tia đỏ 150. Vàng tia đỏ cho mấy chị 150 cây này nha. Cái chốt là chốt 150 giùm em vàng tia đỏ. Còn được 1 cây nè. Còn được 1 cây cho mấy chị nha. Vàng tia đỏ 150. Đang có bông luôn. 150 chốt chị Văn Ly nè. 37. Hoa xương rồng đổi cây đang cầm. Là cây hoa nở á. Lâu còn được cây nụ á. Nè cái này hoa xương rồng đổi cái này nè. 150. 160 chứ quên. Đổi 160 luôn rồi. Chị giá. Còn đáng 160. À có phải chút bao bao đó hả? Rồi chút sao rồi. Xả cái bằng tiêu chị Vân Ly đi. Vân Ly chút mấy. 37 xả cái bằng tiêu. Mới đem luôn á. Em còn được một cây ba vàng ba đỏ cái nụ á. Chị Vân Ly có lấy không? Nụ lớn á. Y là 114 đổi lấy cây 114 rồi đây.
Nè em còn được một cái cây ba vàng ba đỏ, cây nụ lớn nè. Anh chị nào có chốt cái này chốt 160 giùm em nha. 160 ba vàng ba đỏ nụ lớn. 160.000 nha. Ai tính ra trong đó nó còn thở hồng nữa vậy. Nghĩ gì khỏe không vậy? Hết. Lên cây đó, ông lên cây đó. Trầm này lon bây giờ nó còn kỳ thôi nha chị Bi Thảo. Tại vì cái bông nó nở rồi, nó tàn rồi. Nên nó là bây giờ mắng kỳ cho mấy cái. Tại nó cái giống như là cái cây này có đợt trước có bông không, bây giờ nó tàn rồi. Xả cây xin đến đô 500. Chia lại bộ nhà tuần trước thì năm nha. Hồi nãy nó không có xả sớm giùm em luôn, anh bảo thiệt luôn á. Số 70 lấy cây xin. Mấy chị chốt tại điểm nào mấy chị xả tại điểm đó lúc em nha, cho em dễ bán khách. Khách chốt xả em rất là hạn chế chút đơn á mấy chị. Chốt này chị Văn Ly nè, bao vàng mã đỏ 160. Đưa cái 5 cái nước vô ngoài thơm đi. 37, Văn Ly. Trời ơi, dáng. Em còn được một cái cây 5 cánh trống quốc gia hoa thơm. Cây là 150 cho mấy chị nha. Đang có bông. Hay còn kêu nó là dòng bà Liễu Lai. Bà Liễu Lai hoa thơm cho mấy chị. Kêu nó là che minh quai á mấy chị. Cây là 5 cánh trống chân nè. 150 giùm em cái chậu này. Có chậu màu à. Có chốt thì chốt 150 giúp em nha. 150 giá là khá mềm. Bao vàng bao đỏ hoa thơm nha. Hoa thơm với chị Nguyễn Xuân Rồng ơi. Cây là 150 à. Chốt này chốt 150 giùm em nha. Có một cây à. Nó giá cũng 170 ăn lên, nó không phải 150 đâu, tại để mấy chị 150 luôn. Chốt cái này chốt 150 giùm em nha. 5 cánh trắng quốc gia hoa thơm. Cây đang được 3.000 hoa cho mấy chị ạ. 150 giùm em cây này. Cái cây cao cao á, là cây bà liễu cái gì ạ? Mấy cây Uruguay anh đem mình ra đi. Cây cao đó là cái cây gì? Cao tuốt đằng kia. Em có một cái cây Uruguay xưa mà thân rất là cao. 170.000. Uruguay xưa nha. Cây này mấy chị trồng có 3-4 năm á, chị hỏi em á nha. Nếu mà hỏi em nói với chị là trồng khoảng 3-4 năm nha. Dạ anh ơi, bà Liễu đã chốt khách chốt rồi nha anh Đinh Công Trứ ơi. Cây đó bán rồi thì em bán rồi, chứ em để đây làm gì mấy chị. Đây, đang có vào 2 cho mấy chị nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bông luôn. Cây là cây Uruguay xưa. Trồng rất là lâu luôn rồi nghe mấy chị. Để trồng được cái cây thế này là khủng lắm. Cây là 170 giùm em cây Uruguay này nha. Chốt mày chốt 170 giùm em. Nó là Uruguay luôn á. Cây trồng rất là cực kỳ lâu cho mấy chị nè. 150 giùm em cây này nha. Ok Quốc Tấn, anh Đinh Công Trứ nha. 150, cái quanh 170 cho Memoruan. Còn được 3 chậu. Chậu cao không à. Không còn chậu lùm giống như hôm qua nữa. Đây, 170.000 một chậu nha. Này về mấy chị hay lấy hai cây ghép trong chậu đẹp. Mà hơi bị đẹp luôn á. Dòng này là mấy chị không cần phải sợ bị nắng mưa gì nữa nghe mấy chị ơi. Nắng mưa gì nữa. Đây, cây này anh chị nào có chốt cho em 170.000 cái chậu Ruan này. Còn được 3 chậu, 2 chậu cao đều và 1 chậu cao rất là cao. Nó hơi thân một chút cho mấy chị. 170.000. Rất là nhiều bông luôn nè. Uruguay là làm bông bất trị cho mấy chị. Kể cả dù sau này mấy chị trồng
thân nó có già cỗi đi chăng nữa, nó vẫn làm bông rất là nhiều, làm bông rất là nhiều và chịu nắng cực kỳ tốt cho mấy chị. Về cái này mấy chị phải ra chậu nha, tại vì cái cây này á trồng lâu rồi, rất là lâu luôn rồi, nên nó là bắt buộc phải về ra chậu, ra chậu khác nha, cho nó sung hơn mấy chị ơi. Đó, 170 cây Uruguay nha, có chốt chốt em 170 cây Uruguay mà trồng cao mức độ thế này mấy chị. Cây cỡ mấy sáu hơn á, Uruguay mà trồng cao đến mức độ thế này nè, rất là cao luôn á nha. Cây này anh chị nào thích lấy cây cao này không, liên lẻ cũng 170 cây, cao lắm khách ơi, mấy sáu hơn á. Có chốt này chốt em nha, Lê Tỉnh xả đơn. Hả? Chốt cái bài vàng mà đỏ gì? Gây tưởng sợ. Nguyễn Xuân Rồng á, đã có ai báo phí cho mình chưa Nguyễn Xuân Rồng ơi? Nếu đã báo phí thì em đã đi hàng rồi đó nha, còn chưa báo phí thì chưa đi hàng. Mình nhớ là cho địa chỉ đầy đủ thông tin giùm em nha anh ơi, nếu không có thông tin bên em cũng có nhận đơn của mình nha. Ok mà gì vậy? Dạ, cái cây nắng Uruguay cho mấy chị coi mặt bông của Uruguay này, để em xíu nha. Lấy cây cao, lấy cây lùm, lấy cũng bằng giá cho mấy chị luôn. Đây, đây là mặt bông của Uruguay nè, cho mấy chị coi đây. Đây là mặt bông của Uruguay nha. Cái dòng này ưa nắng cực kỳ luôn. Đây là mặt bông của Uruguay cho mấy chị coi. Cái chốt cây cao lấy. Cây cao cũng 170 mà cây lùm cũng 170 nha. Tìm mấy chị thích. Cao 170 chị Mili Nguyễn nè. Lấy cây lầm kia là được. Đây nè, cái cây này cao lùm cho mấy chị nha. Đây 170.000 cái cây Uruguay này. Uruguay này mấy chị biết sao mà mấy chị thấy được cái gốc như thế này không? Trồng lâu dữ lắm rồi. Nó không phải là còn là cây tơ nữa nha mấy chị ơi. Những cái dòng này trồng rất là lâu rồi. Nó gọi là nói chung là nó già cùi kỳ cụ rồi đó. Mấy chị càng trồng này về mấy chị bắt buộc phải ra cái chậu mới để cho nó có thêm cái giá thể mới, nó nhảy mầm con khác cho mấy chị lên. Cây 170.000 nha. Trồng lâu cực lâu, cây nào cũng có ngầm hết trơn mấy chị. Chốt cái này chốt 170 giùm em, 170 giúp em cái này nha. Có lấy 170 giúp em. Đó, đang có bông hoa hết cho mấy chị. Ở đây đang có 2 ngầm nha. Đây 3 ngầm. Gãy rồi mới thấy đâu. Cây hoa ngoài sao, ngoài sao là cái nắng 40N. Cây đó 150 chị có lấy. Em còn được cây cao nữa nè. Đang có bông nè. Một vòi. 2 3 4 5. 6 quả bông. Cây 6 quả bông nha. Cái chốt cái này chốt 170 nó cũng là cây cao cho mấy chị. 170.000 6 quả bông. Nó có chốt chốt nha, xong rồi úp lại luôn. Xong rồi. Cứ mừng giống lại.
Dạ. Chính xác. Em up like luôn nghe. Hẹn gặp mấy chị vào lại sao. Bye mấy chị.